mà đang ở một ngày này, SX Phi Bắc tập đoàn tổng công ty số liệu phòng khách. Một vị mang kính mắt nhân viên công tác cầm một phần thực lúc số liệu báo cáo hỏa cấp hỏa liệu tìm được rồi SX Phi Bắc chủ quản quản lý, báo cáo sự kiện lần này. Là quản lý việc lớn không tốt, ngươi xem một chút cái này. Chỉ thấy SX Phi Bắc chủ quản quản lý chính ở bên trong phòng làm việc ưu tai du tai uống cây cà phê, có thể phòng làm việc đại môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Chỉ thấy chính là nhân viên công tác, tay cầm thực lúc số liệu báo cáo, vẻ mặt lo lắng nói. Đại sự gì không xong, như thế hoảng hoảng trương trương làm gì, ổn trọng, trấn định, có thể là quản lý cũng rất vân đạm phong khinh, chỉ là hơi có chút cau mày hướng về phía nhân viên công tác nói. Không phải là quản lý. Ngươi xem trước một chút cái này. Có thể nhân viên công tác nhưng bây giờ chấn định không dưới đến, đem báo cáo trong tay đưa tới. Đây là cái gì? Thấy tình cảnh này là quản lý trên mặt thần sắc rốt cục ngưng túc mấy phần, theo chỉ thấy kỳ rút ra một sấp trong báo cáo tấm vẽ, rất nhanh lật nhìn vài tờ, biểu hiện trên mặt ngay tức khắc liền chuyển hóa thành vô cùng ngưng túc, thậm chí có thể nói phẫn nộ. Trăm vạn dân trên mạng liên danh huyết thư, đây cũng không phải là đùa giỡn à. Sau đó chỉ thấy kỳ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt ngưng trọng cùng vẻ giận dữ chuyển thành âm trầm cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên sẽ gây ra như thế một việc chuyện này? Ta không phải là ngày hôm qua theo thông lệ kiểm tra lúc, đều không phát sinh sao? Cũng bởi vì Hàn Quốc ca tụng, mẫn trung thù. Đúng vậy, cũng bởi vì hắn, là quản lý, người không biết Hàn Quốc cây gậy nhiều kiêu ngạo, cư nhiên như thế công khai ở chúng ta SX phía bắc trên. Muốn hắn đám kia phen não tàn tia chống đỡ Kim Bình Anh. Chính là lần này trong Hàn y thuật so tài Hàn y cực mạnh đại biểu. Hiện tại online trực tiếp tạc qua, ít nhất, trăm vạn người, trăm vạn chân thực ít liên danh huyết thư, yêu cầu chúng ta SX vì bác đem cây gậy vì bác số đóng cửa. Nhân viên công tác nói, cái này cây gậy thật cho là mình là vật gì, còn là nói, hắn thật cho là chúng ta hoa hạ toàn bộ là bọn hắn Hàn Quốc phen não tàn. Trăm vạn dân trên mạng liên danh huyết thư, cái này hắn có thể xem như là chọc nhiều người tức giận. Vừa nghe đến cái này, là quản lý đầu tiên là một trận phẫn nộ. Sau đó trên mặt lại tình không điều khiển tự động tuôn ra trào phúng, vẻ châm chọc. Chính là một cái Hàn Quốc cây gậy, dám tại đây loại trong Hàn y thuật luận bàn giao chiến thời kỳ nhạy cảm, chạy tới dẫn bọn hắn hoa hạ phen não tàn tiết tấu. Hắn thật cho là bọn họ hoa hạ đều là Hàn Quốc phen não tàn. Còn là cho là mình biểu diễn nhất bộ Hàn Quốc thần tượng kịch, phát hỏa, tự cảm giác mình là vũ trụ vô địch siêu cấp lớn minh tinh, hiệu triệu lực vô cùng, có thể mang theo bọn họ hoa hạ phen não tàn tia nháo sự. Quả thực óc có chuyện. Hơn nữa coi như dứt bỏ cá nhân chủ nghĩa yêu nước ôm ấp tình cảm không nói, chỉ là trăm vạn chân thực LD liên danh huyết thư, tự để cho bọn họ XX phi bác khẳng định không có khả năng ngồi yên không lý đến, phải làm ra tương ứng xử lý cùng đối sách. Dù sao đây chính là trăm vạn chân thực người sử dụng lượng A, đại biểu cho nhiều một khoản ẩn giấu tài phú, ai tổn thất được khởi. Nghĩ đến đây là quản lý lập tức vung tay lên, làm cho nhằm vào sự kiện lần này làm ra hồi phục xét thấy Hàn Quốc mẫn trung thủ tiên sinh ở ta SX Phi Bắc trên phát biểu ngôn luận, đã cấu thành bất chính làm, không hợp lý, cũng không bị ta SX Phi Bắc nhận đồng, ba không nguyên tắc. Vì vậy căn cứ ta SX Phi Bắc ngôn luận quy tắc, quy phạm, xin mẫn trung thủ tiên sinh ở trong vòng 3 canh giờ, nhằm vào lời ấy luận làm ra giải thích hoặc xin lỗi thanh minh, nếu không chúng ta phía chính phủ đem đối kỳ làm ra phong hào, do đó báo cho biết. XX Phi Bắc cái này đại khoái nhân tâm tuyên ngôn vừa ra, nhất thời trên Internet một mảnh sôi trào, cùng hơi bị bếp. Tuy nói ở hàng tỷ hoa hạ dân trên mạng trong mắt, cái này chút gì XX Phi Bắc, đăng tin QQ chờ xí nghiệp lớn rất lâu quả thực rất hỗn đản, suốt ngày. Bộ phận then chốt tính hết, chỉ biết hố tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Nhưng hôm nay, cái này XX Phi Bắc cuối cùng cũng, lương chi phát hiện, cùng bọn họ hàng tỷ dân trên mạng đứng ở cùng trên một cái thuyền. Uy uy uy, lên mạng không? Thấy không? Lời thừa, đương nhiên lên, ngươi là nói XX Phi Bắc phía chính phủ cái kia quan tuyên tin tức đi. Đúng vậy, những, này ăn tươi nuốt sống tên cuối cùng cũng lương tâm một hồi. Nếu mẫn công heo XX Phi Bắc số bị phong, là tốt rồi chơi. Đó là đương nhiên, XX Phi Bắc có thể là chúng ta hoa hạ sử dụng số người nhiều nhất Phi Bắc, cũng tối thụ những minh tinh ca các coi trọng, giữ tại người ái mộ vô số. Vì vậy nếu Hàn Quốc cây gậy thật số bị phong, sẽ chờ chạy trở về Hàn Quốc ăn đất đi. Theo ta hiểu rõ,
hắn ở Hàn Quốc bản thổ người khí cũng liền bình thường thôi. Đâu chỉ bình thường thôi, hoàn toàn sẽ tam lưu. Muốn không phải chúng ta nước Hoa Nội phen não tàn nhiều lắm, thấy người xuất hãy cùng con ruồi dường như liều mạng đi lên góp. Có thể Mẫn Công Heo thực sự đẹp trai không? Đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, toàn thân tất cả đều là chỉnh, là hắn mụ là một tây bối hàng cộng thêm ẻo lả. Có biện pháp nào, quốc gia chúng ta phen não tàn cứ như vậy, cái dân tộc kia cũng là như thế này, vũ trụ vô địch siêu cường quốc. Thế mà tuy rằng online VXX phi bác loại này chính lấy ái quốc cử động giờ tán người đại đa số, có thể hay là có người tức giận không thôi, ngay tức khắc làm ra phản kích, thậm chí cái này đều còn chưa phải là Mẫn Trung Thù phản kích, hắn không nhúc nhích chút nào, hắn ở nước Cộng Hòa này phen não tàn liền như bị người chém cha mẹ vậy xông tới. Không. Phỏng chừng coi như là bị chém cha mẹ, các nàng cũng sẽ không kích động như vậy. Dựa vào, dám mắng chúng ta vũ trụ vô địch Trung Thủ Oppa, một đống rác dưới, muốn chết. Ai dám phong chúng ta Trung Thủ Oppa vì bác số, muốn chết à các ngươi. XX vì bác nhân viên quản lý các ngươi nghe cho ta, nếu như các ngươi dám phong chúng ta Trung Thủ Oppa XX vì bác số. Ta tự cùng các ngươi liều mạng. Không sai, cùng bọn họ liều mạng. Cái gì trung y, đều là rác dưới. Bình Anh Oppa thật là đẹp trai a, hắn nhất định có thể thắng. XX phi bác cút ra khỏi Hoa Hạ, lại dám nhằm vào đối với chúng ta Trung Thủ Oppa, quả thực muốn chết. Không thể không nói, Hoa Hạ đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, tương ứng, những này phen não tàn số lượng cũng hoàn toàn là trình thẳng tắp đường cong bay lên. Chỉ coi XX phi bác phía chính phủ tuyên ngôn sau khi xuất hiện nửa giờ sau, những này Mẫn Trung Thù Hoa Hạ phen não tàn hãy cùng cha mẹ bị người giết vậy, đỏ mắt hồng quá điên cuồng xông lên đi ra, há mồm ngậm miệng chính là cái đó, Trung Thù Oppa thật là đẹp trai, Bình Anh Oppa cũng tốt xuất, sau đó lại là các ngươi dám phong chúng ta Trung Thù Oppa XX phi bác số. Ta tự cùng các ngươi liều mạng. Nói chung hoàn toàn là đem Hàn Quốc cây gậy trở thành là bản thân cha ruột mụ. Cũng không biết này phen não tàn cha ruột mụ nhìn thấy một màn này, sẽ có cảm tưởng thế nào, trong lòng có cái gì cảm khái, nhiều bất đắc dĩ. Mà cũng có lẽ là bởi vì cảm thấy, khổng lồ phấn ti đoàn lực lượng, có bọn họ, chỗ dựa, Mẫn Trung Thủ vi bác trên chỉ hồi phục hai chữ ấu trĩ. Có thể hắn cho là hắn ở Hoa Hạ hoàn toàn là thiên vương siêu sao, XX dám phong hắn số. Khôi hài, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Phải biết rằng hắn Mẫn Trung Thù ở Hoa Hạ người ái mộ thế nhưng được xưng có 300 vạn. Có chừng 300 vạn người ái mộ, XX phi bác dám không cân nhắc bộ phận này người ái mộ quần thể. Thế mà, hắn lại đánh giá thấp XX phi bác quyết tâm, cùng với đánh giá cao hắn ảnh hưởng của mình lực. 300 vạn người ái mộ, ha ha, đừng nói mấy chữ này đến cùng có lớn bực nào hơi nước, liền nói coi như là thực sự như vậy, tại đây loại thời kỳ nhạy cảm. Trái phải rõ ràng trước mặt, lẽ nào bọn họ XX phi bác còn dám làm chim đầu đàn, quỳ liếm Hàn Quốc cây gậy, phạm sai lầm. Thực sự là nghĩ quá nhiều. Vì vậy bọn họ XX phi bác, lập tức làm ra một cái khiến toàn quốc dân trên mạng cảm thấy hết giận, đại khoái nhân tâm cử động. Đó chính là, phong hào. Xét thấy Hàn Quốc Mẫn Trung Thù tiên sinh cũng không có dựa theo chúng ta XX phi bác quy định, cho ta nói xin lỗi và giải thích, vì vậy chúng ta XX phi bác quyết định. Đối kỳ làm ra dưới hai điểm xử lý phương án. 1. Tức khắc khởi, phong cấm Mẫn Trung Thù tiên sinh ở chúng ta XX tài khoản. 2. Từ nay về sau không hề tiếp thu Hàn Quốc Mẫn Trung Thù tiên sinh ở chúng ta XX phi bác trên đăng ký, không tiếp thụ thực danh chứng thực. Đã ngoài, do đó báo cho biết. Cái này tắc XX phi bác phía chính phủ tuyên ngôn vừa ra, Mẫn Trung Thù trực tiếp choáng váng. Che hắn số. Còn từ nay về sau cũng không đón thêm thụ hắn Mẫn Trung Thù lại đăng ký, đây không phải là té hắn bát ăn cơm, đưa hắn đường sống hoàn toàn cắt đứt. Phải biết rằng ở Hàn Quốc, hắn người khí thậm chí cũng không thể đủ bình thường thôi để hình dung, mà chắc là hoàn toàn tam lưu, không bị thích. Vì vậy hắn mới muốn thừa cơ hội này, cùng đại biểu bọn họ Đại Hàn Dân Quốc lòng tự trọng, bộ mặt thiên tài Hàn Y Kim Bình Anh lôi kéo quan hệ, ôm cái này cây bắp đùi. Vì hắn cấp tốc đề thăng Hàn Quốc người khí. Có thể hắn nào biết, hiện tại Kim Bình Anh cái này cây bắp đùi đều còn không biết có tính không ôm, hắn ở Hoa Hạ thị trường quốc nội tự dẫn đầu nổ tung nồi. Phải biết rằng đây chính là XX Phi Bác A. Hoa Hạ công nhận sử dụng lượng đệ nhất Phi Bác, cũng là hắn Mẫn Trung Thù cùng hắn Hoa Hạ phen não tàn hỗ động, cầu thông điều kiện tốt nhất con đường.
nhưng bây giờ, hắn XX Phi Bác số lại bị che. Điều này làm cho hắn quả thực mọi người choáng váng, khóc choáng ở WC. Bởi vì trước đó, cũng không có bất luận cái gì quốc tế siêu sao chén lớn, hưởng thụ được loại này không công bình đãi ngộ. Vì vậy nhất thời, chúng ta vũ trụ siêu cấp siêu sao mẫn trung thủ thoáng cái cấp giận. Hắn ủy thác bình thường một cái cùng hắn quan hệ rất tốt Hàn Quốc minh tinh ở XX Phi Bác trên phát biểu nhất đoạn văn XX Phi Bác tài khoản là của ta tài sản riêng, bất luận kẻ nào đều không có lý do gì cùng quyền lực phong hào. Đối với lần này, ta bảo lưu truy cứu kỳ pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Lời này coi như là tên đầu heo vừa nhìn đều biết, cái này mẫn trung thủ nhất định là ở đúng XX Phi Bác giáp thương đái bổng. Thế mà, XX Phi Bác phía chính phủ phản kích rất nhanh thì tới. Đầu tiên là đó cùng Hàn Quốc cây gậy minh tinh mẫn trung thủ quan hệ tốt, đại phát Phi Bác Hàn Quốc minh tinh cũng đụng phải đồng dạng, lễ đãi XX Phi Bác tài khoản bị phong, từ nay về sau cũng không đón thêm thụ kỳ thực danh nghiệm chứng xin đăng ký. Sau đó, XX Phi Bác vẫn còn phía chính phủ hồi phục nhất đoạn văn, Nga không đúng, chắc là bốn chữ, ấu trĩ. Ngây thơ. Trên Internet những người đó một chút mừng như điên. Ấu trĩ, ngây thơ, ai u đút ta. Ha 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 ha. XX Phi Bác nhiều bức a, không hổ là hành nghiệp long đầu, cái này lưng và thắt lưng chính là thẳng. Bất quá, ta thích, ha 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 ha. Nói cái này Hàn Quốc cây gậy cũng quá não tàn đi. Bảo lưu truy cứu kỳ pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Ai u này, hắn cho là hắn mình là ai a? LG, Tam Tinh, còn là SKA. Không phải là Hàn Quốc cây gậy não tàn, là bọn hắn căn bản không óc. Không nhận sai, không nhận sai sẽ chờ phong hào đi. Có thể, XX Phi Bác cái này sóng rất mạnh xu thế, ta Phật. Uy vũ a. Một đống lớn Vi Bác đăng lại quả thực điên rồi. Trong lúc nhất thời toàn quốc trên dưới, không ít Vi Bác đều phát bốn chữ. Ấu trĩ, ngây thơ. Ngay cả quốc nội đông đảo nổi danh nhân vật, thậm chí thiên vương siêu sao, các ngành các nghề nhân vật nổi tiếng đều gia nhập cái này hàng. Nhất thời làm này ở quốc nội hoạt động Hàn Quốc cây gậy minh tinh, còn có phen não tàn sau khi thấy được, cũng không nhịn được cảm giác da mặt tử ở đốt, một đỏ mặt lên, không ngốc đầu lên được. Mà đang ở toàn quốc dân trên mạng rơi vào một mảnh xôi trào, kinh thành kinh đô đại học y học bộ giáo học lâu nội, đông đảo trung y mọi người, thầy thuốc trẻ tuổi chính tề tụ một đường, thương lượng đêm nay lần thứ hai trong Hàn y y thuật luận bàn đánh cuộc chuyện nghi. Dù sao trận đầu bọn họ đã thua. Tự nhiên lại không thể qua loa đại ý. Mà nhưng vào lúc này, Kinh Đô Đại học Phó Viện trưởng, Y học Bộ Thủ tịch Giáo sư Tống Minh trợ lý gõ cửa, thần sắc lo lắng đi tới, bám vào Tống Hiệu trưởng bên tai một trận nói nhỏ. Nghe vậy Tống Minh sắc mặt rất nhanh đổi đổi, con mắt chỉ hướng về đang ngồi toàn quốc các nơi trung y danh gia, như tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ Lão, Tây Bắc Trung y Viện Nghiên cứu Viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, Trung y Hiệp hội Phó Hội trưởng Lý Đông Thân đám người nhìn lại. Chư vị, Hàn Quốc Hàn Y đại biểu bên kia đã từ tửu điếm xuất phát. Căn cứ chúng ta bây giờ lấy được tin tức, đêm nay, còn là tên kia gọi Kim Bình Anh tuổi nhỏ người trên. Tống Minh biểu tình lo âu cấp nói rằng, lần này thiết bảy, Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ cùng với trong Hàn Y luận bàn đúng đổ, bọn họ Kinh Đô Đại học Y học Bộ đều là chủ sự phương, hắn Tống Minh thân là Kinh Đô Đại học Phó Hiệu trưởng, Y học Bộ giáo sư. Tự nhiên hy vọng có thể đại biểu Hoa Hạ Trung Y hung hăng tưới tắt này vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại người Hàn kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Nhưng này tên là Kim Bình Anh tuổi nhỏ Hàn Y thiên tài, yêu nghiệt xuất hiện, lại một lần nhượng hắn trở tay không kịp. Kim Bình Anh, Đỗ Lão nghe vậy hung hăng nhíu nhíu mày, có chút tức giận cùng thần sắc ngưng trọng nói. Tuy rằng hắn rất xem khó chịu này cái quên nguồn quên gốc, vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại người Hàn kiêu ngạo hình dáng, nhưng không thể không nói. Bọn họ lần này quả thực đến có chuẩn bị, sớm có chuẩn bị. Đi qua trước tối hôm qua trong bọn họ Hàn Y song phương đại biểu lần đầu tiên luận bàn giao chiến, hắn đúng tên kia Vi Kim Bình Anh tuổi nhỏ Hàn Y quan sát đến xem. Hàn Quốc Hàn Y tiểu tử y thuật, quả thực đã vượt qua xa trong bọn họ chỉ niên kỷ xanh một đời. Là một hiếm có nhân tài, thậm chí y thuật yêu nghiệt. Vì vậy này Hàn Y mới dám nháo như thế vừa ra. Lão sư, còn có chư vị, xin lỗi. Là ta vô dụng, cho các người mất thể diện, thực sự thật có lỗi. Mà nhưng vào lúc này, có một vị thân mặc Âu phục vẻ mặt mệt mỏi hơn 30 tuổi nam tử đứng dậy nói xin lỗi, thanh âm có chút run rẩy, thậm chí ngay cả đầu đều có giờ không dám nâng lên.
Mà người này không là người khác, chính là tối hôm qua đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y cùng Hàn Y luận bàn đánh cuộc đệ nhất danh tuyển thủ dự thi, Kinh Thành Trung Y Viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ Đỗ Tuyền Núi. Người này lúc còn trẻ từng ở Đỗ Lão Thủ Hạ học qua vài năm, lại thêm những năm gần đây Trung Y tạo nghệ càng phát ra cao minh, bởi Đỗ Lão vậy, cũng họ Đọc, vì vậy bị ngoại giới gọi đùa vi tiểu Đỗ Lão. Coi như là đối với hắn y thuật năng lực khẳng định. Nói cách khác, nếu là trên tay không có một ít chân tài thật học, làm sao có thể đủ trở thành Kinh Thành Trung Y Viện trẻ tuổi nhất giáo sư, y sĩ trường, làm sao có thể đủ được xưng là tiểu Đỗ Lão. Có thể tối hôm qua hắn vẫn thua, bị tên kia Vi Kim Bình Anh Hàn Y yêu nghiệt dễ dàng đánh bại, vì vậy cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng không có so với tự trách, nghĩ cho bọn hắn Hoa Hạ Trung Y, đã đánh mất mặt. Thắng bại là binh ra chuyện thường, thua thì thua đi, dù sao Hàn Y tiểu tử y thuật quả thực mạnh hơn ngươi, điểm này, không gì đáng trách, thế mà Đỗ Lão nghe vậy nhưng chỉ là thản nhiên nói. Hắn biết rõ chính hắn một trên danh nghĩa tiểu đồ đệ thực lực, không bằng đối phương, vì vậy thua cũng rất bình thường, không gì đáng trách. Thắng bại là binh ra chuyện thường, cái này nói mặc dù không tệ, nhưng này lần chuyện này dù sao quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới mặt mũi, cứ như vậy thua. Còn huyên náo phí phí dương dương, tóm lại còn là còn có chút không tốt sao. Có thể nhưng vào lúc này, một bụng bự béo phệ hói đầu lão giả đột nhiên híp mắt mở miệng, có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Người này không là người khác, chính là Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân. Nghe vậy Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi dừng lại một chút, còn người lóe lóe, nhưng vẫn là mặt lạnh không có phản bác. Lý Lão, xin lỗi. Tiểu Đỗ Lão, Đỗ Tuyền Núi lần thứ hai cúi đầu nhận sai. Tiểu tử Hàn Quốc kia thực lực có chút ngoài sở liệu, vì vậy chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách Tuyền Núi, hơn nữa hiện tại cũng không phải truy cứu Tuyền Núi trận đầu thua thời gian. Như thế này, trận thứ hai trong Hàn Y luận bàn đánh cuộc cũng nhanh muốn bắt đầu, bên kia hãy để cho tên kia Vi Kim Bình Anh Hàn Y tiểu tử trên, chúng ta bên này ni. Ai trên, nếu thua nữa... Nhất định sẽ tại thế giới y học giới trong phạm vi dẫn phát cực lớn gây rối cùng ngờ vực vô căn cứ, đối với chúng ta Trung Y danh tiếng ảnh hưởng cũng sẽ thật không tốt. Chúng ta bây giờ có đúng hay không hẳn là lập tức áp dụng biện pháp. Tống Chính Vũ sốt ruột nói. Đúng vậy, Tống Hiệu trưởng nói không sai. Trong chúng ta chỉ mới là long đầu thủy tổ, nếu là liên này Hàn Y đều thắng bất quá, vậy đơn giản chính là chê cười, đối với chúng ta Trung Y ở quốc tế trên ảnh hưởng cũng thật không tốt. Vì vậy. Phải lập tức xuất ra đối sách mới được a. Ngươi cứ nói đi, lão Đỗ, Lý Đông Thân có híp mắt phụ họa nói, biểu hiện trên mặt lại hiển hiện ra có lau một cái nhìn có chút hả hê. Dù sao trước Đỗ Tuyền Núi người thứ nhất trên, chính là Đỗ Lão đề cử, mà bây giờ lại thua làm như vậy lãi dòng rơi, ở nhân dân cả nước, thậm chí thế giới truyền thông trước mặt mất mặt. Đây không phải là ngạnh sinh sinh ở Đỗ Lão cái này đề cử trên mặt người quạt một bạt tai sao? Hắn Lý Đông Thân nhìn đương nhiên nghĩ thoải mái. Dù sao hắn đã sớm cùng Đỗ Lão có chút tương hỗ không quen nhìn, không hợp nhau. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Đông Thân ngươi không phải là có cái tiểu đồ đệ cũng không tệ lắm sao? Trước vẫn nghe được ngươi đọng ở trên miệng cầm, nếu không nhượng hắn trên đi thử một chút. Lô Hạo Lô Lão tính cách thập phần ngay thẳng, nóng nảy, vừa nghe Lý Đông Thân cái này thoại lý hữu thoại, nhất thời cũng lười nghe xong, lớn tiếng nói. Trong mắt hắn, Lý Đông Thân người này tuy rằng nhân phẩm cái gì quả thực không động, có thể trong tay hắn mặt bản lĩnh thật sự vẫn phải có, rất có cầm ghế bàn trải, không có biện pháp nghi vấn. Hơn nữa người này còn nhất là am hiểu dạy đồ đệ, những năm gần đây, có thể từ dưới tay hắn thành công xuất sư tuổi nhỏ người, kỳ năng lực đều hoàn toàn có thể đạt được bọn họ những. Này thế hệ trước tán thành, đây là có sao nói vậy có hai nói hai. Mà trong miệng hắn bị Lý Đông Thân thường đọng ở bên mép tiểu đồ đệ, chính là kỳ mấy năm gần đây, lại mới điều dạy dỗ, có chút tự đắc mới nhập thất quan môn đệ tử. Tiểu tử kia tên là Đoan Chính Bình, nay đêm 34 tuổi, vừa vặn có tư cách tham gia lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn đúng đổ. Hơn nữa càng trọng yếu là, theo Lý Đông Thân chính mồm theo như lời, hắn tiểu đồ đệ Đoan Chính Bình tối thiểu đã có hắn 6-7 thành hỏa hầu. Nếu là thật như vậy, bắt này người Hàn. Còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, tùy tùy tiện tiện. Dù sao nếu có thể thật có hắn Lý Đông Thân 6-7 thành hỏa hậu, không có thể như vậy đùa giỡn, đủ để nháy mắt giết thanh niên một đời. Lô lão ngươi là nói chính mình, khó có được trong lòng ngươi mặt còn muốn theo hắn, thật là vinh hạnh của hắn a. Bất quá,
Tuy rằng chính mình hắn khi biết sau chuyện này, lòng đầy căm phẫn, trước tiên đã nghĩ gấp trở về, đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y, vì nước Dương Oai, có thể thế nhưng hắn hiện tại đang ở Italia Milan bên kia, tham gia hạng nhất trọng yếu y học nghiên cứu, chân thực không phân thân ra được. Thẳng đến nay buổi chiều vừa mới mời được giả, vì vậy ta phỏng chừng, hắn sớm nhất cũng có thể đều phải trưa mai mới có thể gấp trở về, chỉ có thể vượt qua tham gia cuối cùng một hồi đi. Mà đang nghe Lô Hạo Lô lão nói, Lý Đông Thân nhất thời cười híp mắt nói. Nói đùa, hắn Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử đó là hạng thân phận hạng địa vị. Vẻn vẹn, trận thứ hai tựu lên sân khấu như vậy sao được? Như vậy có thể không thể hiện được thân phận của hắn, trình tự cao quý. Hơn nữa như vậy, thậm chí còn sẽ liên lụy đến hắn cái này làm sư phụ, trình tự, địa vị đều bị sẽ kéo thấp đến. Hắn Lý Đông Thân thân phận gì? Đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Nếu là hắn Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử, đương nhiên phải áp trục lên sân khấu mới được. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra bọn họ hai thầy trò trình tự cùng thân phận, mới có thể nhường hắn đổ đệ đoan chính mình lấy, cứu thế chủ, thân phận, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, lóe sáng đăng tràng, ngăn cơn sóng dữ, ở vô số ánh mắt quan tâm, cùng kích động sùng bái dưới, chỉ huy bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới vãn hồi bộ mặt, đi hướng thắng lợi. Cứ như vậy, bọn họ hai thầy trò có khả năng lấy được thừa nhận ôn tổn uy đúng là khó có thể tưởng tượng. Mà đây mới là hắn Lý Đông Thân, chân chính mong muốn. Đến mức cái gì khác, đều gặp quỷ đi thôi, hắn Lý Đông Thân mới không để bụng ni. Ngày mai, mà đang nghe Lý Đông Thân những lời này, Tống Hiệu trưởng cùng với Lô Hạo hiển nhiên không nghĩ tới nhiều lắm, chỉ là lại nhíu lên, suy tư về đêm nay cần phái người nào trên đi tham gia thi đấu. Chỉ có Đỗ Lão thật sâu đã quên Lý Đông Thân liếc mắt, già nua trong con ngươi trong lúc mơ hồ có chút phẫn nộ. Hắn tựa hồ, đoán được một điểm Lý Đông Thân đang suy nghĩ gì. Sau, bọn họ lại ở bên trong phòng cộng lại hồi lâu, cộng thêm đánh ra nhiều điện thoại cùng chính ở kinh thành quan tâm việc này Trung Y mọi người chăm chú thương thảo. Sau cùng mọi người nhất trí lựa chọn một vị tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử, tới tham gia đêm nay cái này lần thứ hai trong Hàn Y y thuật luận bàn giao lưu đại hội. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử tên là Trịnh Trạch Duệ, năm ấy 31 tuổi, còn rất trẻ, có thể y thuật của hắn, ở Trung Y phương diện tạo nghệ, lại đã đạt đến sư phụ hắn 6-7 thành hỏa hầu, rất là bất phàm. Vì vậy tất cả mọi người đối kỳ rất có lòng tin. Trạng vạng, 7-8 giờ, Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu đội từ lâu chuẩn bị tề phát, đi tới Kinh Đông Đại học bên trong sân thể dục. Trong Hàn Y y thuật luận bàn trao đổi 3 lần tỉ thí đem tất cả cái này cử hành, hôm nay đã là trận thứ 2. Đỗ Lão đám người cũng theo đã tới hiện trường, cùng bọn chúng cùng họ còn có vị kia Trịnh Trạch Duệ, Trịnh bác sĩ. Trạch Duệ A, chớ khẩn trương, thả lỏng một điểm. Ta tin tưởng ngươi nhất định được, ở trên đường, Đỗ Lão cho hắn nỗ lực lên động viên tinh thần. Đỗ Lão ngươi yên tâm đi, ta một cách tự tin. Mà Trịnh Trạch Duệ nghe vậy, vẻ mặt tự tin mở miệng nói rằng chúng ta Hoa Hạ Trung Y bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, coi như là này người Hàn từ chúng ta lão tổ tông học một vài thứ, có thể làm sao có thể đủ cùng chúng ta Trung Y chính thống truyền thừa đánh đồng ni. Ta sẽ nhường bọn họ thua tâm phục khẩu phục, hiển nhiên hắn là thật rất có lòng tin. Phải biết rằng hắn thế nhưng quốc nội ta tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử, trên tay là có bản lĩnh thật sự, nếu không, không có 3/3 sao dám lên Lương Sơn. Tâm phục khẩu phục, ha ha, người Hoa các ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nghe cực kỳ sứt sẹo tiếng trung thanh từ cách đó không xa truyền đến. Nhất thời Đỗ Lão cùng Trịnh Trạch Duệ đám người liền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đông đảo ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp người Hàn, vây quanh một thần sắc kiêu căng thanh niên nhân, từ xa đến gần. Là các ngươi, Đỗ Lão và hắn người phía sau ở nhìn thấy người tới, nhất thời hơi biến sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ không là người khác, chính là lúc này đây theo chân bọn họ Hoa Hạ Trung Y đối nghịch Đại Hàn Dân Quốc đại biểu, đệ nhất Hàn Y Tống Kim Hổ. Còn có thiên tài Hàn Y thiếu niên, Kim Bình Anh. Chỉ thấy Kim Bình Anh mặc một bộ xa hoa Âu phục, giá trị cực kỳ xa xỉ, ít nói có thể giá trị cái hơn 10 vạn. Rất có kỳ trên cổ tay mang theo Vacheron Constantin đồng hồ nổi tiếng, cũng đồng dạng thập phần đáng chú ý. Chính là cần xa hoa đồng hồ nổi tiếng năm ngoái mới ra xa hoa kiểu dáng, giá trị bao nhiêu hoàn toàn không cần nói, dù thế nào nếu chỉ là gia đình bình thường,
chỉ sợ cũng coi là khổ cực đã nhiều năm không ăn không uống, đều khó khăn lấy mua như vậy một khối biểu. Bởi vậy thấy rất mạnh. Chỉ thấy Kỳ trên mặt lộ ra kiêu căng vẻ, lại vẫn thoa phấn đáy cùng cơ sở ngầm, trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo mạn nhìn Đỗ lão còn có Trịnh Trạch Duệ đám người, khinh thường nói ta vừa mới nghe được nói, các ngươi có người muốn nhượng ta Kim Bình Anh, thua tâm phục khẩu phục. Là thì như thế nào? Trịnh Trạch Duệ vẻ mặt tự tin nhìn hắn, bình tĩnh nói đừng tưởng rằng chỉ là còn hơn chúng ta một hồi, là có thể kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại. Ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, có chí có mới sĩ sao mà nhiều. Lẽ nào ngươi thật cho rằng hiện tại chỉ bằng một mình ngươi, là có thể đem ta Hoa Hạ thanh niên một đời tất cả đều đánh bại. Vị Miễn cũng quá ngây thơ rồi. Ha ha, có thể nghe nói, Kim Bình Anh cư nhiên cười lạnh cười, lấy một bộ người thắng tư thái ngạo nghễ. Ngạo mạn nói quả nhiên chỉ có thích người thua, mới có thể mỗi lần đều tìm cho mình trên các loại các dạng mượn cớ. Ta Thiên không ngây thơ, chờ ngươi hiện đem ta đánh bại rồi hãy nói, nếu không, ngươi bây giờ loại này tư thái tự Vị Miễn có vẻ có chút quá buồn cười. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp dẫn phía sau này vòng vây người ly khai, thật giống như chẳng đáng, lười lưu lại lời thừa vậy. Đỗ thầy thuốc, chúng ta đây đợi gặp lại sau. Ha 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 ha. Tống Kim Hổ vào lúc này cảm thấy hết giận, vẻ mặt kiêu căng hướng về phía Đỗ lão cuồng tiếu cười, ngạo mạn xoay người ly khai. Dù sao đương sơ hắn ở Giang Nam Bắc Sơn, y thuật luận bàn đấu toàn bộ phụ ở Đỗ lão tay, sao lại vẫn còn trên phi cơ bị như vậy trào phúng, bộ mặt mất hết. Hắn Tống Kim Hổ trong lòng đúng Đỗ lão tự nhiên hận ý chậm rãi. Hôm nay đối phương ăn như vậy biết, còn tìm không được nói phản bác, làm sao có thể không cho hắn cảm thấy hết giận. Nhìn có chút hả hê. Hắn hiện tại đến muốn nhìn một chút những này cái gọi là Hoa Hạ trung y mọi người, chờ ba giữa sân Hàn y y thuật luận bàn giao lưu toàn bộ phụ sau, muốn thế nào xong việc. Đến lúc đó chàng diện nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Ha 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 ha, Tống Kim Hổ ở trong lòng cười như điên. Hiển nhiên hắn đối với bọn hắn đại Hàn dân quốc lòng tự trọng, kiêu ngạo, Hàn y yêu nghiệt Kim Bình Anh là có một vạn cái lòng tin. Căn bản không cân nhắc qua hắn sẽ bị đánh bại, dù sao ngay cả chính hắn đều từng nhiều lần phụ ở tay đối phương, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Ngươi, nhất thời Trịnh Trạch Duệ trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ giận dữ. Chính muốn phản bác, lại bị mặt không thay đổi Đỗ lão đưa tay ngăn lại. Mặc dù đối phương hiện tại loại này cử động, cực kỳ ngạo mạn, vô lễ, có thể tóm lại mà nói, bọn họ bây giờ là người thắng, đã còn hơn một hồi. Vì vậy thể hiện loại này tư thái cũng không gì đáng trách. Thế mà bọn họ Hoa Hạ trung y hiện tại lại bất đồng. Bọn họ hiện ở trên tay liên một thắng cũng không có, nói tới nói lui căn bản sống lưng cũng không thẳng, chớ đừng nói gì sức thuyết phục, quyền phát biểu. Bọn họ hiện tại loại tình huống này, nói nhiều tất thất, nói nhiều hơn nữa cũng không phải là làm cho cảm giác chỉ biết trên miệng cậy mạnh mà thôi, tăng thêm cười liêu. Không bằng thành thật bắt một thắng, mới là đúng lý. Đáng chết, Đỗ lão, những này người Hàn quả thực quá kiêu ngạo, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ kiến thức một chút, chúng ta Hoa Hạ trung y lợi hại. Có thể Trịnh Trạch Duệ bị như vậy coi thường, lúc này hiển nhiên vẫn còn nổi nóng, vẻ mặt tức giận nói. Trong lòng phát thệ nhất định phải để cho người Hàn đẹp. Minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Có thể nghe nói Đỗ lão cũng không có tiếp lời, chỉ là khẽ cười cười. Có thể trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất sầu lo, nhưng vẫn là bán đứng hắn lúc này nội tâm. Tuy rằng trong mắt hắn Trịnh Trạch Duệ tiểu tử này quả thực cũng không tệ lắm, tại bọn hắn Hoa Hạ trung y giới nội, cũng làm nổi thanh niên một đời tinh anh, lương đống chờ hình dung từ, có thể hắn thật có thể đủ đánh bại tên kia Vi Kim Bình Anh Hàn y tiểu tử sao? Trong lòng của hắn vẫn là không có đáy a. 8 giờ tối, đến từ toàn quốc các nơi trung y danh ra cùng với thế giới truyền thông lục tục trình diện. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có kinh thành các đại học trung y viện giáo sinh cùng với đối với chuyện này vẫn duy trì liên tục chú ý ái quốc nhân sĩ, còn có các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng, vì bác chủ chương trình phát sóng vân vân chờ đã chỉ bất quá kinh đô đại học cũng không có tận lực cho bọn hắn an bài vị trí, chỉ có thể ở đây ngoại bàng thính. Nhưng dù vậy, hiện tại bầu không khí như trước nóng nảy đến cực điểm. Liên đới trên Internet đã ở nhiệt liệt thảo luận. Kết nối với sao? Kết nối với sao? Đương nhiên kết nối với A. Phát sóng trực tiếp đều đã bắt đầu rồi. Thi đấu cũng lập tức sẽ nhanh. Ui, các người mau nhìn,
xem Hàn Quốc cây gậy. Hắn chính là cái gì Kim Bình Anh, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, lại còn đánh phấn đáy, như cơ sở ngầm, thật dây bi ẻo lả. Không sai, lúc đầu lớn lên cũng đã ác tâm người. Lại còn mẹ như thế ẻo lả, quả thực lạt mắt, không phải là một món đồ. Đúng, cái dân tộc kia chính là như vậy, vũ trụ vô địch siêu cường quốc. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn sáng tạo. Xem chúng ta Hoa Hạ Trung Y lần này nhất định đánh bại hắn, trận đầu cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Thế nhưng vạn nhất xảy ra tình hình làm sao bây giờ? Bình tĩnh mà xem xét, tiểu Đỗ lão, Đỗ Tuyền núi ta nhận thức, đây chính là kinh thành Trung Y viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ, nếu trong tay không có chút tài năng, có thể ngồi trên cái loại này vị trí sao? Vì vậy cái này Hàn Quốc cây gậy tuy rằng dáng dấp xấu một chút, mẹ pháo một điểm, nhưng chắc là có chút chân tài thật học. Nếu không này Hàn Quốc cây gậy dám làm như vậy. Hiển nhiên là sớm có dự mưu a. Ai, cũng là, Hàn Quốc chỗ kia mặc dù nhỏ, nhưng cũng nói không chính xác đột nhiên nhô ra cái y học thiên tài ni. Hy vọng chúng ta Hoa Hạ Trung Y có thể cho chúng ta người trong nước tranh khẩu khí đi, đừng làm cho cây gậy chế giễu. Trên Internet nghị luận ầm ĩ, Kinh Đông Đại học sân thể dục nội trên đài cũng đã ngồi lên 5 vị tóc trắng xóa lão nhân. 5 người này trong. Có 3 vị đến từ quốc nội, theo thứ tự là Hoa Hạ Trung Y 8 đại lưu phái thứ 3 đích đáng đại truyền thụ, tỉnh Giang Nam đệ nhất Trung Y Đỗ Lão, Tây Bắc Trung Y Viện Nghiên cứu Viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Sau đó chính là Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu, Đại Hàn Dân Quốc công nhận đệ nhất Hàn Y, tối cao y thuật thành tựu tưởng người đạt được Tống Kim Hổ, còn có Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh sư phụ. Đồng dạng là ở Hàn Y trong tiếng tăm lừng lẫy Khánh Nam nói Hàn Y mọi người, Lý Bình Liệt. 5 người này vừa ra tràng, đem luận bàn giao lưu hội bầu không khí đẩy hướng về phía người thứ nhất cao trào. Hiện tại những chúng ta cho mời Hàn Y phương diện đại biểu, Kim Bình Anh tiên sinh lên sân khấu. Sau đó chỉ thấy Kinh Đô Đại học khách mời người chủ trì bắt đầu giới thiệu. Nhất thời chỉ thấy mặc sang quý Tây Trang. Cổ tay mang Vacheron Constantin xa xỉ đồng hồ nổi tiếng Kim Bình Anh của mọi người nhiều người Hàn vây quanh, vẻ mặt kiêu căng leo lên luận bàn lôi đài. Hơn nữa hắn ánh mắt kia còn thập phần làm người ta ghét, nhìn chung quanh mọi người tại đây một vòng, thật cao ngẩng đầu, giống như là bất tiết nhất cố vậy, nhìn không thấy ở trong sân trị, tràn đầy chẳng đáng, dẫn tới một mảnh ồ lên cùng phẫn nộ. Có thể coi là như vậy, hiện trường lại còn là có chúng nhiều người im lặng não tàn sinh vật xuất hiện. Đó chính là Hàn Quốc fan não tàn. Wow! Bình Anh Oppa thực sự là thật là đẹp trai a. Không sai, cái gì Trung Y? Hoàn toàn chính là rác rưởi, chúng ta Bình Anh Oppa khẳng định có thể thắng nổi bọn họ. Đúng vậy, ta đều nhanh cũng bị Bình Anh Oppa mỹ nhan mê đảo. Thật là đẹp trai a. Ta quyết định, Bình Anh Oppa chính là ta tiếp theo nhâm lão công, các ngươi ai cũng không có thể theo ta cướp. Một đám 15, 16, 7, 8 tuổi fan não tàn ở đây ngoại khán đài lôi kéo hoành phi, như là giống như điên đại hống đại khiếu lên. Mắt bốc hồng tâm, một người tự so sánh với một cái bài, một bộ phận binh lực. Thấy tình cảnh này, trên đài Lô lão dẫn đầu nhíu mày, hướng phía sau trợ lý vẻ mặt lạnh lùng nói vài câu. Nhất thời trợ lý tự tiểu bào đến luận bàn đài lên rồi, sau đó chỉ thấy đến người chủ trì ho khan một tiếng, làm theo phép nói xin các vị bạn học. Các vị bằng hữu an tĩnh một ít, không nên quấy rầy đến song phương tuyển thủ luận bàn thi đấu. Nếu không, bảo an xin mời thỉnh các nàng đi ra ngoài trước đi. Nhất thời này phen não tàn thoáng cái tựu ách hỏa, bọn họ có thể không muốn bỏ qua hôm nay gần gũi quan sát Bình Anh Oppa cơ hội. Sau đó lại thấy người chủ trì vung tay lên, chỉ vào luận bàn đài một hướng khác giới thiệu phía dưới có mời chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu, Trịnh Trạch Duệ, Trịnh bác sĩ đăng tràng. Nhất thời chỉ thấy kỳ từ lôi đài hơi nghiêng chậm rãi leo lên luận bàn đài, ngược lại cũng đưa tới tương đối nhiệt liệt nỗ lực lên thanh. Tuy rằng mọi người tại đây đại thể đều căn bản không nhận thức hắn, khả năng đủ đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y dự thi, ở vào thời điểm này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình tiếng vỗ tay. Trực tiếp bắt đầu đi, Trịnh Trạch Duệ vừa lên đài, liền trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, xem ra ngươi nhưng thật ra đối với mình rất có lòng tin. Đã như vậy, ta Kim Bình Anh là được toàn bộ ngươi, ta bên này cũng không thành vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Kim Bình Anh vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn chí cực mở miệng nói. Trong Hàn Y y thuật luận bàn trao đổi quy tắc kỳ thực rất đơn giản,
đó chính là trong Hàn Y song phương các chuẩn bị một vị nghi nan tạp chứng bệnh nhân, nhượng hai vị người dự thi phân biệt đối kỳ làm ra hiện trường chẩn đoán bệnh, sau đó sẽ từ trên đài năm vị chuyên gia đối kỳ chẩn đoán bệnh kết quả làm ra tường giải, phán đoán thắng bại. Mặc kệ nói như thế nào, coi như dưới đài trong Hàn Y thanh niên một đời tuyển thủ dự thi y thuật lại cao minh, làm sao có thể đủ cùng trên đài năm vị đánh đồng. Rất nhanh, hiện trường nhân viên công tác liền dẫn đạo trong Hàn Y song phương riêng phần mình chuẩn bị bệnh nhân leo lên luận bàn đài. Trịnh Trạch Duệ bên này chuẩn bị người bệnh là một vị hơn 40 tuổi nhánh khí quản thở khò khè bệnh nhân, tình huống của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, lãnh nhiệt đều xuyến, hơn nữa hô hấp trong còn có nồng đậm đàm âm. Dưới loại tình huống này, không chừng một ngày kia hắn sẽ bởi vì đàm cắm ở trong cổ họng, đi gặp Diêm La Vương. Mà Hàn Y Kim Bình Anh bên kia chuẩn bị người bệnh bệnh nhân, lại cùng trận đầu là giống nhau. Cần người bệnh xong thắt lưng, lưng phụ có nghiêm trọng tiền bệnh, mỗi lần đến âm hàn khí trời liền kỳ ngứa khó nhịn, rất khó chịu được. Lại là hắn, mà ở nhìn thấy tiền bệnh hoạn người lúc, dù là Đỗ Lão, Lô Lão bọn người hơi đổi sắc. Bởi vì coi như là lấy ánh mắt của bọn họ, ở nhìn thấy người bệnh trên người tiền bệnh lúc, cũng không khỏi cảm thấy vướng tay chân, cực kỳ đau đầu. Dù sao mọi người đều biết, bệnh ngoài ra thế nhưng tối ngoan cố, khó khăn nhất chỉ tận gốc. Trước tiểu Đỗ Lão, Đỗ Tuyền núi chính là thua ở cái này tiền bệnh mặt trên. Cái này chính là các ngươi chuẩn bị bệnh nhân sao? Kim Bình Anh dẫn đầu đi đến nhánh khí quản thở khò khè người bệnh trước mặt nhìn lướt qua, liền vẻ mặt kiêu căng mở miệng nói trước hết để cho ta số xem mạch. Nghe vậy nhánh khí quản người bệnh lập tức không chút do dự vươn tay, nhượng Kim Bình Anh bắt mạch cho hắn. Tuy rằng hắn cũng không thích đối phương kiêu căng, ngạo mạn vô lễ nói thái độ, có thể ai bảo hắn là bệnh nhân đâu. Đương nhiên không dám cùng bác sĩ đối nghịch. Mà Trịnh Trạch Duệ tắc cũng đã vẻ mặt ngưng trọng đi tới tiền bệnh hoạn người trước mặt, trước vi kỳ số xem mạch, sau lại chân mày mặt nhăn được càng sâu nhấc lên đối phương y phục, quan sát, xúc đụng một cái đối phương phía sau lưng, song thắt lưng tiền bệnh, nhất thời trên mặt thần sắc càng khó coi. Trong ánh mắt kia cũng từ từ hiện ra một loại nôn nóng vẻ. Sau không lâu sau, Kim Bình Anh cũng đã vì nhánh khí quản thở khò khè người bệnh chẩn đoán bệnh kết thúc, đồng thời khai xuất phương thuốc. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt kiêu căng đi tới Trịnh Trạch Duệ trước mặt, ngạo mạn nói ngươi còn chưa xem xong. Hanh! Nghe vậy Trịnh Trạch Duệ phản xạ có điều kiện giận dữ, có thể theo sát mà hắn nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đem tức giận ngăn chặn, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vi bạch, từ chẩn đoán bệnh vị trí đứng lên, cùng vẻ mặt kiêu căng Kim Bình Anh làm ra trao đổi. Mặt không thay đổi đi hướng nhánh khí quản thở khò khè bệnh nhân làm chẩn đoán bệnh đi. Bởi vì căn cứ thi đấu quy định, bọn họ dự thi song phương cần cho hai vị bệnh hoạn đều làm ra chẩn đoán bệnh, xuất ra phương thuốc mới được. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ làm ra chẩn đoán bệnh phương thuốc đã thịnh phóng tới trên đài. Trên đài, năm vị đến từ trong Hàn hai nước chuyên gia đều là bình ủy. Chỉ thấy bọn họ phân biệt cầm lấy Kim Bình Anh. Trịnh Trạch Duệ làm ra bài thuốc nhìn một chút, chợt ngay tức khắc năm trên mặt người thần sắc phân hóa, tự rõ ràng lên. Song song, các ngươi xem Đỗ Lão còn có Lô Lão thần sắc trên mặt bọn họ, thật là khó xem a. Không hổ là thua đi, cái này đều trận thứ hai, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Song song liên tục hai chàng đều phải thua, chẳng phải chúng ta Hoa Hạ Trung Y bại bởi này Hàn Quốc cây gậy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tức giận a. Đi qua các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng hiện trường phát sóng trực tiếp, quan khán đến trên đài Đỗ Lão, Lô trên khuôn mặt già nua âm trầm thần sắc quốc dân, cũng không nhịn được một mảnh tình cảnh bi thảm lên, kêu rên khắp nơi trên đất. Bọn họ lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Đỗ Lão, Lô Lão chờ trên mặt khó khăn xem sắc mặt, cùng với hai cái Hàn Quốc cây gậy Hàn Y trên mặt sắc mặt vui mừng, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ lần này lại thua? Đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hoa Hạ Trung Y không bằng Hàn Quốc cây gậy. Nhất thời trên Internet các loại người thật có một ít tức giận lên. Không phải nói nhất định có thể thắng sao? Thế nào làm cho thành như vậy? Kinh Đông Đại học sân thể dục nội các đại chủ bá, mặt hướng màn ảnh lúc, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng lên. Ngay cả bọn họ trong miệng phân tích, cãi lại nói, lúc này đều hiển nhiên có chút tái nhợt vô lực lên. Y thuật luận bàn đồ chơi này mà. Thắng tự thắng, thua chính là thua. Kết quả như vậy trực quan, bọn họ coi như là muốn cầm Hoa Hạ đại biểu đội viên, cũng viên không hơn a. Mà nhưng vào lúc này,
ngồi trên đài Đỗ lão đám người cũng quả thực sắc mặt thật đã thay đổi được không nhìn khá hơn. Hắn trong lòng bây giờ mặt rất tức giận. Bởi vì Trịnh Trạch Duệ sở khai ra phương thuốc tiêu chuẩn, hoàn toàn thì không phải là hắn bình thời thực lực. Hiển nhiên, tiểu tử này chỉ sợ là bị vướng tay chân tiền bệnh làm cho hoảng hốt, dẫn đến mặt sau vi nhánh khí quản thở khò khè người bệnh chẩn đoán bệnh lúc, tâm không thu hồi lại, phân thần, tài nghệ cũng theo chợt giảm xuống. Dùng cái lại chuyên nghiệp giờ từ ngữ, đó chính là bối rối. Trên thực tế, tại chức nghiệp bác sĩ trên người vậy rất ít gặp phải loại tình huống này. Bởi vì vậy chức nghiệp bác sĩ ở trong lòng tố chất phương diện đều là rất vượt qua thử thách, vào nghề trước sẽ bị trọng điểm nhắc nhở, yêu cầu, tiếp thu huấn luyện, nếu là ở vi người bệnh chẩn đoán bệnh lúc tâm tính đơn giản mất thăng bằng nói, sẽ rất khó phát huy ra tương ứng tiêu chuẩn. Có thể Trịnh Trạch Duệ lại bất đồng, hắn cũng không phải chức nghiệp bác sĩ. Chỉ là một vị tiếng tăm lừng lẫy trung y mọi người quan môn đệ tử mà thôi. Bởi vậy ở lòng tự tin phương diện, hắn vốn là có thể so với, thân kinh bách chiến, chức nghiệp bác sĩ yếu hơn một bậc, càng miễn bàn hắn bây giờ còn là đại biểu cho toàn bộ hoa hạ trung y giới thanh niên một đời, xuất chiến Hàn Quốc Hàn Y. Áp lực tâm lý tuyệt đối là to lớn. Cho nên khi hắn ở nhìn thấy cước thủ vô bị tiền bệnh lúc, người hầu như thoáng cái đều mộng rớt, hoàn toàn không biết cần làm thế nào mới tốt. Cũng để cho hắn đến tiếp sau chẩn đoán bệnh theo bị ảnh hưởng. Trịnh Trạch Duệ vốn chính là tâm lý tố chất không phải là đặc biệt tốt một loại kia. Vì vậy sư phụ hắn đến bây giờ cũng còn không để xuống hắn xuất sư, nhưng bây giờ còn là xảy ra vấn đề. Chư vị, không biết cái này thắng bại nên như thế nào phán đoán. Nhưng vào lúc này, Tống Kim Hổ mỉm cười thanh âm ở bên trong hội trường bỗng vang lên, khiến Đỗ lão đám người trên mặt nguyên bản cũng đã rất sắc mặt khó coi, trong nháy mắt càng hơi bị cứng cứng đờ. Bởi vì hiện tại kết quả này, còn dùng nói. Cây ma hoàng, toàn bộ trùng, can khương, thanh niên nhân không đơn giản a. Chỉ thấy Lô Hạo Lô lão cầm lấy kim bình anh cho vị kia tiền bệnh hoạn người mở phương thuốc, híp mắt chậm rãi nói bất quá chỉ là thế này nói, hắn cái này tiền bệnh, vẫn là không có biện pháp trị tận gốc. Phải, nào dám hỏi lão tiên sinh. Ta phương thuốc này cùng hắn so với, đến tột cùng ai thắng ai thua. Có thể nghe nói Kim Bình Anh nhưng thật giống như bất tiết nhất cố vậy, trực tiếp đưa tay chỉ hướng sắc mặt đã có một ít trắng bệch Trịnh Trạch Duệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không có biện pháp trị tận gốc, đó cùng hắn có quan hệ gì sao? Hắn chỉ là muốn thắng mà thôi, cái khác đều cùng hắn không quan hệ. Ngươi thắng, mà nhưng vào lúc này, Đỗ lão trực tiếp đứng dậy nhìn hắn một cái. Một bên bỏ xuống một câu nói như vậy, một bên cũng không quay đầu lại từ trên đài chậm rãi đi xuống. Nhất thời, đủ có thể dung nạp mấy nghìn người sân thể dục nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có một nắm fan não tàn còn có Hàn Quốc du học sinh đang hoan hô. Mà trên Internet, đi qua các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng hiện trường phát sóng trực tiếp, chính mắt thấy được điều này làm cho người khó có thể tiếp thu một màn nước Cộng hòa bạn trên mạng rốt cục mất lý trí, phẫn nộ thất thố lên, quét đạn mạc cùng vi bác. Đúng Trịnh Trạch Duệ còn có hoa hạ trung y giới các loại cuồng phún, tử vong oanh tạc. Thảo, làm cho lông a, nhược trí. Hắn ma liên Hàn Quốc cây gậy đều không thắng được, còn không biết xấu hổ mỗi ngày nói khoác trung y là Hàn y khởi nguyên, quả thực mất mặt xấu hổ. Cái gì chó má trung y, liên Hàn Quốc cây gậy y thuật cũng không sánh bằng, cùng cầu liếc mắt. Ha ha, cái này vũ trụ vô địch siêu cường quốc thực sự nở nụ cười. Hàn y là trung y chi nhánh. No, no, no. Trung y là Hàn y chi nhánh còn không sai biệt lắm. Một đám mất mặt xấu hổ tên. Phế vật. Ha ha, từ nay về sau không bao giờ. Nữa tin tưởng quốc gia chúng ta trung y. Còn là thành thật đi tìm Tây y xem bệnh đi. Như vậy các loại cuồng phún, hầu như có hơn phân nửa đều là hướng về phía hoa hạ trung y đi. Mà này không tốt nhục mà công kích ngôn ngữ. Tự như cùng đao sắc bén kiếm vậy hung hăng đâm thủng theo nước Cộng hòa trời Nam biển Bắc trung y hành nghề người hoặc là người học tập tâm. Trung y thực sự liên Hàn y cũng không sánh bằng. Vậy nếu là như vậy, bọn họ những năm gần đây này nhiệt tình yêu thương, lại có ý nghĩa gì? Đỗ lão, Lô lão, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Làm Đỗ lão, Lô lão đám người lục tục từ trên đài đi xuống sau, Trịnh Trạch Duệ tái nhợt theo gương mặt chiến nguy nói. Xin lỗi. Đỗ lão hít một hơi thật sâu khí. Sau đó sẽ dùng sức hít một hơi thật sâu khí. Mà lại một lần nữa, tròn hít thở sâu ba lần, lúc này mới dùng sức ở trên mặt mình hung hăng xoa nắn một trầu,
mới nhìn hướng Trịnh Trạch Duệ, sắc mặt, giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tiểu Trịnh A, người thật tình thái. Thật còn phải luyện nhiều một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cảm giác mình chân thực không biết cần tiếp tục nói cái gì cho phải. Lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chỉ thấy Kỳ vẻ mặt thất vọng chuẩn bị ly khai. Bọn họ hiện tại đều đã thua hai chàng, có thể nghĩ ở toàn quốc dân chúng thậm chí thế giới truyền thông trước mặt, có bao nhiêu sao mất mặt. Hơn nữa cái này hiện tại đã đều không phải là cái gì ném không mất mặt vấn đề, mà là quan hệ, liên lụy đến Hàn Y này cái quên nguồn quên gốc hạng người, có thể hay không mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận thành công từ trong bọn họ trị hệ thống chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Vô liêm sỉ tự thành nhất phái. Mà nếu là bọn họ thế hệ này người thật thân thủ thúc đẩy loại này bộ mặt tang cố gắng chuyện phát sinh, bọn họ lại có mặt mũi nào dưới cửu tuyển gặp tiền bối. Ngày mai còn có cuối cùng một hồi, hơn nữa chỉ được thắng không được bại, Lý Đông Thân, người tiểu đồ đệ không thành vấn đề đi. Nếu hắn không có biện pháp giải quyết tiền bệnh hoạn người, tự sớm nói. Lô Hạo Lô Lão lúc này sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, thẳng thắn không để ý Trịnh Trạch Duệ, giọng nói cứng rắn nói. Lão Lô người yên tâm đi, ta Lý Đông Thân dạy đồ đệ cái gì tài nghệ, người còn không biết. Tiền bệnh tuy rằng quả thực vướng tay chân. Còn không đến mức đem ta Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử khó khăn ở. Phệ Lý Đông Thân sờ sờ mình ngốc đầu, trên mặt lộ ra một tia chờ mong đã lâu tiểu ý nói. Hiển nhiên hắn tại chờ giờ khắc này đến. Nếu như hắn Lý Đông Thân đồ đệ có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ huy bọn họ Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời đi ra khốn cảnh, đó là hạng lớn thủ vinh cùng vinh quang. Chắc chắn sẽ đối với Kỳ vạn chúng chúc mục, đều khi đó, toàn quốc trên dưới còn ai vào đây không biết. Không biết hắn Lý Đông Thân. Khi đó hắn còn không liệt vào sử sách, hưởng tính bất tận thù vinh cùng thừa nhận. Ở giữa Hàn Y Y thuật luận bàn đấu trận thứ hai đều lấy Hoa Hạ chưa dứt bại sau, cuối cùng một vị đem đại biểu Hoa Hạ trung y thanh niên một đời tham gia luận bàn đánh cuộc người chọn danh ngạch vấn đề này, lại cũng vô pháp lảng tránh. Bởi vì nếu là bọn họ thua nữa, Hàn Y phương diện có thể danh chính ngôn thuận từ trong bọn họ chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài, tự thành nhất phái. Nếu thật thành như vậy kết quả nói, ai đam được khởi trách nhiệm này? Ai lại đam được khởi toàn bộ nước Cộng hòa Nhân dân, trung y nghiệp giới hành nghề nhân sĩ thất vọng cùng giận không tranh khí? Nói chung hậu quả kia tuyệt đối là không gì sánh được nghiêm trọng, không ai đam được khởi trách nhiệm này. Vì vậy, ở giữa trị hiệp hội phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão, ở quyết định cuối cùng trong hội nghị đề nghị nhượng hắn tiểu đồ đệ đoan chính bình đại biểu bọn họ Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời. Tham gia cuối cùng một hồi đấu, không một người có ý kiến phản đối. Bởi vì Đoan Chính Bình, đây chính là y học Trung Quốc thánh thủ Lý Đông Thân Lý Lão mấy năm gần đây, đắc ý nhất, tối dẫn cho rằng ngạo nhập thất quan môn đệ tử. Mà kỳ y thuật phương diện tạo nghệ, ít nhất, đã có Lý Đông Thân Lý Đông 6-7 thành hỏa hậu. Điều này hiển nhiên cũng đủ kinh người. Vì vậy từ hắn đến đại biểu Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời tham gia trận chiến cuối cùng, không có người có nửa điểm ý kiến. Bất quá chỉ là lúc này Bộ Vệ sinh Phó Bộ trưởng Hứa Bội Nghi một trận điện thoại, lại làm cho bên trong phòng họp lập tức liền loạn thành một đoàn cháo. Cái gì, Trần Phi, đó là cái gì người? Ta thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghe nói quốc nội quá trung y giới có như thế số một người, Tống Viện trưởng, không biết vị này Trần Phi Trần bác sĩ đến tột cùng là xuất từ vị ấy y học Trung Quốc thánh thủ môn hạ. Hắn làm sao có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời tham gia cuối cùng một hồi. Trọng yếu như vậy trong Hàn Y Y thuật luận bàn đại chiến. Chính là, Tống Hiệu trưởng, ta XXX tốt xấu cũng ở đây vòng tròn nội có chút danh khí, lăn lộn không ít năm. Đối với ngươi cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua có một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ trung y, có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ trung y giới, tham gia trọng yếu như vậy hẳn phải chết a. Tống Hiệu trưởng, ta kiên quyết phản đối, ý kiến của ta là Chu Chính Bình Chu bác sĩ. Hắn thế nhưng Lý Đông Thân Lý Lão nhập thất đệ tử thân truyền, lại là chúng ta Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời lĩnh đầu dương. Hắn gần nhất thậm chí ở nước ngoài Italia đều nổi tiếng rất cao. Một vị đầy tóc bạc trung y mọi người sắc mặt khó coi đứng lên cực lực phản đối nói. Hắn đúng trung y hiệp hội phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão là bạn thân đã khuất, quan hệ tốt. Nói đùa, Trần Phi, vậy là ai? Tại bọn hắn Hoa Hạ trung y giới thanh niên một đời có nhân vật số một như vậy. Vì sao ngay cả hắn XXX đều chưa từng nghe qua?
người như thế dựa vào cái gì có tư cách đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y thanh niên một đời, xuất chiến trọng yếu như vậy trong Hàn Y y thuật luận bàn. Phải biết rằng cái này nhưng đã là trận thứ ba, cũng là cuối cùng một hồi, nếu là thua, ai đam được khởi trách nhiệm này. Vì vậy hắn kiên quyết phản đối. Mà Trung Y Hiệp hội Phó Hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão nhập thất đệ tử thân truyền Chu Chính Bình lại bất đồng, đây chính là đã chiếm được Lý Đông Thân Lý Lão chân truyền. Ít nhất, chính mình trong đó chỉ tạo nghệ 6-7 thành hỏa hậu, chính là cái gọi là Hàn Y, mặc dù lại yêu nghiệt, cũng khẳng định không thể nào là đối thủ của hắn. Vì vậy cũng chỉ có loại này bọn họ Hoa Hạ trẻ tuổi lĩnh đầu dương, mới có tư cách đại biểu bọn họ xuất chiến trọng yếu như vậy trong Hàn Y y thuật luận bàn đại chiến. Chỉ huy bọn họ đi hướng thắng lợi. Đến mức cái loại này vô danh không họ hạng người, liền hắn XXX đều chưa từng nghe qua, có tư cách gì. Đây không phải là làm ẩu sao? Trần Phi, đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Trung Y Hiệp hội Phó Hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Lại nói tiếp vì để cho mình có thể đạt được toàn bộ vòng tròn nội, thậm chí toàn quốc trên dưới dân chúng ca tụng cùng thừa nhận, hắn lần này coi như là nhọc lòng, thiên tân vạn khổ làm mình tiểu đồ đệ Chu Chính Bình thẳng đến tối hôm qua mới về nước, vì chính là muốn khiến kỳ ở trận chiến cuối cùng trong lên sân khấu, ngăn cơn sóng dữ, cứu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới xu hướng suy tàn. Có thể hắn hiện đang nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn hình như chỉ là nhận một chiếc điện thoại. Kinh Đông Đại học Tống Minh Tống Viện trưởng tự cư nhiên sẽ đưa ra một cái khác liên hắn Lý Đông Thân căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì Trần Phi. Đến đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới trẻ tuổi xuất chiến cuối cùng một hồi trong Hàn Y y thuật luận bàn đại chiến. Chuyện này muốn thật quyết định, đây quả thực tự so với ngay mặt đánh hắn Lý Đông Thân lỗ tai còn nhượng hắn khó chịu, hơn nữa còn là cái loại này bùm bùm rung động lỗ tai. Bởi vì, này chẳng phải là ý nghĩa hắn cố gắng trước đó, phải kế hoạch. Đều uống phí. Tống viện trưởng, ta cũng cho rằng Chu Chính Bình tương đối hợp. Mà nhưng vào lúc này, một vị mang kính mắt, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, Túc Mục Thất Lão 80 lão giả cũng chậm rãi mở miệng nói. Người này tên là Mục Thành Đống, là Trung Y Hiệp hội một vị khác phó hội trưởng, ở quốc nội Trung Y giới danh vọng là hoàn toàn có thể cùng Lý Đông Thân đánh đồng, hơn nữa hắn vẫn từ Kinh Đô Đại học đi ra học viện phái. Vì vậy coi như là đối mặt Tống Minh Tống lão loại này Kinh Đô Đại học phó hiệu trưởng, y học bộ thủ tịch giáo sư, lời hắn nói, cũng rất có một phen lực ảnh hưởng cùng quyền phát biểu. Chỉ là, tuy rằng đều là Trung Y Hiệp hội phó hội trưởng, nhưng hắn trong lòng đúng Lý Đông Thân người này cũng không có quá lớn hảo cảm, cho rằng kỳ say mê ở quyền thế ôn tồn ngắm, chưa tính là trong lòng hắn chính thống đức cao vọng trọng Trung Y mọi người, có thể, so với Tống Minh Tống hiệu trưởng đột nhiên này không giải thích được cử động. Hắn nhưng vẫn là nguyện ý khuynh hướng Chu Chính Bình một điểm. Coi như không từ mà biệt, trước hắn từng cùng Chu Chính Bình gặp qua vài lần, cho rằng trong đó chỉ tạo nghệ quả thực không phải là nói khoác đi ra ngoài, mà là đã chính mình đương đại danh thủ quốc gia phong phạm. Mà thực lực như vậy, ở đối phương tuổi trẻ mà nói, quả thực đã rất tốt, thậm chí đáng quý. Mục Thành Đống như thế vừa mở miệng, lập tức liền có không ít thâm niên lão giáo sư theo phụ họa. Bởi vì... Này sự kiện quả thực không phải là một chuyện nhỏ mà, thua nữ nguy, há có thể qua loa. Mà ở thấy tình cảnh này, thậm chí ngay cả Mục Thành Đống cái kia luôn luôn đều cùng bản thân không hợp nhau lão ngoan cố, đều giúp mình nói chuyện, Lý Đông Thân Lý Lão béo đô đô, nếp uốn răng đầy mặt béo phì trên rốt cục thoáng hỏa hoãn, nổi lên vẻ tự đắc. Sau đó chỉ thấy kỳ đoan chính dung mạo, nhìn Tống Minh Tống hiệu trưởng chậm rãi nói Tống hiệu trưởng, cũng không phải ta nghĩ nghi vấn quyết định này, thế nhưng... Ngươi nên biết đây đã là chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới cuối cùng một hồi, hy vọng cuối cùng. Cái gì Trần Phi, ta căn bản liên nghe đều chưa nghe nói qua, Tống hiệu trưởng ngươi nghĩ hắn thật có năng lực này. Lão Mục, Lão Lý, bây giờ không phải là ta nghĩ hắn có hay không có năng lực này, mà là... Bộ vệ sinh vị kia mới nhậm chức Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng, các vị biết chưa? Đây là hắn tự mình gọi điện thoại đến, hạ đạt quyết nghị, các ngươi nghĩ ta có thể phản đối sao? Tống Minh Tống viện trưởng nghe vậy cũng là vẻ mặt sầu khổ. Hiển nhiên, đó cũng không phải hắn bản ý. Cái gì? Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng. Vân vân chờ đã, đó không phải là. Nhất thời hiện trường bên trong phòng họp thiếu chút nữa nổ tung nồi. Mọi người sắc mặt quỷ dị. Tuy nói Hứa Bội Nghi là một giới nữ lưu hạng người, có thể bộ vệ sinh phó bộ trưởng danh hiệu không có thể như vậy đùa giỡn, hơn nữa hiện trường đang làm đều là bác sĩ. Ai không về hắn quản.
Đồng thời lần này đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ và về sau trong Hàn y y thuật luận bàn đại chiến, đều là về hắn toàn quyền phụ trách. Chớ nói chi là hắn còn họ Hứa, tứ cửu thành người nào không biết nước Cộng hòa đại thụ che trời Hứa lão thái gia có một vị hai nữ nhi tên là Hứa Bội Nghi. Ai dám cùng loại này bối cảnh lớn đến nghịch thiên chủ nhân đối nghịch. Thậm chí lời nói rất nghe, hiện tại vấn đề này là đã không phải là bọn họ có nguyện ý hay không, mà là bọn hắn có không có tư cách phản đối. Hứa Bội Nghi Hứa phó bộ trưởng một câu nói, bọn họ ở đây các vị, vị nào dám không nể tình. Vì vậy Tống binh Tống viện trưởng như thế vừa mở miệng, toàn bộ bên trong phòng họp ngay tức khắc tự yên tĩnh lại, tất cả mọi người ách hỏa. Không một người dám đưa ra ý kiến phản đối. Đến mức Lý Đông Thân Lý lão vào giờ khắc này càng như nuốt con ruồi vậy, sắc mặt xấu xí tới cực điểm, hắng giọng xấu xí. Không có nghe gặp Tống lão đều giải thích rõ sao. Đây chính là Hứa Bội Nghi Hứa phó bộ trưởng tự mình ra lệnh, ngươi nếu phản đối, chẳng phải là nghĩ Hứa phó bộ trưởng ánh mắt không được, hoặc là nói mặc kệ dùng. Coi như là hắn Lý Đông Thân, dám có lá gan nói lời như vậy, làm ra loại hành vi này sao? Hiển nhiên, đáp án nhất định là phủ định. Hắn căn bản không gan này. Sự tình sau cùng cứ như vậy quyết định. Có một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ trung y, đại biểu bọn họ Hoa Hạ trung y giới xuất chiến trận thứ ba. Sau đó Lý Đông Thân Lý lão trước tiên mặt âm trầm ly khai phòng họp. Phanh, cũng không lâu lắm, Lý Đông Thân liền chân thực không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, trong tay inox chén trà hung hăng nện ở lối đi nhỏ gian tay vịn trên, thiếu chút nữa không đạn bay ra ngoài. Hứa phó bộ trưởng, Trần Phi. Bọn họ muốn làm gì? Cho rằng loại quan hệ này đến chúng ta Hoa Hạ trung y giới vinh nhục đại sự, là quá ra ra sao? Những cái loại này hoàn toàn không danh không họ sơn giã tiểu tử đại biểu chúng ta Hoa Hạ trung y giới xuất chiến, cũng thiệt thòi bọn họ nghĩ ra. Lẽ nào bọn họ đây là muốn khiến những người ngoại quốc kia, xem chúng ta Hoa Hạ trung y giới chọc cười, để cho bọn họ thấy trong chúng ta chỉ không có ai sao? Lý Đông Thân Lý lão mặt mày xanh lét, tức giận đến cả người thẳng run run. Thật tốt một lần cơ hội a, có thể làm cho hắn Lý Đông Thân mượn cái này dương danh lập vạn, bị thụ chú mục, đạt được toàn quốc trên dưới nhân dân ủng hộ cùng thừa nhận, nhưng bây giờ đã bị một trận điện thoại cứng rắn hủy, trong lòng của hắn có thể nghĩ đến thông, có thể không tức giận sao? Hơn nữa coi như là không cho hắn đổ đệ Chu Chính Bình trên còn chưa tính, bây giờ lại còn an bài một cái hoàn toàn không danh không họ hạng người vô danh đến đại biểu bọn họ Hoa Hạ trung y giới xuất chiến. Đây coi là cái gì? Có đúng hay không nói hắn Lý Đông Thân đường đường trung y hiệp hội phó hội trưởng, trung y đại sư, dạy dỗ nhập thất đệ tử thân truyền còn không bằng tùy tùy tiện tiện một, dã chim trĩ, đi chân trần bơi trị. Sỉ nhục a, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đúng vậy, Lý lão, lần này mặt trên chân thực hơi quá đáng, phải biết rằng cái này trận chiến cuối cùng thế nhưng quan hệ đến trong chúng ta chỉ giới trên dưới vinh nhục, há có thể trò đùa. Lý lão. Ta nhớ kỹ ngươi không phải là cùng bộ vệ sinh Mã Anh Điền Mã Cục Trường quan hệ tốt. Vị kia thế nhưng phía trên lão tư cách, nói rất có quyền phát biểu cùng phân lược, nếu không, ngươi gọi điện thoại cùng hắn câu thông, toàn bộ khí, nói một chút chúng ta lo âu và lo lắng. Một vị khác đồng dạng nghĩ loại này quyết định thậm chí hoang đường ta trung y mọi người sẽ tới, mặt âm trầm nói. Đúng vậy, không phải là còn có Mã Anh Điền Mã Cục Trường. Nghe vậy Lý Đông Điền Lý lão hai mắt không khỏi mạnh sáng lên một cái. Phải biết rằng vị kia Mã Anh Điền Mã Cục Trường thế nhưng bộ vệ sinh bên trong lão tư cách, mọi việc đều thuận lợi, lộ số rất rộng, thậm chí phía sau hắn Mã gia tại đây tứ cửu thành coi như là có mặt mũi. Vì vậy nếu là có thể nói động hắn tại nơi vị Hứa phó bộ trưởng trước mặt ngôn ngữ vài câu, chuyện này cũng không thường không có đường sống vẹn toàn. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào. Hắn Lý Đông Thân hạng thân phận hạng địa vị. Bây giờ lại bị tùy tùy tiện tiện một cái vô danh tiểu bối chen đi nhập thất đệ tử thân truyền danh ngạch, đoạt đi rồi vạn chúng chúc mục, bị thụ thừa nhận cơ hội, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bấm Mã Anh Điền Mã Cục Trường tùy thân tư nhân điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì đả thông. Này, Lý lão sao? Có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia. Mã Anh Điền Mã Cục Trường đúng Lý Đông Thân Lý lão biểu hiện ra thái độ rất nhiệt tình, cười ha hả nói. Dù sao cái này Lý Đông Thân chính là một vị danh thủ quốc gia mọi người. Đầu năm nay, đắc tội ai cũng tốt nhất đừng đắc tội bác sĩ A. Mã Cục Trường, là như vậy, ta bên này có cái tình huống muốn cùng ngươi phản ánh.
trước ta không phải là với ngươi đề cập qua một việc mà. Tự là muốn cho ta tiểu đồ đệ Chu Chính Bình đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới, xuất chiến cuối cùng một hồi trong Hàn Y y thuật luận bàn giao lưu đại chiến. Nhưng bây giờ, ta đề nghị này hủy bỏ rớt. Lý Đông nói rõ nói rất trực tiếp, một là bởi vì hắn lúc này trong lòng hỏa cấp hỏa liệu, nào có tâm tư lo lắng cái gì cong cong từng đạo. Hai là hắn cũng cùng Mã Anh Điền Mã Cục Trường tương giao lâu như vậy, minh bạch kỳ thực đối phương không quá thích dở giọng. Phải, Lý Lão, cái này cũng rất bình thường, dù sao cái này có thể quan hệ đến chúng ta nước Cộng hòa Trung Y bộ mặt cùng sỉ nhục, toàn quốc các nơi Trung Y mọi người, y học Trung Quốc thánh thủ đều ở đây quan tâm chuyện này, mặt trên cũng coi trọng. Chính mình ta cũng biết, tuy rằng hắn cũng không sai, bất quá có thể bởi vì bọn họ có những thứ khác suy tính đi. Loại sự tình này mà cưỡng cầu không được, vì vậy ngươi cũng không cần quá nôn nóng. Bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã Cục Trường tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì về Lý Đông thân Lý Lão nhập thất đệ tử thân truyền Chu Chính Bình hắn Mã Anh Điền thế nhưng biết đến, đúng là cái năng lực cực kỳ xuất chúng tiểu tử, trên tay công phu cũng không kém, y thuật rất lợi hại. Vì vậy về nhượng hắn lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn giao lưu đại chiến trận chiến cuối cùng lên sân khấu chuyện tình, hắn kỳ thực trước cũng là biết đến, hơn nữa còn có một lần cho. Nữa Kinh Đông Đại học Tống Minh Tống viện trưởng gọi điện thoại lúc, ám chỉ qua một lần, nhưng bây giờ. Không nghĩ tới Tống Minh cư nhiên đem đề nghị Chu Chính Bình xuất chiến chuyện tình bác bỏ, là cho là hắn Mã Anh Điền không ánh mắt. Cái này tự nhiên nhượng trong lòng của hắn có chút không hài lòng. Bất quá hắn dù sao cũng là người có thân phận có địa vị, hơn nữa chuyện này quyền quyết định vẫn còn bộ bên trong một vị khác đại nhân vật trên tay, cùng hắn Mã Anh Điền không quan hệ nhiều lắm. Vì vậy hắn tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng cũng vẫn không cũng may Lý Đông thân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mã Cục Trường, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chính mình còn trẻ, ta Lý Đông thân cũng quả thực còn không coi là quốc nội đứng đầu nhất Trung Y, vì vậy dạy dỗ đồ đệ không bằng này chân chính ngôi sao sáng. Ta đây cũng nhận. Có thể Mã Cục Trường ngươi biết hiện tại đây là có chuyện gì sao? Nghe vậy Lý Đông thân người lão thành tinh, nhận thấy được Mã Anh Điền Mã Cục Trường trong giọng nói một chút bất mãn, vội vã tiếp tục nói. Nga, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, Mã Anh Điền khẽ cau mày nói. Nghe thế Lý Đông thân Lý trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, minh bạch đối phương nhượng hắn nói, tự nhất định là chuẩn bị quản quản. Chợt chỉ thấy kỳ sửa sang lại khuôn mặt, chậm rãi nói Mã Cục Trường, là như vậy, tự vừa rồi, Tống Minh Tống hiệu trưởng đề nghị nhượng một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ Trung Y, đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới xuất chiến cuối cùng một hồi. Thế nhưng, Trần Phi hoàn toàn chính là cái hạng người vô danh, thậm chí ở đây đông đảo quốc nội Trung Y mọi người một cái cũng không nhận ra, một cái đều chưa nghe nói qua hắn. Mã Cục Trường, người nghĩ loại tình huống này, loại người như vậy. Có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới xuất chiến sao? Dù sao chuyện này không có thể như vậy đùa giỡn. Hạng người vô danh, ở đây đông đảo quốc nội Trung Y danh thủ quốc gia, mọi người một cái cũng không nhận ra, một cái cũng không có nghe nói qua hắn. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã Cục Trường đầu tiên là sửng sốt, sau đó tình không điều khiển tự động đeo lên một chút trách cứ giọng nói cái này Tống Minh đến cùng là có ý gì? Lẽ nào cái gì Trần? Là học sinh của hắn sao? Nếu không hắn tại sao phải làm ra làm sao không phân tất sự tình? Ta xem hắn cũng không giống như là người như thế a. Hắn còn tưởng rằng là Tống Minh ẩn giấu tư tâm. Không phải là, kỳ thực chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Tống viện trưởng, chỉ là. Mã Cục Trường, là như vậy, chuyện này, hình như là Cục Vệ Sinh hứa Phó Bộ trưởng bên kia, thụ ý. Lý Đông thân trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Cái gì, hứa phó bộ trưởng, chẳng lẽ là hứa bội nghi hứa phó bộ trưởng, đó không phải là, dù là Mã Anh Điền thân là bộ vệ sinh hiện giữ cục trường, tứ cửu thành nhị lưu gia tộc nhân vật đại biểu, bình thường tiếp xúc cũng là lớn nhân vật, đây là nghe được Lý Đông thân nói mấy chữ lúc, cũng không nhịn được mạnh ngẩn người, cũng là có giờ không khống chế được trong đầu kinh ngạc, kinh hô. Sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia vẻ mặt của hắn còn không tự chủ được trở nên ngưng túc lên. Bởi vì hắn rốt cuộc biết Lý Đông thân vì sao biết tìm tới hắn. Hứa bội nghi hứa phó bộ trưởng đó là cái gì khái niệm? Cũng không nói phía sau nàng cường đến nghịch thiên bối cảnh, chỉ nói hắn hiện tại dưới mông mặt vị trí, đường đường phó bộ cấp, cũng không biết đủ để khiến bao nhiêu người chùn bước. Dù sao coi như là hắn Mã Anh Điền,
đường đường tứ cửu thành Mã gia nhân vật đại biểu, hiện nay cũng bất quá là một bộ vệ sinh cục trường mà thôi, ải theo đối phương một đầu, trước, không liều mạng quá. Vì vậy nghĩ đến đây, con ngựa kia anh điền trong lòng trực tiếp lên lui trống lớn, trầm giọng nói ngươi nói, chuyện này là Hứa phó bộ trưởng ý tứ. Đúng vậy, bất quá Mã cục trường ngươi hãy nghe ta nói. Điện thoại đầu này Lý Đông Thân vừa nghe Mã anh điền giọng điệu này, nhất thời cảm giác muốn tao, ám đạo không ổn, vội vã vội vàng nói Mã cục trường, ta mặc dù biết vị kia Hứa phó bộ trưởng, vô luận là thân phận hoặc giả bối cảnh đều tương đương kinh người. Nhưng bây giờ chuyện này, cũng đồng dạng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đùa giỡn a. Quan hệ này đến quốc gia chúng ta mấy trăm gần trong ngàn vạn trị và tương quan hành nghề người vinh nhục, có thể qua loa không được. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói hơn nữa ta cho rằng, Hứa phó bộ trưởng vậy cũng không phải là không người hiểu chuyện, mà là bởi vì không biết, lại bị có chút dụng tâm kín đáo, ẩn chứa tư tâm tiểu nhân lời đồn chung hoặc, mới có thể hạ đạt loại này mệnh lệnh. Vì vậy ta nghĩ, chỉ cần Mã cục trường ngươi có thể ở vị kia trước mặt tỏ rõ rõ ràng chân tướng của sự tình, nhận rõ ràng lợi hại quan hệ, tin tưởng vị kia nhất định sẽ làm ra chính xác nhất phán đoán, thu hồi mệnh lệnh. Hắn nói xong ngôn từ khẩn khẩn, một thân chính khí. Bị người lời đồn mê hoặc, nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã anh điền hơi có như vậy một ít thất thần, bởi vì hắn cảm giác Lý Đông Thân nói rất hay giống như không phải không có lý. Lấy vị kia tại bọn hắn quốc gia trung y người của bên trong vòng mạch, hiểu rõ, quả thực không tính là thập phần thấu triệt, vì vậy rất dễ đã bị có chút dụng tâm kín đáo, ẩn chứa tư tâm tiểu nhân lời đồn chung hoặc. Nếu thật sự là như thế nói, cú điện thoại này cũng là có thể đánh một chút. Nghĩ đến đây, tuy rằng bên đầu điện thoại kia Mã anh điền đã trong lòng có quyết định, có thể biểu hiện ra nhưng vẫn là không hiện núi không lọt nước, bình tĩnh hướng về phía microphone nói đi, chuyện này ta đã biết. Mã cục trường, mà đang nghe Mã anh điền loại này bình thản, không hiện núi không lọt nước bình tĩnh thái độ, cái gì biểu thị cũng không có, không khỏi nóng này. An tâm một chút chớ nóng, Lý lão, chuyện này ta đã biết, hiện tại cứ như vậy đi. Ta bên này còn có chút chuyện này, đừng nói. Thế mà bên đầu điện thoại kia Mã anh điền Mã cục trường lại trực tiếp giảng điện thoại cắt đứt. Điều này làm cho điện thoại đầu này Lý Đông Thân không khỏi sắc mặt cực phi khó coi. Đỗ lão, thế nào? Mã cục trường hắn nói như thế nào? Bên cạnh vị kia đề nghị cho Mã cục trường gọi điện thoại người hỏi. Ta cũng không biết hắn có ý tứ, chờ một chút hãy nói đi. Lý Đông Thân âm trầm gương mặt, bỏ lại một câu nói như vậy tựu từ trong đám người đi qua ly khai. Hắn cảm giác đợi tiếp nữa, cũng là mất mặt. Bên kia, Mã anh điền Mã cục trường lại cúp điện thoại sau, lại bấm một số điện thoại. Mà hắn điện thoại này không phải là cho người khác có. Chính là cho Hứa Bội Nghi Hứa phó bộ trưởng đánh. Hiển nhiên lúc trước Lý Đông Thân lần, lời đồn chung hoặc dưới, hắn vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, tranh thủ một chút. Dù sao dứt bỏ cái khác không nói chuyện, lần này chuyện này quả thực không nhỏ, quan hệ đến bọn họ nước Cộng hòa Trung y giới bộ mặt vinh nhục, vì vậy, qua loa không được. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Microphone nội truyền đến Hứa Bội Nghi giọng nghi ngờ Mã cục trường. Có chuyện gì mà sao? Phải biết rằng bọn họ tuy rằng cùng tồn tại bộ vệ sinh, nhưng lại ở vào bất đồng bộ môn trong, hơn nữa trước tranh đoạt thượng vị thời gian, còn là cạnh tranh quan hệ, cho nên hắn quả thực không nghĩ tới đối phương sẽ cho hắn gọi điện thoại tới. Là như vậy, Hứa bộ trưởng, ta bên này vừa hiểu rõ đến một cái tình huống, hơi có chút hoang mang, cho nên muốn gọi điện thoại đến với ngươi hiểu rõ tìm hiểu tình huống, cũng chớ để ý a. Con ngựa kia anh điền ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nga, tình huống gì? Mã cục trường không ngại nói thẳng. Nghe vậy Hứa Bội Nghi không khỏi trong giọng nói tuôn ra vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói. Là như vậy, vừa rồi Trung y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão cho ta gọi một cú điện thoại tới, nói người bên kia có chỉ thị, nhượng một vị tên là Trần Phi thầy thuốc trẻ tuổi đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y, đi tham gia cuối cùng một hồi cùng Hàn Quốc Hàn y phương diện luận bàn chiến. Mã Anh Điền tiếp tục nói, đồng dạng rất trực tiếp. Nguyên lai là chuyện này, không nghĩ tới liên Mã cục trường ngươi đều kinh động a. Bất quá, chuyện này thật có việc này, cũng đúng là ta tự mình ra lệnh, có vấn đề gì không? Nghe vậy Hứa Bội Nghi con ngươi lóe lên, thản nhiên nói. Hắn đến không nghĩ tới Trần Phi lại là hướng về phía Trần Phi Trần Tiên Sinh tới. Hứa bộ trưởng ngươi trước đừng nóng giận, ta cũng không phải nghi vấn ngươi quyết nghị,
mà là đơn thuần chỉ là muốn gọi điện thoại tới hỏi hỏi, hiểu rõ tìm hiểu tình huống. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết đi. Ba giữa sân Hàn Y luận bàn chiến, trong chúng ta Phương đã thua hai chàng, nếu cuối cùng một hồi lại có cái gì ngoài ý muốn, không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, nhất cử xoay cục thế. Ta đây không phải là sợ không có biện pháp cho mặt trên còn có nước Cộng hòa Thiên Thiên Vạn Vạn há miệng dặn dò sao. Đã hiểu Hứa Bội Nghi ngôn ngữ thanh một màn kia nhàn nhạt bất mãn, Mã Anh Điền Mã Cục Trường lập tức nói. Nói đến phần sau coi như là ngôn từ khẩn khẩn. Mã Anh Điền lời này cũng quả thực bị cho là nói thành khẩn, làm cho Bội Nghi trong lòng bởi vì trước đối phương nghi vấn Trần Phi Trần Tiên Sinh mà tức giận hỏa nhi, hơi chút từ từ hàng đi xuống. Sau đó chỉ thấy Kỳ trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói Mã Cục Trường, ta minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta hiện tại có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi biết, trong lòng ngươi mặt lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Trần Tiên Sinh y thuật có thể nói vô song, chỉ cần hắn nguyện ý tự mình xuất thủ. Này người Hàn, không chịu nổi một kích. Thực sự, nghe nói như thế bên đầu điện thoại kia con ngựa kia anh Điền trực tiếp nhìn không được sửng sốt, tốt nửa ngày sau mới kinh ngạc lắp bắp nói không, không phải là. Hứa bộ trưởng, người nói Trần Tiên Sinh, y thuật thật có như thế thần. Trước các ngươi không phải là đều đang đồn sao, lẽ nào Mã Cục Trường ngươi đã quên, Hứa Bội Nghi đáp phi sở vấn nói. Trước chúng ta đều đang đồn. Hứa Bội Nghi lời này những con ngựa kia anh Điền lại là sửng sốt, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc suy tư vẻ, thế mà trong lúc suy tư, trong đầu hắn tên kia tự, Trần Phi, lại đột nhiên thật cùng một cái gần đoạn thời gian tứ cửu thành truyền cực kỳ lửa nóng thanh niên nhân tính danh đối mặt số, chẳng lẽ? Người nói là tên kia gọi Trần Phi tuổi nhỏ người, là vì Hứa lão thái gia chữa cho tốt bệnh vị kia. Lẽ nào đây là thật? Mã Anh Điền Mã Cục Trường trên mặt thần sắc một chút đặc sắc. Đương nhiên là thực sự, bà ta tính tháng trước thế nhưng vẫn còn xe lăn đang ngồi, nhưng bây giờ, Mã Cục Trường trước ngươi hẳn là từng gặp qua hắn một mặt đi. Ngươi nghĩ hắn hiện tại thân thể thế nào? Mà đang nghe ống nghe nội truyền đến Mã Anh Điền giật mình thanh âm, Hứa Bội Nghi trên mặt không khỏi lộ ra một tia đương nhiên, sau đó nói. Dù sao trước đó, hắn nhưng cũng từng cùng đối phương vậy giật mình, vậy rung động quá. Loại cấp bậc đó y thuật, quả thực vô song. Xưng là đương đại hoa đà, biển thước. Vừa nghe đến cái này Hứa Bội Nghi lời như vậy, bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền trực tiếp bị, sợ, đến nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói cái gì bảo. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết đối phương vì sao biết hạ đạt cái loại này ra lệnh. Có thể Hứa Bộ trưởng, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu. Hứa lão thái gia bên cạnh không có vị kia tuân luôn tuân lão sao? Vị kia thế nhưng y thánh đường đường chủ. Nhưng vì cái gì? Thế mà ngay sau đó hắn lại vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này mấy chục năm qua, tứ cửu thành hơi có chút thân phận, người nào không biết y thánh đường đường chủ tuân luôn hãy cùng ở Hứa lão thái gia bên người. Có thể trước Hứa lão thái gia còn là ngồi trên xe đẩy. Chẳng lẽ vâng, nghĩ đến đây hắn Mã Anh Điền trong con ngươi đột nhiên hiện ra lau một cái kinh khủng, sai lầm vẻ. Chẳng lẽ là tuân luôn tuân lão đều đúng Hứa lão thái gia tình huống lúc đó thúc thủ vô sách. Mà vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh, lại trực tiếp đem chị đi. Muốn thực sự là như vậy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên kia vì Trần Phi Trần Tiên Sinh tuổi nhỏ trung y thuật của hắn chẳng lẽ còn so với tuân lão lợi hại hơn? Nhất thời hắn Mã Anh Điền chỉ cảm giác mình dĩ vãng thế giới quan, đang ở ầm ầm sập. Dù sao tuân luôn tuân lão cái loại này y thánh đường đường chủ cấp bậc cái thế thần y, đừng nói là so với hắn mạnh. Coi như là có thể tiếp cận y thuật của hắn trình tự, đều chỉ sợ là hiện nay nước Cộng hòa Trung y giới đông đảo y học Trung Quốc thánh thủ, ngôi sao sáng tối nguyện ý nghe đến thừa nhận, cùng tán thưởng. Nhưng bây giờ, nếu Mã Cục Trường ngươi thật muốn biết, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết chân tướng của sự tình, cũng không có gì. Lúc đó, tuân lão quả thực đã đúng ba của ta tình huống thúc thủ vô sách, sau lại là hắn tự mình tiến cử Trần Tiên Sinh, cho ta ba xem bệnh. Hiện tại ngươi biết ta vì sao biết dưới mệnh lệnh này, mặc danh kỳ diệu nhượng cá nhân hàng không đi qua. Hứa Bội Nghi nhớ tới chuyện ban đầu mà cũng là vẻ mặt cảm khái, nói đến phần sau mới từ từ giọng nói nghiêm túc. Hứa Bộ trưởng, ta hiểu được. Xin lỗi, Mã Anh Điền nhất thời vẻ mặt lúng túng nói. Có thể khiến tuân luôn tuân lão đều cam bái hạ phong tuyệt thế thần y, có thể tự mình đứng ra tham gia bọn họ lúc này đây trong Hàn y thuật luận bàn sau cùng chiến. Đơn giản là bọn họ thù vinh, buồn cười hắn Mã Anh Điền trước còn như vậy vô tri, cư nhiên gọi điện thoại tới hỏi.
Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể ngồi trên bộ vệ sinh phó bộ trưởng vị trí người, làm sao có thể làm việc từng đúng mực, tùy tiện sằng bậy. Nghĩ đến đây hắn không khỏi trên mặt thần sắc càng khổ lên. Đã như vậy, Mã cục trường, ta bên này ta cúp điện thoại trước. Nhưng vào lúc này Hứa Bội Nghi bên kia đã cúp điện thoại. Mà ở nhìn thấy đối phương bên kia cúp điện thoại, Mã Anh Điền Mã cục trường bên này tại chỗ sửng sốt tốt nửa ngày, cuối cùng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra lau một cái vẻ tức giận nói cái này Lý Đông Thân, đơn giản là ở hố ta a. Nếu không hắn Mã Anh Điền tương đối cẩn thận, lại thêm đối phương chức vị, bối cảnh đều ở đây trên hắn, so với hắn lợi hại, không vừa lên đi liền trực tiếp chất vấn, nếu không cái này hiện tại liền có thể đã ra đại phiền toái. Phải biết rằng đây chính là Liên Tuân Lôn Tuân Lão Đều y thuật cam bái hạ phong tuyệt thế kỳ nhân, cái thế thần y, càng còn là nước Cộng hòa đại thụ che trời một trong, Hứa Lão Thái gia ân nhân cứu mạng, hắn Mã Anh Điền cũng liền tiểu tiểu một bộ vệ sinh cục trường, có bao nhiêu cân lượng nặng, có tư cách nghi vấn đối phương. Thu hồi điện thoại sau, Lý Đông Điền lau đem cái trán, phát hiện cái trán không biết khi nào lại rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. May là. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến ngày thứ hai trạng vạng. Mọi người đều biết hôm nay đã cái này trong Hàn Y Y thuật luận bàn đại chiến cuối cùng một ngày, cũng là cuối cùng một hồi, nếu bị thua, Hàn Y liền có thể danh chính ngôn thuận từ đó chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài, tự thành nhất phái. Mà cái này chắc chắn sẽ trở thành hoa hạ trung y giới sỉ nhục, bị thế giới truyền thông cười nhạo, không mặt mũi nào dưới cửu tuyển khấu kiến cổ hoa hạ trung y mọi người, liệt tổ liệt tông tiền bối. Vì vậy, đêm nay một trận chiến này tuyệt đối đã là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến mặt cùng bộ mặt đánh một trận. Tuyệt không thể thua, nếu hắn không là các thế hệ này người, đem sẽ trở thành tội nhân. Vì vậy, trong Hàn Y Y thuật luận bàn sau cùng chiến, ở vô số người kiển chân ngóng trông cùng với khẩn trương trong, theo màn đêm buông xuống, đúng là vẫn còn đến. Lúc này đây ngẩng đầu dẫn đầu xuất hiện tại thế giới truyền thông trước mặt, vẫn là Hàn Quốc Hàn Y phương tiện đại biểu đội. Không có biện pháp, đến bọn hắn bây giờ đã đủ thắng hai chàng, hơn nữa còn là bẻ gãy nghiền nát tính chất, đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Thậm chí tại bọn hắn chuyến đi này không ít người trong lòng, lúc này đều đã bắt đầu ảo tưởng. Bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội ba chàng toàn thắng vinh quang thời khắc. Mà đến lúc đó, bọn họ chắc chắn đã bị đến từ thế giới các nơi chú mục và sợ hãi than. Lại sau chính là vinh quang về nước, thành vì bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y trong lịch sử lại một đại công thần. Danh lưu sử sách, lưu danh trăm năm, trở thành kiêu ngạo. Mà cũng không biết có phải hay không là chính là xuất phát từ loại này bành trướng tâm lý. Bọn họ không ngờ làm ra càng thêm khiêu khích sự tình. Đó chính là ở đêm nay, tại đây trong Hàn Y Y thuật luận bàn sau cùng tranh tài, quyết định đem Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh thay cho đi, ngoài ra để cho những người khác lên sân khấu. Đây coi là cái gì? Nghĩ trong bọn họ chỉ đã không tư cách để cho bọn họ toàn lực ứng phó. Nhất thời hầu như sở hữu quan tâm chuyện này nước Cộng hòa dân chúng còn có trung y tương quan chức nghiệp hành nghề người, cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, giống như bị làm nhục vậy, bộ mặt thật không tốt xem. Mẹ, đám này cây gậy chân thực quá kiêu ngạo, thật cho là bọn họ coi là vật gì vậy? Chà chà xoa một chút, đây là muốn đem chúng ta đại hoa hạ trung y mặt đều toàn bộ quất xương tiết tấu. Quả thực thật quá mức, thảo. Ai kêu bây giờ là chúng ta tài nghệ không bằng người ni? Nếu trước hai chàng thắng, này Hàn Quốc cây gậy dám lớn lối như vậy. Nói cho cùng, còn chưa phải là tự làm bậy không thể sống. Ai? Tuy rằng lời là nói như vậy, có thể đám kia cây gậy cũng chân thực hơi quá đáng đi. Đây coi là cái gì? Nhìn không chúng ta hoa hạ tư cách, nghĩ chúng ta để cho bọn họ Hàn Y toàn lực ứng phó tư cách cũng không có. Quả thực nhẫn không đi xuống a. Nhẫn không đi xuống cũng chỉ có thể kỳ vọng chúng ta cuối cùng một hồi không chịu thua kém giờ. Coi như không thắng được Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh, hiện ở nơi này luôn có thể đánh tiếp đi. Uy. Người rốt cuộc là có phải hay không người Hoa? Làm sao có thể như vậy phồng người khác chí khí diệt tự chúng ta uy phong? Sự thực mà thôi. Trên Internet cũng là một đoàn hỗn loạn, đông đảo người điên cuồng quét đạn mạc. Tuy nói trên thực tế đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, cái gọi là Hàn Y đến cùng có thể hay không đủ từ trong bọn họ chỉ chi nhánh danh nghĩa danh chánh ngôn thuận độc lập đi ra ngoài, cái này căn bản tự theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Có thể tóm lại làm một danh người Hoa,
làm một danh sinh động người, một thứ gì đó còn là cần bọn họ đến thủ hộ cùng hãn vệ. Nếu không đó cùng động vật máu lạnh có cái gì khác nhau chứ? Tống hiệu trưởng, các ngươi thực sự nghĩ xong, hiện tại đổi ý còn kịp, nếu là chờ tiểu tử kia thực sự leo lên tràng, tất cả có thể đều không có đường sống vẹn toàn. Kinh đô đại học sân vận động hậu trường, Lý Nông Thân Lý Lão cuối cùng tìm tới Tống Minh Tống hiệu trưởng tranh thủ nói. Mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng có vị hơn 30 tuổi nam tử sắc mặt cực kỳ oán giận cùng âm trầm. Chỉ thấy kỳ sắc mặt nhăn nhó nhìn lướt qua cách đó không xa chính nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi, nghiêng đầu chuyển hướng Tống hiệu trưởng áp không chế trụ được giận dữ nói Tống hiệu trưởng, đến tột cùng dựa vào cái gì a? Ta Chu Chính Bình sư xuất danh môn, còn là quốc nội trung y giới thanh niên một đời số một lĩnh đầu dương, ngay cả một vị đại lãnh đạo bệnh dử, đều là ta một thân một mình toàn bộ hành trình vi kỳ chăm sóc. Tên kia ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, dựa vào cái gì có tư cách thay thế ta, xuất chiến sau cùng chiến. Chính mình, câm miệng, nói thế nào ni, mau cùng Tống hiệu trưởng xin lỗi. Thấy tình cảnh này Lý Đông Thân không đến nơi đến chốn khiển trách một tiếng, sau đó theo lời của đồ đệ mình sắc mặt vẻ lo lắng nói xin lỗi, Tống hiệu trưởng, chính mình hắn là có chút thoáng gấp một chút. Đối với người nghĩ hắn lời nói này quả thực nói không sai a, đây chính là trận chiến cuối cùng. Nếu bị thua, này Hàn Y là có thể danh chính ngôn thuận từ trong chúng ta chỉ chi nhánh danh nghĩa thoát ly đi ra ngoài, chuyện lớn như vậy mà, tiểu tử kia không kham nổi trách nhiệm. Từ hôm qua hắn cùng Mã Anh Điền Mã Cục Trường đi qua điện thoại, người sau sau lại nhưng không có hồi phục hắn sau, trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Mà khi hắn vừa nghĩ tới, hắn đổ đệ Chu Chính Bình nếu là có thể trên cuộc tranh tài, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ huy bọn họ Hoa Hạ trung y giới đi hướng thắng lợi, do đó đạt được phô thiên cái địa thừa nhận, cùng thật lớn thanh uy. Xem hắn nghĩ đến những thứ này mê hoặc lúc, hắn chân thực không cam lòng theo đuổi cơ hội tuyệt cao như thế từ trong tay trốn, vì vậy lại tới tranh thủ. Chỉ là Tống Minh Tống hiệu trưởng tuy rằng trong lòng cùng hắn ôm là đồng dạng thái độ, nghĩ loại này quyết định chân thực vị miễn có chút quá hoang đường. Có thể, Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng đều tự mình lên tiếng. Lẽ nào hắn Tống Minh còn dám không để cho mặt mũi này phải không? Lão Lý, chính mình, không phải là ta Tống Minh không nể tình, mà là chuyện này ta cũng là ở không làm chủ được mà a. Nghĩ đến đây, Tống Minh Tống hiệu trưởng thẳng thắn lưu loát lắc đầu nói. Ta, Chu Chính Bình nhất thời càng thêm phẫn nộ, thiếu chút nữa không một hơi thở không xuyễn bắt đầu. Vội vàng dùng tay ở ngực qua lại đè xuống. Một lúc lâu, mới gặp trên mặt hắn không bình thường đỏ lên vẻ có điều giảm bớt. Hô hấp hơi trở nên thông thuận mấy phần. Chỉ là sau lại, chỉ thấy kỳ cư nhiên sắc mặt nhăn nhó, dự tợn lần thứ hai quét một vòng Trần Phi nhắm mắt dưỡng thần phương hướng, trong lòng chân thực giận, như vậy thiên đại dương danh lập vạn cơ hội tốt bị người cướp đi tước đoạt. Nghĩ đến đây, hắn cư nhiên âm trầm, vặn vẹo mặt, trực tiếp hướng Trần Phi chỗ ở vị trí sải bước đi đi qua. Này, chính mình, ngươi làm gì? Thấy thế Tống Minh Tống hiệu trưởng nhất thời biến sắc, đưa tay muốn ngăn. Có thể đứng ở hắn bên cạnh Lý Đông Thân Lý Lão lại dĩ nhiên xuất trước một bước, đem cho hắn ngăn lại, một mặt cười tủm tỉm, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói Tống hiệu trưởng, vừa vặn ta bên này còn có những chuyện khác mà muốn hỏi ngươi, nếu không chúng ta đi địa phương khác đơn độc tâm sự. Kỳ thực ta cảm thấy để cho hai người bọn họ đơn độc tâm sự cũng không sai, nếu là tiểu tử kia không có gì chân tài thật học, nói không chừng chính mình đã đem hắn khuyên đi ni. Tống hiệu trưởng, ta đây có thể toàn bộ cũng là vì chúng ta Hoa Hạ trung y giới a. Ta, ai, vậy được rồi. Nghe vậy Tống Minh Tống hiệu trưởng sắc mặt thần sắc biến đổi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng, có chút cười khổ cùng bất đắc dĩ nói. Nói một nghìn nói một vạn, hay là hắn cũng đúng đột nhiên mạc danh kỳ diệu hàng không mà đến tiểu tử, không lòng tin a. Chỉ thấy Chu Chính Bình sắc mặt nhăn nhó, nổi giận đùng đùng đi tới Trần Phi trước mặt. Đầu tiên là một cái tát trực tiếp đem Trần Phi trong tay báo chí đánh bay, sau đó giọng nói vô cùng vi bất thiện con ngươi âm u chăm chú nhìn Trần Phi, lạnh giọng nói ngươi chính là cái kia vô liêm sỉ, đi cửa sau tên. Ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Phi mặt không biểu tình nhìn lướt qua bị đánh bay trong tay tạp chí, lại ngẩng đầu nhìn chính đứng ở trước mặt hắn người xa lạ, trong ánh mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã, khẽ nhíu mày, nói. Hắn đến không nghĩ tới người này mặc danh kỳ diệu lại sẽ thật quá đưa cho hắn như thế vừa ra, tuy nói hắn linh thức đã bắt được vừa rồi mấy người bọn họ gian nói chuyện, có thể, cái này có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Làm gì,
ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Chu Chính Bình gương mặt lạnh lùng, không gì sánh được âm trầm. Có biết hay không ngươi là ai? Trần Phi ánh mắt lạnh lùng khi hắn vặn vẹo trên mặt quét một vòng, lắc đầu nói ngươi là ai, ta không biết. Ngươi nói cái gì, ngươi ngay cả ta Chu Chính Bình là ai cũng không biết. Nghe vậy Chu Chính Bình nhất thời nổi giận, không nghĩ tới loại này vô liêm sỉ, đi cửa sau tên, thậm chí ngay cả hắn Chu Chính Bình cũng không biết, đây coi là cái gì. Coi thường hắn, nhất thời chỉ thấy kỳ trên mặt hiện ra nồng nặc tức giận, vẻ mặt hàn ý cùng chỉ cao khí ngang nói tốt. Ngươi đã ngay cả ta Chu Chính Bình là ai, cũng không biết, ta đây nghĩ ta hiện tại có cần phải hướng ngươi nói minh một chút, ta Chu Chính Bình, là ai? Chu Chính Bình nói đến đây thanh âm mạnh dương lên, như là cực kỳ kiêu ngạo vậy chỉ hướng lồng ngực của mình, dùng kiêu căng thái độ cùng miệt thị nhãn thần nhìn Trần Phi, chậm rãi nói ta Chu Chính Bình, 7 tuổi liền bái nhập y học Trung Quốc đại sư Lý Đông Thân Lý Lão Môn Hạ, khắc khổ nghiên cứu Trung Y y đạo cơ sở chừng 20 năm. Ở 27 tuổi lúc ngu rốt ân sư thi huệ, trở thành kỳ nhập thất đệ tử thân truyền, 28 tuổi là được công trở thành Trung ương Bảo kiện cục một thành viên. 29 tuổi liền vi bộ cấp về hưu lãnh đạo xem qua bệnh. 30 tuổi khiến cái này nước Cộng hòa hôm nay trẻ tuổi, tất cả đều nhìn ta vi xuất chúng người, lĩnh đầu dương. Càng là như vậy nói như vậy theo, Chu Chính Bình trên mặt vặn vẹo vẻ giận dữ liền vượt rõ ràng nhất. Sau đó chỉ thấy kỳ hung hăng nhấp vào bộ ngực mình. Chăm chú nhìn Trần Phi, nói hiện tại ngươi biết ta tới tìm ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi loại này ba chân mèo trình độ, có tư cách gì cướp đi ta Chu Chính Bình từ lâu dự định tốt vị trí? Phải biết rằng Hàn Y phương diện đại biểu, đây chính là được khen là Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh, hơn 10 năm khó khăn vừa ra y đạo thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì có tư cách, có tự tin cùng hắn so với? Nếu bị thua, ngươi đam được khởi trách nhiệm này. Ta nói ngươi là không phải là óc có bệnh. Mà đang nghe, nhìn thấy đối phương như vậy lưu loát, trầm bồng du dương một phen nói, Trần Phi không khỏi hung hăng nhíu mày một cái, nhìn đối phương như là đang nhìn vậy, nói ngươi đã đều biết đối phương là Hàn Y yêu nghiệt, vậy ngươi dựa vào cái gì có tư cách cho là mình nhất định so với hắn cường? Dựa vào cái gì có tư cách cho rằng, ngươi tự nhất định so với ta y thuật lợi hại hơn? Dựa vào cái gì? Nghe vậy Chu Chính Bình cười lạnh cười. Chỉ cao khí dương nói chỉ bằng ta là Chu Chính Bình, chỉ bằng ta là y học Trung Quốc đại sư Lý Đông Thân kiệt xuất nhất nhập thất quan môn đệ tử, chỉ bằng ta hiện đã quốc nội trung y giới trẻ tuổi nhân vật đại biểu, lĩnh đầu dương, mà ngươi, coi là vật gì vậy? Có tư cách gì cùng ta Chu Chính Bình so với? Càng có tư cách gì cướp ta Chu Chính Bình thi đấu danh ngạch? Nói đến đây hắn càng tư thái cao ngạo lấy ra một tờ chi phiếu, ở phía trên viết một lủi chữ số. Phảng phất là miệt thị vậy vứt xuống Trần Phi trước mặt trên bàn, lạnh lùng nói 500 vạn, đủ chứ? Số tiền này đủ ngươi ở đây tứ cửu thành mua phòng, đừng quá không tán thưởng, cũng đừng quá không biết thú. Ta hiện tại đã đối với ngươi cũng đủ có kiên nhẫn, nếu không. Nói đến phần sau hắn càng hừ lạnh một tiếng, thật giống như, đang uy hiếp. Cái này Chu Chính Bình cũng hoàn toàn có thể nói là học y học choáng váng, hoặc là kiếm tiền kiếm choáng váng. Hắn gặp Trần Phi tuổi quá trẻ, lại một thân hàng vỉa hè hàng, liền đương nhiên cho rằng tiểu tử này hoàn toàn là cái nghèo ép. Loại tiểu nhân vật này, chỉ cần hắn dùng tiền đập một cái, liền ngay tức khắc đôi mắt trông mong thành thật, hữu khởi dám. Nữa làm trái hắn Chu Chính Bình theo như lời nói. Thấy thế Trần Phi có chút không nói gì cũng có chút buồn bực rút quất khóe miệng. Hiện tại xã hội này, không biết cái gọi người thật đúng là thật nhiều a, 500 vạn liền lấy ra đến đập người. Người này cũng thực sự là dại dột có thể. Nghĩ đến đây hắn cư nhiên cũng từ trong lòng trốn tới một sấp chi phiếu, tiện tay ở phía trên viết một lủi chữ số, ném cho đối phương phất tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói 10 triệu, có thể lăn đi. Chưa mát mẻ lăn chưa ở, đừng đến phiền ta. Chi này phiếu là hắn lần trước hồi Bắc Sơn lúc, Cao Chí Nam đưa cho hắn, mấy nghìn vạn tùy tiện viết. Ngươi! Nhất thời Chu Chính Bình mặt đều đỏ lên. Không nghĩ tới đối phương lại dám dùng phương thức này nhục nhã hắn. Hắn xuất ra 500 vạn, đối phương liền lấy ra 10 triệu. Có thể ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cười lạnh cười, hướng Trần Phi vẻ mặt trào phúng cùng châm chọc nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. 27, Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. 27, ngươi là lừa đảo đi, ngươi, bảo an ở nơi nào, nơi này có một tên lường gạt lại dám giả tạo ngân hàng chi phiếu. Các người mau đưa hắn xoay đưa đến bót cảnh sát, báo nguy.
Chu Chính Bình ngay tức khắc bắt được cái này nhược điểm, đại hống đại khiếu lên. Chu bác sĩ, phát sinh chuyện gì? Nhất thời có một đám người cao mã đại tên xông tới, vẻ mặt bất thiện nhìn Trần Phi. Hiển nhiên bọn họ đều là Chu Chính Bình bảo tiêu. Sau đó tự thấy bọn họ sắc mặt hung sát hướng Trần Phi xông tới, lại dám ngân hàng giả tạo chi phiếu. Tiểu tử, ngươi lá gan cũng thật là lớn. Đi thôi, theo chúng ta đi bót cảnh sát nói rõ ràng. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta giả tạo chi phiếu ni? Trần Phi thản nhiên nói. Đây còn phải nói, ngươi có biết hay không ở ngân hàng có bao nhiêu gửi ngân hàng mới có thể khai ra 10 triệu chi phiếu, ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi mới bây lớn, 27 tuổi, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Còn là cho là mình là phú nhị đại, đi lừa gạt đều được lừa gạt đến ta Chu Chính Bình trên đầu, ngươi lá gan thật đúng là đại. Chu Chính Bình cười lạnh nhìn Trần Phi, nói. Phải. Có thể nghe nói Trần Phi lại trực tiếp đem chi phiếu kia sủy trở về trong túi quần, vẻ mặt khinh thường nói ta có thể kiếm bao nhiêu tiền, có đúng hay không phú nhị đại, cũng không lao ngươi loại này óc có vấn đề phí tâm. Còn có, ngươi nếu nghĩ ta giả tạo ngân hàng chi phiếu, có thể báo nguy tới bắt ta, nếu không ta khuyên ngươi còn là thành thật cút sang một bên đi, ta không muốn cùng ngươi loại này nhược trí không chấp nhặt, mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì, đến bây giờ ngươi còn muốn làm ra vẻ. Tốt, tốt, tốt. Mẹ, mấy người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì, đều lên cho ta a. Người này giả tạo ngân hàng chi phiếu, chính là phạm tội, cho ta đem hắn bắt đi. Chộp tới bót cảnh sát, Chu Chính Bình một bên phẫn nộ tới cực điểm, một lần đại nghĩa lăng nhưng mà quát to. Hắn đây coi là bàn nhưng thật ra đánh cho rất tinh, chỉ cần Trần Phi bây giờ bị chộp tới bót cảnh sát. Như thế này tự khẳng định không thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới trẻ tuổi, tham gia sau cùng chiến. Đến lúc đó, còn chưa phải là khẳng định nhường hắn Chu Chính Bình đi tới, đại triển thân thủ, ngăn cơn sóng dữ, dương danh lập vạn. Tiểu tử, đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhất thời mấy cái hung thần ác sát bảo tiêu lại từ trong quần áo lấy ra còng tay. Xem ra đến có chuẩn bị. Lan, nếu không ta đập đoạn các ngươi hai chân Nga. Trần Phi trong con ngươi hàn mang lóe lên nói. Ua, tiểu thằng nhóc còn muốn phản kháng. Đập đoạn chúng ta hai chân. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi cũng thử xem a. Này hung thần ác sát bảo tiêu bất phi sở động, thậm chí còn nói trào phúng, khiêu khích. Có thể ngay sau đó, trên mặt bọn họ thần sắc lại trực tiếp thay đổi. Phanh. Bởi vì Trần Phi lại trực tiếp cười lạnh đứng lên, bắt lại khiêu khích tên cổ áo đem ngã trên mặt đất, sau đó liên tục hai chân đá ra. Đá vào kỳ đầu gối các đốt ngón tay chỗ. Nhất thời người sau chỉ cảm thấy cả người run lên, hai chân liền kịch đau. A, không, chân của ta, đau quá, Chu bác sĩ nhanh cứu ta, chân của ta hình như thực sự chặt đứt. Người khiêu khích té trên mặt đất liều mạng kêu thảm thiết, kinh khủng giãy giụa thân thể của mình, lại phát hiện hai chân của mình thật giống như thực sự đã chặt đứt, ngoại trừ đau đớn ngoại, cái gì khác bất luận cái gì một điểm cảm giác cũng không có. Mà còn lại mấy người hộ vệ kia cũng trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Phi mạnh như vậy, cư nhiên không một lời hợp tựu thật đem bọn họ một người trong đó hai chân cho, đập, chặt đứt. Bọn họ cũng chính là một đám cọp giấy, bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp gỡ loại này nhân vật hung ác, hữu khởi dám lại tiếp tục làm càn muốn chết. Vì vậy theo sát mà tựu thấy bọn họ vẻ mặt sợ hãi lui sang một bên đi. Chỉ còn lại có Chu Chính Bình vẻ mặt rung động, sợ hãi. Run lẩy bẩy chỉ vào Trần Phi, sắc lệ nội cha nói ngươi, ngươi lại dám đánh người. Ta lập tức báo nguy bắt ngươi. Đi a, tùy ngươi liền, ta chờ. Trần Phi đương nhiên không sao, vẻ mặt giễu cợt quét nhanh bị sợ tè ra quần Chu Chính Bình liếc mắt, lạnh nhạt nói. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đang làm gì? Mà nhưng vào lúc này, nhận thấy được bên này động tĩnh Tống hiệu trưởng đám người cuối cùng cũng thong dong tới chậm. Sư phụ! Tống hiệu trưởng các ngươi có thể tính ra. Các ngươi xem, tiểu tử này không chỉ có đánh người, còn lại dám giả tạo ngân hàng chi phiếu, đây quả thực là ở phạm tội. Nhanh, chúng ta đuổi mau báo cảnh sát đưa hắn bắt, nhượng hắn đi ngồi tù. Người như thế không tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới thanh niên một đời tham gia sau cùng chiến. Chu Chính Bình nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, kích động nói. Ngươi nếu sẽ ở cái này kỳ kỳ méo mó nói. Cẩn thận ta cho ngươi đời này cũng không thể đang nói chuyện. Dù là Trần Phi tính tình coi như không tệ, lúc này đều có chút tức giận, lạnh lùng nói. Làm càn, thật là bất trị người cặn bã, bại hoại,
tự ngay cả chúng ta tự mình ở đây, ngươi cư nhiên cũng còn dám nói chuyện như vậy, uy hiếp đồ đệ của ta, thật coi ta Trung Y Hiệp Hội Phó Hội trưởng Lý Đông Thân còn có Tống Binh Tống Hiệu trưởng không tồn tại sao? Thực sự là buồn cười, Tống Hiệu trưởng, ngươi thấy không, người như thế thật có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y xuất chiến trận chiến cuối cùng. Quả thực nhân phẩm kém đến nổi bất trị, nếu để cho thế giới truyền thông đã biết, đây quả thực là ở cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y, cho chúng ta nước Cộng Hòa bôi đen a. Lý Đông Thân tức giận đến cả người thẳng run run, tức giận nói. Ta, Tống Binh Tống Hiệu trưởng cũng có chút sắc mặt xấu xí, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này mà. Càng không có nghĩ tới Trần Phi cái này tuổi còn trẻ tiểu tử dám làm trò hắn Tống Binh mặt, phóng suốt lời như vậy, quả thực cố tình gây sự. Làm càn, Lý Đông Thân ngươi làm sao nói chuyện? Để xuống con mẹ ngươi cẩu thối thí. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên lưỡng đạo vội vã giống giận kèm theo tiếng bước chân tới gần, mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều nhất thời trực tiếp thay đổi. Bởi vì, này hai tiếng giống giận không phải là xuất từ người khác miệng, lại chính là xuất từ Mã Anh Điền Mã Cục Trường, cùng với Đỗ Lão miệng. Các ngươi, mà khi Lý Đông Thân Lý Lão nhìn rõ ràng người tới hai người khuôn mặt lúc, cũng không khỏi nếp uốn rậm rạp trên khuôn mặt già nua mạnh sửng sốt, sau đó khuôn mặt hắng giọng, khó xem. Dĩ nhiên, tại nơi hắng giọng, xấu xí khuôn mặt trong, mọi người còn rõ ràng gặp được một tiểu xóa sạch có chút hoảng loạn. Phải biết rằng Đỗ Lão là ai? Đây chính là nước Cộng Hòa tỉnh Giang Nam đệ nhất Trung Y. Coi như là hắn Lý Đông Thân ở quốc nội Trung Y giới lực ảnh hưởng, cũng không thấy là có thể thật mạnh hơn đối phương. Chớ nói chi là hiện tại bộ vệ sinh Mã Anh Điền Mã Cục Trường cũng còn ở, hơn nữa đáng sợ nhất vâng, rõ ràng Mã Cục Trường cùng hắn quan hệ tốt, hiện tại lại cư nhiên như vậy giống mắng hắn. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, sợ rằng ở đây hơi có chút óc đều biết là chuyện gì xảy ra, Đỗ Lão còn có Mã Anh Điền Mã Cục Trường, cư nhiên đều đứng ở Trần Phi bên kia. Mà ở thấy tình cảnh này Chu Chính Bình nhất thời có chút bị dọa đến mặt không có chút máu, thậm chí thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra trực tiếp ngã trên mặt đất. Đỗ Lão, Mã Anh Điền Mã Cục Trường, thứ đại nhân vật này hắn chưa chọc nổi. Nếu là hai vị này thật liên hợp ở chung với nhau nói, chỉ sợ cũng xem như là sư phụ hắn Lý Đông Thân, cũng quá a. Đáng chết, dựa vào cái gì a? Tiểu tử này dựa vào cái gì nhường thứ đại nhân vật này cũng như cái này đôi mắt trông mong vì hắn nói. Thậm chí còn không tiếc đắc tội sư phó hắn. Nhất thời chúng ta Chu Chính Bình Chu bác sĩ trong lòng tràn đầy đố kỵ. Trong lòng điên cuồng hét lên lão thiên gia bất công. Thế mà Đỗ Lão cùng với Mã Anh Điền Mã Cục Trường nhưng căn bản xem đều không liếc hắn một cái, mà là không hẹn mà cùng, vẻ mặt khẩn trương bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt. Sau đó chỉ thấy Đỗ Lão lại có một ít tự trách mở miệng nói Trần bác sĩ, xin lỗi, là ta đến chậm. Nếu không những... Này không có mắt tên ta nhất định sẽ sớm đưa bọn họ đánh đuổi, sẽ không để cho bọn họ như vậy làm càn làm loạn. Nguyên lai hắn mấy ngày nay bởi vì tạm thời nhận được mặt trên sai khiến đặc biệt yếu vụ, vì vậy mọi người không ở bên cạnh, thẳng đến vừa rồi mới vừa về. Vì vậy về Trần Phi lại muốn đích thân đứng ra đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tham gia sau cùng chiến chuyện tình, cũng là hắn vừa khi trở về, thế mới biết. Lại không nghĩ rằng hắn vừa kích động chuẩn bị đến chào hỏi. Tự gặp được như vậy một màn, há có thể không tự trách, tức giận. Nếu là hắn vẫn luôn ở bên này nói, khẳng định tự tuyệt không khả năng phát sinh loại sự tình này mà đi. Mà ở nhìn thấy đường đường nước Cộng Hòa Trung Y giới danh tiếng hiển hách ngôi sao sáng Đỗ Lão, cư nhiên đúng người trẻ tuổi kia thái độ là như thế này, nhất thời ở đây tuyệt phần lớn là đều bị sợ kinh hồn táng đảm. Nhất là Chu Chính Bình, càng sắc mặt trắng bệch theo hình như nhanh ngày tận thế vậy. Lấy Đỗ Lão ở quốc nội Trung Y giới chính là lời nói quyền cùng phân lượng, nếu là muốn ghim hắn Chu Chính Bình nói, coi như là phía sau hắn có sư phụ hắn Lý Đông Thân chống, cũng phiền phức quá nhiều. Có thể hắn cũng còn không chậm quá mức mà, ngay sau đó lại phát sinh một màn lại làm cho hắn càng cả người run rẩy. Bởi vì con ngựa kia Anh Điền Mã Cục Trường lại cũng tiến tới Trần Phi theo, thái độ không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia thấp thỏm lo âu nói Trần tiên sinh. Xin lỗi, đều là bọn người kia không hiểu chuyện, mới. Phải biết rằng vị này ra đây chính là nước Cộng Hòa đại thụ che trời một trong, hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, thậm chí ngay cả lão tôn nhà mọi người nói chủ trì tự làm thịt, hắn Mã Anh Điền coi như là cái cục trường,
ở trước mặt đối phương lại coi là cái gì. Vì vậy hắn hiện tại phải nhanh nhanh lên cùng Lý Đông Thân hai thầy trò bỏ qua một bên quan hệ, để tránh khỏi về sau xảy ra chuyện lúc, bị liên lụy. Lão Đỗ, Mã Cục Trường, các ngươi, mà ở thấy tình cảnh này, dù là phó hiệu trưởng Tống Minh cũng không nhịn được sắc mặt chợt đổi đổi, cả lăm. Phải biết rằng đây chính là Đỗ Lão A, còn có Mã Cục Trường, một là quốc nội trung y vòng tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí kỳ lực ảnh hưởng đều hoàn toàn không thua ở Lý Đông Thân Lý Lão y học Trung Quốc mọi người, ngôi sao sáng, một vị khác càng đường đường bộ vệ sinh cục trường, quyền cao chức trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai người bọn họ lại nhất tề mặc danh kỳ diệu hướng người trẻ tuổi kia xin lỗi. Tự chỉ là bởi vì trước Chu Chính Bình đối kỳ mạo phạm. Nếu thật sự là như thế, Tống Minh Tống hiệu trưởng không khỏi mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trần Phi Lúc, nhiều hơn sâu đậm rung động cùng kính nể. Xem ra, người trẻ tuổi này bối cảnh xa so với hắn trong tưởng tượng cao rất nhiều a. Lẽ nào ngay cả Lý Đông Thân, thậm chí ngay cả Lý Đông Thân sau lưng núi dựa lớn, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia đều so ra kém. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Chỉ là hắn hiện tại cũng vô tâm tư để ý tới nhiều như vậy, bởi vì sau cùng trên chiến mã tự muốn bắt đầu. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt nghiêm túc, chuẩn bị cùng Hy Nê Viên Hô đi qua Lão Đỗ, Mã Cục Trường, chuyện này phải có cái gì hiểu lầm, Lý Lão còn có chính mình lúc đó chẳng phải để chúng ta Hoa Hạ trung y giới suy nghĩ sao. Rồi hãy nói hai vị này đều là thanh niên nhân, cơn tức đại mà thôi, có cái gì ghê gớm. Đều xin bất giận. Lão Đỗ, Mã Cục Trường, quốc gia bộ mặt cùng chúng ta Hoa Hạ trung y giới vinh nhục mới là đại sự. Các ngươi thật nghĩ tiểu tử này tựu nhất định so với Đỗ Nhi ta càng mạnh. Lý Đông Thân giờ này khắc này quả thực tức bể phổi, biểu hiện ra nhưng vẫn là đại khí lăng nhưng mà nói. Bất quá hắn vậy cũng là xé rách ra mặt, trực tiếp hỏi. Đương nhiên còn từ mặt bên phản ánh ra hắn còn không cam lòng quăng đi cái này dương danh lập vạn cơ hội. Hắn thấy. Trần Phi tiểu tử này hoàn toàn chính là quan hệ tương đối cứng rắn đơn vị liên quan. Lấy cái gì chân tài thật học cùng hắn đổ đệ so với? Làm càn. Lớn mật. Nhưng ngay khi hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới hầu như cũng trong lúc đó, Đỗ Lão còn có Mã Anh Điền Mã Cục Trường thật giống như bỗng nhiên bị làm tức giận vậy, không hẹn mà cùng, tất cả trọng trọng vỗ xuống bàn, hai tròng mắt lộ ra sắc mặt giận dữ chăm chú nhìn Lý Đông Thân. Nói đùa. Trần bác sĩ Trần tiên sinh, là người ra sao vậy? Đây chính là liên hắn Đỗ Mỗ mọi người mặc cảm, hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần chính cái thế danh thủ quốc gia, đương đại hoa đà, biển thước vậy tồn tại. Lấy y thuật của hắn coi như là phóng nhãn toàn quốc vòng tròn nội, có thể cùng đánh đồng sợ rằng cũng không có năm ngón tay số, người Lý Đông Thân đồ đệ coi là cái gì? Coi như là người Lý Đông Thân, lại coi là cái gì? Thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Lý Đông Thân, ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi đồ đệ loại này đẳng cấp mặt hàng, còn thật không có chút tia một có thể cùng Trần bác sĩ đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Hơn nữa đừng nói là hắn, coi như là ngươi Lý Đông Thân, cũng đồng dạng không có cái loại này tư cách. Sau đó Đỗ Lão dĩ nhiên trực tiếp tức giận bạo phát, nhìn Lý Đông Thân gương mặt già nua kia lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì, họ Đỗ. Người có ý tứ, nhất thời Lý Đông Thân Lý Lão tức bể phổi, sắc mặt không gì sánh được âm trầm hắng giọng nói. Hắn Lý Đông Thân người nào? Đây chính là đường đường y học Trung Quốc thánh thủ Mục Long Khôn Đồ, nhưng bây giờ, họ Đỗ lời này có ý tứ. Nói là hắn Lý Đông Thân mấy chục năm qua đúng trung y khổ chui, tạo nghệ, còn không bằng một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Đây là đang gọn gàng dứt khoát phũ nhục hắn. Nghĩ đến đây. Chúng ta Lý Đông Thân Lý Đại Sư liền không nhìn được tức giận đến thẳng run run, sau đó lại trực tiếp đưa tay chỉ hướng Trần Phi, hướng Đỗ Lão nổi giận mắng họ Đỗ, cho ta trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ngươi nói hắn. Hắn mới bây lớn, bao nhiêu tuổi, ngươi nói ta Lý Đông Thân y thuật không bằng hắn, ngươi hắn ma ở đánh giám, tự loại này không biết cái gọi mao đầu tiểu tử, coi là vật gì vậy. Cho ta xách giày cũng không, dưới sự tức giận, hắn cư nhiên trực tiếp mắng lên. Làm càn, Lý Đông Thân ngươi ở đây nói bậy chút gì, câm miệng cho ta, con ngựa kia anh điền nhất thời sắc mặt chợt biến, thần sắc kinh hoàng khiển trách. Ngươi nói cái gì, họ Lý ngươi cho là ngươi lại coi là vật gì vậy? Nếu không năm mới vận khí tốt bái nhập mục danh thủ quốc gia môn hạ, ngươi tự hoàn toàn là cái phế vật.
không đáng giá nhắc tới. Mà ở nghe nói như thế Đỗ lão cũng nổi giận, thiếu chút nữa không trực tiếp góp đi tới cùng Lý Đông Thân đánh nhau. Ngươi nói cái gì? Lý Đông Thân Lý lão tức giận ra mặt tử hung hăng vừa kéo, căm tức nhìn Đỗ lão, người ta, run run nửa ngày, đều nói không nên lời nói. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, để một cái không hề thực học tốt mã rẻ cùi, hắn họ Đỗ cư nhiên sẽ cùng hắn Lý Đông Thân dở mặt đến loại trình độ này. Cái gì gọi là nếu không hắn năm mới vận khí tốt, bái nhập mục danh thủ quốc gia môn hạ? Lẽ nào hắn Lý Đông Thân đường đường Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng thân phận, là giả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Họ Đỗ, ta cho người biết, nghĩ đến đây Lý Đông Thân cũng chân thực không nhịn được, chuẩn bị dở mặt. Ngậm miệng. Có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo già nua quát lạnh như sấm vang vọng màng nhĩ mọi người. Nhất thời ở đây tất cả mọi người sững sờ một chút, vô ý thức ghé mắt nhìn lại. Mục danh thủ quốc gia. Trước hết nhìn rõ ràng già nua quát lạnh thanh mặt chủ nhân Dung Tống Minh Tống hiệu trưởng, trên mặt thần sắc bỗng nhiên thất kinh, thậm chí có chút bối rối. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia, cư nhiên đích thân đến. Nhưng lại vừa vặn bắt gặp vừa vặn một màn kia. Cái gì? Mà đang nghe Tống Minh Tống hiệu trưởng cái này một tiếng thét kinh hãi, mọi người tại đây không gì sánh được sắc mặt kinh biến. Nhất là Lý Đông Thân Lý lão cùng với hắn nhập thất đệ tử thân truyền Chu Chính Bình. Sư phụ, người lão thế nào đích thân đến? Nhìn hậu trường lối vào quần áo đường trang tóc hoa dâm lão giả, Lý Đông Thân có chút kích động. Sư tổ, Chu Chính Bình cũng là một bộ gặp được cứu tinh kích động hình dạng. Sau đó chỉ thấy Kỳ chuẩn bị tố cáo sư tổ, người hãy nghe ta nói, người thực sự là không biết, bọn họ. Câm miệng, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại đã bị Mục Long Khôn mặt lạnh uống đoạn. Sư phụ, Lý Đông Thân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng có chút không ổn. Đến mức đột nhiên bị uống đoạn đang nói Chu Chính Bình càng sắc mặt một chút tự thay đổi, không khỏi cả người run run một cái. Bởi vì hắn cư nhiên từ hắn sư tổ trong ánh mắt của, đọc được ném một cái ném lạnh lùng. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tại đây tự nhiên tất cả đều trợn tròn mắt. Không rõ Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cái này trong hồ lô, đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng mà kế tiếp, mọi người ở đây từ từ bởi vì kinh ngạc mà lớn lên trong mắt, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cư nhiên chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt, yên lặng quan sát nửa ngày, theo sát mà cư nhiên hướng về Trần Phi vi tạ lỗi lên là ta bình thường quản giáo vô phương, mạo phạm, xin lỗi. Không phải là, sư tổ. Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia như thế vừa mở miệng, cũng không nói Lý Đông Thân, liền nói Chu Chính Bình đều không thiếu chút nữa trong nháy mắt bị sợ nằm xuống, hầu như trong nháy mắt trên dưới răng điên cuồng run lên. Toàn bộ là bởi vì sợ. Bởi vì chỉ cần hắn bây giờ không phải là đầu vào nước, tự khẳng định minh bạch đã biết hồi là thật chính đem thiên cho đâm. Liên hắn sư tổ đều hướng đối phương xin lỗi. Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia đó là nhân vật nào? Đây chính là Đỗ lão lúc còn trẻ cũng đã danh dương nước Cộng hòa Trung Y mọi người, coi như kỳ hiện tại đã dần dần nhạt ở người trước, lui cư phía sau màn, nhưng ở nước Cộng hòa Trung Y giới nội lực ảnh hưởng và thân phận địa vị, còn là không người nào có thể dung chuyển, khắp nơi danh thủ quốc gia, mọi người thấy hắn ai không được cung kính tiếng kêu mục danh thủ quốc gia, thậm chí mục lão. Coi như không đề cập tới cái này cha, đừng quên Mục Long Khôn còn là đường đường Y Thánh Đường thành viên. Y Thánh Đường. Đừng xem tên này mặc dù đang cái này phô trương hiện đại hơi có vẻ bình thản một chút, nhưng nếu là đặt ở thời cổ hậu này triều đại, sợ rằng tối thiểu cùng Phong Vương Điện không có gì khác nhau. Nói cách khác, bác sĩ đoàn thành viên, tại đây Hoa Hạ Trung Y giới mỗi người đều có tư cách Phong Vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy nhất tôn đại nhân vật nhưng bởi vì đồ tử đồ tôn phạm sai lầm mà hướng một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ khiểm. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia nhận thức Trần Phi, nhưng lại nghĩ ở trong mắt hắn người sau địa vị rất cao. Nói cách khác, lấy thân phận của hắn làm sao sẽ làm ra, như thế kinh người, chuyện tình. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Chu Chính Bình trực tiếp bị hắn sư tổ Mục Long Khôn loại này cử động lại càng hoảng sợ, hai cổ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, mà Lý Đông Thăng. Tắc sắc mặt trắng bệch đang nhìn mình sư phụ. Không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến loại trình độ này, môi bầm đen trở nên trắng, cả
cả người đều ở đây nhìn không được run run. Thậm chí ngay cả làm chuyện này nhân vật chính một trong, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đều có chút sửng sốt. Chợt chỉ thấy Kỳ Trần chờ nói, Mục lão khách khí, bất quá, người nhận thức ta, hắn quả thực không nghĩ tới quá, đối phương cư nhiên sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Tự Tuân lão còn có toàn bộ lão bọn họ nghe nói qua một điểm, xem như là cửu ngưỡng đại danh. Nghe vậy Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia nhẹ nhàng mà cười cười. Có thể hắn lời nói ra lại khiến mọi người tại đây lại một kinh, trong lòng điên cuồng bồn chồn. Tuân lão, toàn bộ lão, bọn họ cư nhiên đều biết tiểu tử này. Hơn nữa, Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia lại còn sẽ nói cửu ngưỡng đại danh. Nhất thời ở đây không ít người, thậm chí ngay cả Tống Minh Tống hiệu trưởng loại này lão tư cách cũng không nhìn được mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. May mắn vừa rồi bản thân không có bị Lý Đông Thân lão gia hỏa kia trung hoặc, cùng Trần Phi phát sinh xung đột, bằng không hiện tại quả thực tự hối hận cũng không kịp a. Có thể cùng Tuân lão còn có toàn bộ lão đều cài đặt quan hệ tuổi nhỏ người, kỳ thân phận địa vị có thể giản đơn đi nơi nào. Trước hắn là có nghĩ tới người trẻ tuổi này rất có lão đầu. Dù sao cũng là Hứa Bội Nghi Hứa bộ trưởng bên kia tự mình tiến cử tới, rất được coi trọng. Có thể hắn lại thật không ngờ Trần Phi địa vị cư nhiên đạt tới loại này trình độ kinh người. Tuổi như vậy, cư nhiên có thể cùng Tuân lão, toàn bộ lão cái loại này lão ngôi sao sáng tương giao. Nguyên lai là như vậy. Không biết Tuân lão, toàn bộ lão bọn họ gần nhất thế nào, thân thể có khỏe không? Nghe nói Mục Long Khôn nói, Trần Phi chợt gật đầu, cười nói. Tuân lão còn có toàn bộ lão gần nhất cũng còn tốt vô cùng, ở liên thủ làm hạng nhất thực nghiệm, đang ở tinh thần trên đầu. Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia nói như thế. Có thể nhưng vào lúc này, một gã như là nhân viên công tác tuổi nhỏ người đột nhiên chạy tới, tiến đến Tống Minh Tống hiệu trưởng bên tai nói nhỏ vài câu. Sau đó lập tức chỉ thấy Tống hiệu trưởng có chút chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng nói Mục danh thủ quốc gia, Trần. Trần tiên sinh, xin lỗi, quấy rối đến các ngươi nói chuyện. Bất quá, sau cùng lập tức tự muốn bắt đầu, các ngươi xem có đúng hay không. Ta đây tự hãy đi trước đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, lại hướng Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia ném xin lỗi nhãn thần, xoay người sang chỗ khác, theo liền theo nhân viên công tác sau khi rời đi đài, chuẩn bị lên đài tham gia sau cùng chiến. Sư phụ, ta, cho đến lúc này Lý Đông Thân mới dám lấy dũng khí nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại dĩ nhiên lại bị sắc mặt đã khôi phục lại lạnh lùng Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia không kiên nhẫn nhìn lướt qua. Cắt đứt chờ một hồi hãy nói. Kinh đô đại học sân thể dục. Hôm nay chỗ ngồi này vốn phải là màn đêm buông xuống mà trống trải xuống nơi sân, nhưng bởi vì sau cùng chiến đúng hạn tới, lần thứ hai biến thành toàn bộ kinh đô đại học, thậm chí internet ngôi cao các loại phát sóng trực tiếp gian trên náo nhiệt nhất, tối bị nước Cộng Hòa trên dưới vô số song tầm mắt tập trung địa phương. Bởi vì kết quả của trận chiến này, đem sẽ phải chịu chưa từng có chú mục. Những... Này Hàn Quốc cây gậy, cái gọi là Hàn Y đã làm càn, ức hiếp đến bọn họ trên đầu, nếu như không trả lấy nhan sắc, thủ vững ở ranh giới cuối cùng nói. Vậy bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới, đem triệt để trở thành toàn thế giới truyền thông trước mặt trò cười, mặc cho người cười nhạo. Đây tuyệt đối không phải là kiêu ngạo Hoa Hạ Trung Y sở có thể chịu được. Mà ở người này thanh ồn ào, bát ngát sân thể dục trong, có vượt lên trước chín thành nhiều mọi người là người nước Hoa. Chỉ có dựa vào gần luận bàn biên giới nơi nào đó, có như vậy một nhóm nhỏ người có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Chính là lần này đại biểu Hàn Quốc Hàn Y đến đây Hoa Hạ so tài đại biểu đội, cùng với du học sinh. Chỉ thấy bọn họ lúc này chính diện sắc kiêu căng tụ lại ở cùng nơi, mắt lộ ra màu sắc trang nhã nhìn thanh thế thật lớn sân thể dục nội người Hoa, trong lòng âm thầm trào phúng, nhiều người có thể có ích lợi gì. Y thuật so đấu bất quá bọn Hàn Quốc gia Hàn Y đại biểu. Vậy đã định trước lần này luận bàn chiến hậu, bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y liền có thể dương danh thế giới, danh chính ngôn thuận từ đó chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Mà cái này, không đúng là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc chờ đợi thật lâu lòng tự trọng cùng vinh quang sao? Xe ân đắt si, nỗ lực lên, chỉ cần có thể lấy thêm dưới cái này một thắng, ta xem này chết sĩ diện người Hoa còn có cái gì dễ nói. Chúng ta Hàn Y mới là lợi hại nhất, nhất định phải đánh bại bọn họ. Không sai, xe ân đắt si, người thuật châm cứu đã hết được Tống Đại Sư chân truyền, nhất định phải này Hoa Hạ Trung Y nhìn một cái lợi hại. Để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Chỉ cần có thể bắt cuối cùng này một hồi, từ đêm nay sau,
chúng ta Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y coi như là chính mình tránh danh. Xe ân đắc si, ngày hôm nay mặc kệ bọn họ phái người nào bắt đầu, người đều nhất định phải để cho bọn họ xám xịt hạ tràng, dương ta Đại Hàn Dân Quốc uy, biết không? Này Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội châm chọc tiếng cười to không thêm che giấu truyền tới, ngay tức khắc dẫn tới ở đây đông đảo ái quốc nhân sĩ cùng với Hoa Hạ Trung Y căm tức. Từ bọn người kia bắt trận thứ hai sau, dáng vẻ bệ vệ tự phá lệ lớn lối, nhưng bởi vì bọn họ đã biết phương đặt ở trên mặt nổi xu hướng suy tàn, mặc dù là đầy mình lửa, cũng còn là chỉ có thể tạm thời nín. Mà nhưng vào lúc này sân vận động trung tâm luận bàn trên đài, một gã mặc màu xám tây trang, vẻ mặt kiêu căng, vóc người thấp bé, thậm chí môi và mũi đều có chút thoạt nhìn cổ quái bóng người, đều đã cười lạnh đứng ở đó phía trên. Hắn nhãn thần diễu cợt nhìn dưới đài tức giận không thôi người Hoa và Hoa Hạ Trung Y, khóe miệng cười nhạt nhấc lên càng thêm rõ ràng. Chớ chỉ hoãn thời gian, bắt đầu đi, theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt không kiên nhẫn dùng tiếng Anh hướng cách đó không xa nhân viên công tác nói rằng. Thật giống như mình đã tất thắng vậy, không muốn sẽ ở loại địa phương này, trường hợp này lãng phí thời gian. Mà ở nghe nói như thế, nhân viên công tác nhất thời trên mặt thần sắc thật không tốt xem. Có thể hắn cũng không có biện pháp thả ra ngoài. Chỉ có thể đều hạ tràng, xem Trung Y đại biểu đội chuẩn bị cho tốt không có. Ngay tại lúc này nguyên vốn cả chút ầm ĩ bên trong thể dục quán lại đột nhiên an tĩnh. Bởi vì chỉ thấy một vị quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi, đang từ từ đi lên luận bàn đài, mà khi hắn lên rồi sau, nhìn thấy một chương có chút nhượng hắn khuôn mặt xa lạ lúc, nhất thời nhìn không được khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói Kim Bình Anh Ni. Đương nhiên người này không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Mà hắn theo như lời nói cũng là dùng tiếng Anh, một ngụm lưu loát nước ngoài khang. Là hắn. Mà ở nhìn rõ ràng luận bàn trên đài Trần Phi khuôn mặt sau, quan trên chiến đài An vị Tống Kim Hổ nhất thời trên mặt thần sắc chợt biến dưới, sau lập tức trở nên khó coi, thậm chí kỳ trong con ngươi còn sâu ẩn sâu lau một cái hoảng loạn. Hiển nhiên hắn đương nhiên chưa trước ở trên phi cơ. Trần Phi đối với hắn, nhục nhã. Càng chưa, Đỗ lão lần nói. Tiểu tử này y thuật thật so với lão già kia còn càng mạnh. Không, tuyệt không có khả năng này. Ha ha. Ngồi ở bên người hắn cách đó không xa Đỗ lão hiển nhiên cũng chú ý tới Tống Kim Hổ bây giờ thần thái biến hóa, chợt khinh thường cười cười, già nua gương mặt trên tràn đầy làm trò ngược vẻ. Hắn thừa nhận, Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh đúng là cái hơn 10 năm khó khăn ra y đạo kỳ tài. Có thể cùng Trần Phi Trần bác sĩ so với, hắn lại coi là cái gì? Gà đất chó sỏi, không chịu nổi một kích mà thôi. Ngươi, mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài đại biểu Hàn Y xuất chiến xe ân đắt, nghe được Trần Phi như vậy khiêu khích, nhất thời nổi giận, khinh thường nói chỉ bằng các ngươi những. Này bại tướng dưới tay, cũng không biết xấu hổ lại để cho Kim bác sĩ xuất thủ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ta xe ân đắt, đã có thể tùy tùy tiện tiện đem bọn ngươi đánh bại. Thảo, mẹ cái này Hàn Quốc cây gậy thật là phách lối. Làm chết hắn, chạy trở về Hàn Quốc đi, chết tiệt Hàn Quốc cây gậy Tư Mật Đạt. Cái này đều cuối cùng một cuộc, nhất định phải thắng A. Lời thừa, nếu trận này nếu không thắng nói, vậy thực sự là toàn thế giới truyền thông cũng chờ theo xem chúng ta chê cười. Nhất thời trên Internet trực tiếp xích mích, các loại tử vong oanh tạc, cuộn đạn mạc không ngừng. Ngươi! Mà đang nghe xe kia ân đắt tiền nói, Trần Phi nhịn không được có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói ngươi chỉ ngươi đi. Dù thế nào được thắng các ngươi ba chàng mới coi xong chuyện, bắt đầu đi. Thế nào so với, so cái gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi tùy ý như vậy, không quan tâm cuồng vọng tư thái, không chỉ là phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đều quét ra có chút bận tâm cuộn nhắn lại, ngay cả xe kia ân đắt, cũng lúc nhất thời cười nhạt, làm trò ngược lên, khinh thường nói tuổi không lớn lắm. Khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi đã nói như vậy. Vậy nếu không thẳng thắn chúng ta tự nhiều lần thuật châm cứu đi. So với châm cứu, không được. Nhất thời có nghe nói qua Đại Hàn Dân Quốc xe ân đắt danh hào Hoa Hạ Trung Y biến sắc, quát to lên đừng, không được. Hắn am hiểu nhất chính là châm cứu, hơn nữa kỳ tông cửa truyền thừa, huyền hạc châm pháp, càng nhất tuyệt, cho nên tuyệt không có khả năng cùng hắn so với cái này. T. Huyền hạc châm pháp. Không phải chúng ta cổ Hoa Hạ thất truyền đã lâu. Đáng chết, không nghĩ tới loại này tài nghệ cư nhiên truyền thừa đến bổng tử quốc đi. Xem ra thật không có thể cùng hắn so với châm cứu. Huyền hạc châm pháp đó là hạng huyền diệu.
chỉ sợ cũng liên Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh, ở phương diện này đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời hiện trường đông đảo mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà xe kia ân đắt đang luận bàn trên đài nghe được bên tai truyền tới kinh hô cùng sợ hãi than, nhất thời không khỏi khóe miệng nhấc lên lau một cái kiêu căng tự phụ vẻ. Theo sát mà, chỉ thấy Kỳ Chỉ cao khí ngang nhìn Trần Phi, khinh thường nói thế nào. Dám sao, nếu là ngươi, không lá gan này. Tốt, vậy so với châm cứu đi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi lại trực tiếp vẻ mặt tùy ý đem cắt đứt. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ thản nhiên nói được rồi, nhanh bắt đầu đi, ngươi nghĩ thế nào so với đều có thể, bởi vì ta chân thực không nhiều lắm tâm tư cùng ngươi ở đây mù lề mề. Bệnh nhân tất cả chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy xe kia ân đắt nhất thời sắc mặt thần sắc cứng đờ. Mọi người tại đây cũng không nhịn được ngẩn người. Cái này, người anh em này, quả thực có chút thật ngông cuồng đi. Đứng ở Trần Phi cá nhân độ lớn của góc, những này cái gọi là Hàn Y tài nghệ chân thực cùng hắn kém quá xa, căn bản cũng không ở một tầng thứ trên. Chớ nói chi là bản thân hắn còn đối với những này vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại, quên nguồn quên gốc cây gậy, ấn tượng cũng không được khá lắm, tự nhiên cũng liền lười giả ra biểu hiện ra rất lễ phép hình dạng, như vậy quá dối trá không phải là. Có thể đứng ở đó một ít Hàn Quốc cây gậy độ lớn của góc, thậm chí cái khác tuyệt đại đa số người xem độ lớn của góc, Trần Phi loại này tư thái, còn là thoáng có vẻ có chút qua cuồng vọng đi. Nhất thời Internet phát sóng trực tiếp gian lại nổ. Đào cái rãnh, người này từ đâu chui ra ngoài, quả thực trang bức vô cực hạn a. Tuy rằng thấy hắn như vậy tại nơi đàn bột bắp trước trang bức, rất hết giận, có thể hắn như vậy thực sự được không? Có đúng hay không có chút quá hơi quá đi. Ở đâu ra tiểu thằng nhóc, miệng đầy không nói không nói, thật đúng là cho là mình là danh thủ quốc gia mọi người phải không? Phi, ta nghĩ như vậy không tốt lắm, nếu cuối cùng thua, đây chẳng phải là mất mặt ném quá. Thậm chí ngay cả mang theo chúng ta đều phải bị liên lụy, nhượng toàn thế giới truyền thông đều ở đây chế giễu. Không ít người nghĩ Trần Phi thật ngông cuồng, đều nghĩ bất mãn. Ngay cả trên đài này trong Hàn Y chuyên gia, lúc này sắc mặt đều hoặc là cười nhạt, hoặc là trào phúng, hoặc là âm trầm thật không tốt xem. Tại bọn hắn xem ra, Trần Phi cũng chính là cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân mà thôi, mặc dù có một ít thực lực, có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới tham gia sau cùng chiến, có thể, có chút thời gian quá cuồng vọng, quá không biết trời cao đất rộng, cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là cuối cùng thua, mất mặt chính là ai? Ai tới cõng nồi nấu? Ngoại trừ Đỗ Lão, chỉ thấy Kỳ lúc này ngồi ngay ngắn ở đài cao chuyên gia vị trí trên, khóe miệng tình không điều khiển tự động nhìn cười nhạt. Hắn biết rõ Trần Phi Trần bác sĩ hiện tại sở dĩ tâm tình, thái độ không tốt lắm, rất có thể là bởi vì trước sự kiện kia quấy nhiễu được. Có thể càng là như vậy, này người Hàn chính là vượt không may, sẽ thua càng thê thảm a. Tốt, 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 ta xe ân đắt tập trị hơn 30 năm, đã gặp yêu nghiệt, thiên tài cuồng vọng hạng người cũng không ít, có thể giống như ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, không biết cái gọi, thật đúng là lần đầu tiên. Chỉ thấy xe kia ân đắt giận dữ phản thiếu, nhìn phía Trần Phi vẻ mặt chẳng đáng cùng châm chọc nói nếu là so với thuật châm cứu, bệnh nhân kia ta nghĩ đã không cần thiết. Tối thiểu chỉ ngươi loại này chỉ biết chơi mồm mép tên, thật không cần phiền phức như vậy. Nhìn kỹ, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy xe kia ân đắt sai người mang lên tới một người giá trị xa xỉ vừa so sánh với một mộc đầu nhân, sau đó lấy ra một bộ mang theo người kim khâu, bàn tay vừa lộn. Gần 10 cây kim liền trong chớp mắt không ngờ xuất hiện ở hai tay hắn gian. Siêu, siêu, siêu. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ nín hơi ngưng thần, hạ thủ như điện, chỉ khoảng nửa khắc đã đem tay kia trung kim nhằm vào lăng nhưng mà có tự đâm vào mộc đầu nhân trên người các nơi, huyệt vị, trong. Huyền hạc châm pháp. Thấy tình cảnh này, tối tới gần luận bàn đài một vòng các đại Hàn Y, Trung Y, thậm chí chuyên gia trên đài bộ phận chuyên gia cũng không nhịn được đứng lên. Huyền hạc châm pháp, chính là huyền hạc châm pháp. Chỉ tiếc, chúng ta quốc nội đã thất truyền. Ta chuyên gia danh thủ quốc gia có chút vô cùng đau đớn, rung giọng nói. Cái này vốn là bọn họ cổ Hoa Hạ tiền bối mỗi bảo, thế nhưng, hiện tại lại tại bọn hắn quốc nội thất truyền, ngược lại là phát dương quang đại ở người Hàn trong tay. Mà ở nhìn thấy một màn này, xe kia ân đắt trên mặt kiêu căng và tự phụ vẻ rõ ràng hơn. Chỉ thấy Kỳ song đầu ngón tay kim khâu càng ngày ít nhất. Đến cuối cùng một cây lúc, còn gặp Kỳ nhãn thần mạnh lệ lệ. Siêu. Ong ong ong.
Làm cuối cùng một cây kim khâu cắm vào gỗ kia trên thân người huyệt vị lúc, bất ngờ có một đạo xuyên phá không khí cùng với lưỡng đạo rõ ràng lọt và tai chiến minh thanh xuất hiện, chỉ thấy cuối cùng một cây kim khâu đâm vào lúc vĩ đoan, lại cực kỳ thần kỳ có quy luật, liên tục chiến ba dưới. Nhất thời ở trong sân Hàn Y đều có chút ngồi không yên. Đây là vĩ châm ba minh. Bộ phận nghiên cứu châm cứu trung y không khỏi thất thanh nói hắn cư nhiên. Vĩ châm ba minh, chính là châm cứu tài nghệ trong cực kỳ bí hiểm thủ đoạn, nhất là nhằm vào huyền hạc châm pháp loại này đặc thù châm pháp tài nghệ, kỳ chắc trở độ cùng hiệu quả, đều càng kinh người cùng rõ ràng. Mà là hắn các loại này chính người thường mà nói, đừng nói là vĩ châm ba minh, coi như là vĩ châm song minh đều chắc trở, khổ luyện 20-30 năm đều không nhất định có thể thành công, nhưng bây giờ. Cứ thật, không nghĩ tới ân đắc tiểu tử này đã len lén luyện đến loại trình độ này. Thật là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Bình Anh, ngươi cứ nói đi. Trên lôi đài, Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Đại Sư Lý Bình Liệt vẻ mặt kích động cùng giật mình, hướng về bên cạnh đồ đệ Kim Bình Anh cười to nói. Hiển nhiên hắn quả thực không nghĩ tới, ân đắc tiểu tử kia cư nhiên có thể cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Vĩ châm ba minh, coi như là hắn Lý Bình Liệt, cũng không gì hơn cái này a. Ân đắc si quả thực xưng là châm cứu kỳ tài, ở phương diện này, ta không bằng hắn. Ngay cả Kim Bình Anh loại này Hàn Y yêu nghiệt cũng không nhìn được nói như vậy, có thể nghĩ, cái này một đối với bọn họ, thậm chí khắp nơi chàng đông đảo người lực rung động có lớn bực nào. Hanh! Mà đang nghe hai người bọn họ nói chuyện, chuyên gia đài một vị y học Trung Quốc mọi người không khỏi lạnh giọng hừ một cái, sắc mặt có chút phức tạp cùng xấu xí. Bởi vì hắn nghe hiểu được tiếng Hàn, hiểu hơn, vĩ châm ba minh ý vị như thế nào. Thanh niên một đời làm sao có thể có người cư nhiên có thể đi đến loại trình độ đó. Dù sao vậy thì thật là, quá khó khăn. Phải thua. Cách đó không xa, đi theo Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia phía sau nhìn thấy loại này, kết cục Lý Đông Thân tự lẩm bẩm, kỳ trong khẩu khí không khỏi bí mật mang theo lên một ít may mắn cùng nhìn có chút hả hê. May mắn là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đối phương tiểu tử Hàn Quốc kia châm cứu thực lực lại mạnh như vậy. Hắn đổ đệ Chu Chính Bình bất quá cũng mới vĩ châm song minh mà thôi, vui trên nổi đau người khác tự nhiên là hiện tại có người giúp bọn hắn lưng nồi, tiểu tạp trùng thực sự là quá không biết trời cao đất rộng, ha ha ha. Có thể hắn cũng còn không ở trong lòng cười bao lâu thời gian, kỳ trên mặt thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tiếp phát sinh một màn, làm hắn thất kinh. Này, chỉ thấy trên lôi đài Trần Phi vẻ mặt cổ quái thậm chí có một ít, mệt, che ô đầu. Nhìn đối phương tựa như đang nhìn vậy, nói ta nói, người cái này cũng gọi châm cứu. Cứ như vậy ngươi vừa rồi cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta như vậy kỳ kỳ méo mó. Ai, quên đi, mắt trợn to giờ, nhìn kỹ. Cái gì mới gọi châm cứu? Chỉ thấy Trần Phi vung tay lên, trong nháy mắt đã đem mộc đầu nhân trên người kim khâu thu sạch sẽ, sau đó chỉ thấy kỳ tùy ý rút 7 cây đặt ở đầu ngón tay, xem đều không xem phía trước, trực tiếp hất ra. Nhất thời liên tiếp lùi tiếng xé gió còn có chiến minh tiếng như cùng triều điền con ếch gọi vậy vang lên. Chỉ thấy đệ nhất cây kim khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm một minh. Chỉ thấy đệ nhị cây kim khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm song minh. Chỉ thấy cây thứ ba kim khâu rơi vào mộc đầu nhân trên người huyệt vị, vĩ châm ba minh. Thẳng đến cuối cùng một cây kim khâu rơi vào gỗ kia trên thân người huyệt vị lúc. Bất ngờ bộc phát ra làm người ta trợn mắt hốc mồm thất âm chiến minh. Xe ân đắt choáng váng. Chuyên gia trên đài Khánh Nam nói Đại Sư Lý Bình Liệt còn có Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh cũng choáng váng. Cùng lúc đó chuyên gia trên đài những chuyên gia kia cũng choáng váng. Thậm chí ngay cả Đỗ Lão đều giống nhau. Vĩ châm bảy minh đây là khái niệm gì? Bọn họ đây là đang nằm mơ chứ? Oanh! Toàn trường bỗng nhiên một tĩnh. Sau đó bộc phát ra một trận khó có thể tin sôi trào ồ lên. Đến mức trên Internet này phát sóng trực tiếp gian nội. Hơn mấy trăm ngàn vạn chính đang chú ý lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn sau cùng chiến dân trên mạng. Trong nháy mắt, khốn khiếp thảo 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 thảo. Cái này cái gì dây bi đồ chơi? Này, cái này mẹ đến cùng có ý tứ, ta xem không hiểu. Ta nghe được cuối cùng nhất châm hình như chiến bảy dưới. Có đúng hay không rất mạnh. Vãi khốn khiếp, không phải là rất mạnh, là phi thường mạnh. Siêu cấp mạnh, siêu cấp mạnh. Ta hắn ma trung y châm cứu thế gia lớn lên,
đều cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy. Vĩ Trâm Bảy Minh, mẹ ngươi sát phách, sư phụ ta là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy châm cứu mọi người, các ngươi có biết hay không hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói ngay cả hắn, hôm nay 80 tuổi cao linh, tối đa cũng chỉ có thể làm được vĩ châm năm minh, nhưng lại phải là trạng thái phi thường tốt thời gian. Cái này hắn ma. Cùng lúc đó, Kinh Đông Đại học sân thể dục nội, hiện trường giải thích chỗ ngồi một vị quốc nội hoa hạ giải thích mục trừng khẩu ngốc, sửng sốt một lúc lâu, mới nhịn không được bỗng nhiên điên cuồng hét lên tiếng nói mẹ, đây quả thực thần. Vĩ châm bảy minh, ta hắn mà đời này đều chưa thấy qua, thậm chí trước đó liên nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này hắn ma quả thực thần, nghiêu bức. Nại tư, cha cha, trách không được tiểu tử kia vừa rồi như vậy treo. Nguyên lai là có bản lĩnh thật sự a. Nói bộ dáng như vậy có đúng hay không coi là chúng ta thắng. Ngươi cái này không lời thừa sao? Ngươi không phát hiện Hàn Quốc cây gậy trên mặt biểu tình. Đều hắn ma một đám cùng gặp quỷ tựa như, bị dọa đến đi, ha ha ha. Thoải mái, đây mới là chúng ta hoa hạ trung y, chính là nghiêu bức. Ha ha ha. Nhất thời trên Internet trực tiếp nổ tung, đạn mạc điên cuồng bạo tạc. Bởi vì bọn họ tuy rằng đều xem không hiểu cái này có chút giống tạp ký vậy vĩ châm bảy minh, có thể bọn họ lại không ngốc, chỉ là từ này Hàn Quốc cây gậy trên mặt ngây ra biểu tình, là có thể phân biệt ra được, đây nhất định là bọn họ thắng ha. Hơn nữa còn là thắng được uy mãnh bá đạo, làm đối phương này Hàn Quốc cây gậy liên một tia phản kích tâm cũng không có. Mà giờ này khắc này, tại nơi luận bàn trên lôi đài, Hàn Y đại biểu đội tuyển thủ dự thi xe ân đắt trợn mắt hốc mồm nhìn Mộc Đầu Nhân trên người bảy cây kim khâu, hồi tưởng lại trước một màn kia, mặt hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán cọ 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 đi xuống. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, vừa rồi một màn kia đến tột cùng hắn ma là cái gì. Vĩ châm bảy minh, trên thế giới này thật hắn ma có loại vật này. Ừng ực, nghĩ đến đây hắn nhịn không được gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt cùng gặp quỷ tựa như, run rẩy nói ngươi vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Ngươi đây cũng đều không hiểu. Trần Phi một bộ phát hiện tên nhà quê biểu tình nhìn phía hắn, khinh bỉ nói cái này gọi là thất tinh bái nguyệt, ở trung y châm cứu một đạo trong cũng miễn cưỡng cũng coi là tiến dần từng bước. Nếu không ta sẽ cho ngươi xem cái lợi hại giờ, ngươi còn không phục. Nói hắn cư nhiên làm bộ thật muốn bỏ lấy này kim khâu. Đừng. Đừng, đừng, ta chịu phục, ta chịu thua. Nghe vậy xe kia ân đắt nhìn không được cả người run lên, thiếu chút nữa không thoáng cái bị sợ khóc lên, vội vã ngăn cản Trần Phi. Nói đùa, còn lợi hại hơn giờ. Cái này hắn mà còn có muốn hay không hắn sống. Hắn cũng không muốn trái tim chịu không nổi kích thích chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này hắn mà đến tột cùng là quái vật gì a? Lẽ nào đây mới là hoa hạ trung y chân chính thanh niên một đời? Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ lần này đơn giản là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, làm vợ cả chết a. Nhận thua, cây gậy thực sự nhận thua. Nại tư, bá khí uy vũ, cuối cùng cũng có người đứng ra cho chúng ta hoa hạ trung y ra mặt. Tiểu tử kia nghiêu bức a. Hiện trường, vị kia giải thích trên đài hoa hạ giải thích cũng không nhịn được tâm tình không khống chế được điên cuồng hét lên ra. Khó nén vẻ kích động Hàn Y đại biểu đội xe ân đắt tuyển thủ tuyên bố nhân số, một trận chiến này, từ Trung Y đại biểu đội Trần Phi tuyển thủ thắng lợi. Thắng, rốt cục thắng một cuộc, ở đây đông đảo tính cách trầm ổn Trung Y lúc này đều có chút không nhẫn nại được bản thân tâm tình kích động, có chút thất thanh vậy kích động nói. Thậm chí ngay cả làn điệu đều có chút biến hóa. Không có biện pháp, cái này không thể trách bọn họ giờ này khắc này như vậy tâm tình thất thố. Dù sao biết trận này nếu là bọn họ lại thua, vậy bọn họ hoa hạ trẻ tuổi đã có thể thật muốn toàn quân bị diệt. Còn đối với phương này cái quên nguồn quên gốc cây gậy Hàn Y, cũng có thể thành công danh tránh ngôn thuận từ đó chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Đến lúc đó, sao mà mất mặt, sao mà không mặt mũi nào thẹn với liệt tổ liệt tông trung y tiên hiền. Thẳng đến vừa rồi bọn họ hoa hạ trung y đại biểu đội tuyển thủ Trần Phi, ở trước mặt bọn họ cho thấy thần hồ kỳ kỹ tài nghệ. Thất tinh bái nguyệt. Lúc này mới trong nháy mắt nhượng trong lòng bọn họ trong đều tuôn ra nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, thần thanh khí sảng, hãnh diện vui sướng cảm giác. Cuối cùng cũng thắng. Đây tuyệt đối là xưng là đại khoái nhân tâm một thắng. Dĩ nhiên, cái này một thắng còn chưa đủ. Nhận thua hãy mau xuống phía dưới,
ta nói không công phu cùng ngươi ở đây mù lề mề. Kế tiếp là ai, lên đây đi, chỉ thấy Trần Phi đang nghe lời kia sau, không ngoài sở liệu nhạt cười cười, như trước kiêu ngạo, thậm chí xem đều không nhìn nữa cây gậy liếc mắt, ánh mắt quét về phía người chủ chỉ nói. Ta, nhất thời Hàn Quốc cây gậy xe ân đắt sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, thật giống như bị cực đại vũ nhục. Nhưng lúc này đây, hắn đúng là không có can đảm, cũng không mặt mũi, sẽ ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt có bất kỳ phản bác nào. Không có biện pháp a, thất tinh bái nguyệt, đó là so với vĩ châm bảy minh kinh khủng hơn châm cứu trình tự. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Nói chung hắn sẽ ân đắt không được, sư phụ hắn, sư tổ đều giống nhau không được. Thua đều thua, còn thua thảm như vậy, trong lòng tức thì bị loại này thần hồ kỳ kỹ châm cứu tài nghệ chấn động đến tột đỉnh mức, hắn chưa còn mặt mũi nào phản bác, chưa còn mặt mũi nào tiếp tục đợi tiếp nữa. Vì vậy theo chỉ thấy kỳ xám xịt xuống đài. Bên kia, Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu đội chỗ ở khu vực, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt chấn động, nổi giận, cổ quái. Sau đó tự thấy bọn họ nhất tề hướng trên đài Kim Bình Anh nhìn lại. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, hiện tại duy nhất có hy vọng vì bọn họ ngăn cơn sóng dữ, cũng liền giá trị bọn họ đại Hàn dân quốc Hàn Y yêu nghiệt, lòng tự trọng kiêu ngạo Kim Bình Anh. Kim Bình Anh si làm chết hắn, nhất định phải bọn họ biết chúng ta Hàn Y vĩ đại cùng lợi hại. Không sai, chúng ta Hàn Y là vĩ đại vô cùng, nhất định phải từ chết tiệt trung y bên trong thoát ly đi ra ngoài. Chỉ được thắng không được bại. Không sai, Kim Bình Anh si nhanh lên đài. Người nếu không thắng được, chính là chúng ta Đại Hàn dân quốc đắc tội với người. Nhất thời một số ít tâm tình kích động người Hàn dùng tiếng Hàn hét lớn. Đáng chết! Mà đang nghe này người Hàn giống được nói, dù là Kim Bình Anh loại này Hàn y yêu nghiệt thiên tài, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt chợt biến, áp lực núi đại, cái trán ẩn có giọt mồ hôi giọt xuống tới. Nếu là trước nửa giờ, hắn căn bản không khả năng đang đối mặt Trần Phi loại này hơn 20 tuổi cuồng vọng tiểu tử lúc. Sẽ có bất kỳ áp lực, nhưng bây giờ, làm Trần Phi ở cho thấy thần hồ kỳ kỹ châm cứu tài nghệ sau, hắn quả thực nhanh choáng váng. Đây là người có thể làm được chuyện, vĩ châm bảy minh, trên thế giới này làm sao có thể có người có thể đi đến loại trình độ đó. Mà bọn họ người Hàn cũng coi là liệt căn phẩm tính cũng vào lúc này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Thắng, vậy khẳng định chính là bọn họ đại Hàn dân tộc lòng tự trọng, quốc dân kiêu ngạo. Có thể nếu bị thua, xin lỗi. Vậy ngươi phải ngay tức khắc ngã hạ thần đàn, trở thành tội nhân. Đại Hàn dân quốc tại sao có thể thua? Bọn họ tuyệt không thể thua, chỉ có thể thắng. Bình Anh a, ta nghĩ người này vậy cũng tự châm cứu lợi hại, kỳ thủ đoạn của hắn như vọng, văn, vấn, thiết, khai căn lấy thuốc, tất nhiên rất đi nơi nào, dù sao người tinh lực là có hạn, hơn nữa hắn mới bay lớn. Vì vậy, không cần có áp lực, tách ra châm cứu, ngươi tuyệt đối có thể thắng nổi hắn. Cho ta Đại Hàn dân quốc làm vẻ vang, dương quốc gia của ta uy. Ngay sau đó sư phụ hắn Lý Bình Liệt khi hắn bên tai nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Nghe vậy Kim Bình Anh lúc này mới cả người run rẩy, sau đó trong con người cấp tốc hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, tiểu tử kia mới bay lớn. Châm cứu lợi hại cũng thì thôi, những thứ khác có thể lợi hại đi nơi nào. Ta hiểu được, sư phụ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đại biểu chúng ta Đại Hàn dân quốc, để cho bọn họ Hoa Hạ trung y thua tâm phục khẩu phục. Tựu như cùng trước hai chàng vậy, nghĩ đến đây Kim Bình Anh trong lòng nhất thời lòng tin tăng nhiều, sau một khắc, không chút do dự lại ngẩng đầu, thần sắc kiêu căng, chỉ cao khí ngang leo lên luận bàn đài. Không sai, ngươi vừa rồi vài cái, cũng có chút bản lĩnh. Chỉ thấy thứ nhất mặt kiêu căng nhìn Trần Phi, giống như là rất đức cao vọng trọng tiền bối chỉ điểm. Bình phán vậy, nhìn Trần Phi lấy cao ngạo miệng nói rằng. Đúng vậy, đa tạ khích lệ, ngươi cùng ta so cái gì, cũng là châm cứu. Nghe vậy Trần Phi cười, lạnh lùng gương mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ châm chọc. Này cây gậy, trên tay công phu thật không nhiều ít giờ, trang bức công phu nhưng thật ra nhất đẳng một lợi hại. Ngược lại cũng, có điểm, bản lĩnh. Không, 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 mà đang nghe Trần Phi nói tiếp còn muốn tỉ thí châm cứu. Kim Bình Anh trên mặt chợt đổi sắc, sau đó lập tức nhanh chóng lắc đầu. Nói đùa, còn so với châm cứu. Vậy hắn còn không bằng trực tiếp chịu thua quên đi. Phải biết rằng hắn tài châm cứu liên xe ân đắt cũng không bằng, thế nào có tư cách cùng Trần Phi so với. Dĩ nhiên,
Tuy rằng trong lòng của hắn là muốn như vậy, có thể miệng hắn trên lại nhất định là sẽ không thừa nhận, mà là nghiêm trang, đại khí lăng nhưng mà mở miệng nói ngươi không phải mới vừa nói so cái gì đều có thể sao. Thế nào, bây giờ muốn đổi ý? Mà ở nhìn thấy đối phương cái loại này chột dạ lại phải đụng ra nghiêm trang, đại khí lăng nhưng mà hình dạng, Trần Phi có chút không nói gì lại có mong muốn lắc đầu, vội vàng nói hành hành hành, vậy ngươi nói so cái gì? Cũng đừng nói trong chúng ta chỉ khi dễ các ngươi Hàn Y, ngươi nghĩ so cái gì? Nói đi, đều có thể. Cuồng vọng. Mà ở nhìn thấy Trần Phi loại này, miệt thị, thái độ của hắn, Kim Bình Anh trong nháy mắt nổi giận, da mặt tử điên cuồng run run, cất giọng nói chúng ta đây tựu so với khai căn lấy thuốc. Nhượng Dũng Tuấn Si bắt đầu. Nhất thời liền ngay tức khắc có người đem trước đã xuất tràng quá hai lần tiền bệnh nhân dẫn theo bắt đầu. Vừa thấy được tiền bệnh nhân, Kim Bình Anh ngay tức khắc nở nụ cười, khóe miệng tình không điều khiển tự động câu dẫn ra lau một cái tự tin độ cung, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt lúc, cũng tràn đầy trào phúng cùng chẳng đáng chúng ta tự lấy Dũng Tuấn Si tiền bệnh một lần, dám sao? Nếu là ngươi, lá gan không đủ, cũng có thể lại tìm cái bệnh nhân, phân hai đợt tiến hành thi đấu. Quy tắc tranh tài cùng trước hai chàng vậy, dám sao? Xem ra ngươi là thật chỉ biết chỉ cái này một cái bệnh. Ai, quên đi, tùy tiện đi, hiện tại mà bắt đầu sao? Trần Phi gặp đối phương liên tục ba chàng đều muốn cái này một bệnh nhân rời đi ra, là trong nháy mắt từ đáy lòng cảm thấy không nói gì. Đây là rất sợ người khác không biết ngươi chỉ biết chỉ cái này một bệnh nhân, một loại bệnh. Bất quá quên đi, ngươi đã muốn chơi như vậy, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút đi. Dù sao cũng phải nhường có chút cuồng vọng tự đại cây gậy, tâm phục khẩu phục không phải là. Hanh, hiện tại mà bắt đầu, ta cũng muốn nhìn một chút, người có tư cách gì cùng ta Kim Bình Anh so với xem tiền bệnh. Nghe vậy Kim Bình Anh tức giận hừ lạnh một tiếng, chỉ là sau, rồi lại nhìn không được cười lạnh. Phải biết rằng hắn khổ tâm nghiên cứu Dũng Tuấn Si bệnh đều nhanh 3 năm, không biết có bao nhiêu kinh nghiệm. Cho nên đối phương cư nhiên sẽ thực sự ngu xuẩn đến cùng hắn so với cái này. Quả thực muốn chết. Hắn hiện tại đã cảm giác mình thắng chắc, thậm chí đã huyễn tưởng đến Trần Phi tan tác chịu thua tràng cảnh. Phải biết rằng cái này bệnh ngoài ra, nhất là nào đó dị biến loại tiền bệnh, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể trị. Cái này rất vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn hiện ra mình rộng lượng làn gió, hướng Trần Phi hỏi, ngươi tới trước ta tới trước. Tùy tiện đi, ngươi tới trước đi. Trần Phi thuận miệng nói rằng. Hiển nhiên hắn căn bản không áp lực. Ngươi, mà Trần Phi loại này hoàn toàn không áp lực, thậm chí như là đối đãi trò đùa vậy tư thái, đơn giản là Kim Bình Anh phổi đều thiếu chút nữa khí nổ, vẻ mặt vẻ giận dữ, cho rằng Trần Phi cái này hoàn toàn tại coi thường hắn, nhục nhã hắn. Nghĩ đến đây hắn thẳng thắn vẻ mặt run rẩy không nhiều lời, trực tiếp đi tới Dũng Tuấn Si trước mặt làm ra vẻ. Hiển nhiên, từ để hạ hắn cũng không biết vì Dũng Tuấn Si chẩn đoán bệnh quá bao nhiêu lần. Chưa vẫn có thể không biết hắn bây giờ bệnh tình hình. Hôm nay như vậy, bất quá là để trang giả vờ giả vịt, lại chính là xác định một chút bệnh tình có hay không giác phạm vi lớn phát sinh dị biến. Nếu là không có, trong lòng của hắn chẩn đoán bệnh phương thuốc sớm đã thành hiểu rõ ở ngực. Được rồi, người tới. Ước gần 10 phút sau, Kim Bình Anh suy nghĩ cặn kẽ viết xuống bản thân cho rằng hoàn thiện nhất bài thuốc. Nếu là bệnh nhân phối hợp uống thuốc hắc, coi như khỏi hẳn cái này tiền bệnh cũng không thành vấn đề. Đi. Nghe vậy Trần Phi sạch sẽ lưu loát gật đầu, đi tới bên cạnh người mắc bệnh. Bên cạnh một vị khác người Hàn lập tức nói Dũng Tuấn Si sẽ không tiếng Trung, cũng sẽ không tiếng Anh, vì vậy ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi muốn nói, có thể trước nói cho ta lại phiên dịch, nói cho Dũng Tuấn Si. Như vậy à, tốt lắm, ngươi trước giúp ta hỏi một chút, hắn bình thời là làm việc gì? Nghe vậy Trần Phi gật đầu, sau đó lại trực tiếp hỏi. Không cần trước xem mạch sao, có thể ở nghe nói như thế, thông dịch viên kia trực tiếp sửng sốt ngẩn người. Người có đúng hay không căn bản cũng không biết cái gì kêu tên mạch chẩn đoán bệnh. Không trước quan sát bệnh nhân chứng bệnh tình huống, và xem mạch, lại vừa lên đến tự hỏi cái này loại không ý nghĩa vấn đề. Thật để cho ta thất vọng a. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy, người ngoài nghề, biểu hiện. Kim Bình Anh nhất thời nở nụ cười, chút nào vui lòng bỏ trào phúng. Câm miệng, cút sang một bên. Nhưng Trần Phi lại cũng không ngẩng đầu trực tiếp quát một tiếng, thậm chí trực tiếp thản nhiên nói tài phán, nếu hắn lại như thế tiếp tục quấy rầy ta tự trần nói, là không phải có thể trực tiếp xử hắn phụ.
Ngươi, hanh, Kim Bình Anh sắc mặt nhất thời thay đổi, trọng trọng hừ một tiếng, nhưng vẫn là thành thật không trang bức. Dũng Tuấn Si, mà thông dịch viên kia ở nhìn thấy Trần Phi mạnh như vậy xu thế, ngay cả Kim Bình Anh tùy tùy tiện tiện giễu cợt một câu nói, tự phản ứng to lớn như thế, vội vã, sợ, liên lời thừa thải cũng không dám nói, lập tức quay đầu hướng thân mắc tiền bệnh người Hàn phiên dịch nói. Ta bình thời là làm việc gì? Mà bệnh hoạn đang nghe phiên dịch hỏi thăm rất hiển nhiên ngẩn người, thậm chí còn trong con ngươi mơ hồ lướt qua một vẻ bối rối vẻ, chỉ là chỉ có Trần Phi một người chú ý tới. Sau đó chỉ thấy Kỳ lấy lại bình tĩnh, hướng thông dịch viên kia Kỳ Kỳ oa oa vài câu. Trần bác sĩ, Dũng Tuấn Si nói hắn bình thời công tác là một chủ sư, trước đây còn đã làm hàn điện công. Sau đó thông dịch viên kia tiếng trung hướng Trần Phi nói. Hắn đang nói láo. Có thể nghe nói Trần Phi lại mặt không thay đổi lắc đầu, thậm chí thanh âm đều trở nên có chút lãnh mạc lên, sau đó thản nhiên nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ, là bệnh bộc trực trị, hơn nữa thì cá nhân ta mà nói, cũng không quá thích nói láo người, vì vậy. Làm phiền ngươi hiện tại giúp ta chuyển cáo vị này Dũng Tuấn tiên sinh, nếu hắn muốn cho trên người hắn những. Này tiền bệnh khỏi hẳn nói, tự thành thật nói thật, nếu không, ta khả năng không quá nguyện ý vì hắn chẩn đoán bệnh trị liệu. Xôn xao. Nhất thời hiện trường mọi người một mảnh ồ lên, tất cả mọi người thậm chí có một ít trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ ra, người này lời này, đến tột cùng từ đâu nói lên. Không thành thực, người Hàn nói có cái gì thành thực sao? Không phải là, Trần bác sĩ, mà thông dịch viên kia nghe vậy sắc mặt cũng tự nhiên trong nháy mắt tự thay đổi, trở nên có chút hơi khó, xấu hổ, thậm chí có như vậy một tiểu xóa sạch phẫn nộ. Bởi vì coi như là hắn cũng căn bản nháo không rõ, Trần Phi lời này đến tột cùng là từ đâu nói lên. Nhưng bây giờ, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lẽ nào ngươi là cố ý, cho là mình xem không tốt Dũng Tuấn Si tiền bệnh, cũng không sánh bằng ta. Vì vậy dùng loại này che giấu tai mắt người, khôn vặt thủ đoạn muốn lừa dối quá quan. Nói cho ngươi biết, ta Kim Bình Anh không có thể như vậy dễ gạt như vậy. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc. Cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Kim Bình Anh hiển nhiên cũng từ bên cạnh phiên dịch đó hiểu được chuyện gì xảy ra mà, bộ mặt tức giận nhìn Trần Phi. Thậm chí trên khuôn mặt đã hiện ra trào phúng cùng châm chọc. Bởi vì hắn thấy, Trần Phi hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là tự biết nói không thắng được, mà làm ra che giấu tai mắt người, ý đồ lừa dối quá quan khôn vặt thủ đoạn. Quả thực vô liêm sỉ, hắn Kim Bình Anh hạng thông tuệ, hạng tài trí. Sao lại như vậy tùy tùy tiện tiện đơn giản rút lui? Bản thân đây là chuyện gì mà ni? Nói láo, cái gì lời nói dối? Hắn không phải mới vừa hỏi người Hàn cái gì chức nghiệp sao? Chẳng lẽ là cái này? Cũng không đạo lý a, cái này có cái gì tốt dối trá? Nhìn nhìn lại đi, không thể nào là cố lộng huyền hư đi. Nghĩ quá nhiều, nào biết cố lộng huyền hư a? Rồi hãy nói, ngươi không hắn vừa rồi thần hồ kỳ kỹ thuật châm cứu. Chính mình như vậy kinh người y thuật tạo nghệ người, làm thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nhàm chán như vậy, làm một ít không ý nghĩa sự tình. Như thế, trên Internet lúc này cũng có chút bình luận bạo tạc, không rõ Trần Phi cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Ta nói lại lần nữa xem, ta hiện tại ở đối với bệnh nhân làm chẩn đoán bệnh cùng trị liệu, nếu như các ngươi người Hàn hơi chút có như vậy một chút lòng tự trọng cùng vinh nhục tâm nói. Xin mời đi sang một bên, đừng làm cho toàn thế giới truyền thông gặp các ngươi trò cười. Ta Trần Phi thấy thế nào bệnh, tối thiểu còn không dùng ngươi loại này nhập môn cấp cũng còn không đạt tới người đến giáo. Chỉ thấy Trần Phi một lần nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sắc mặt kia có chút châm chọc cùng đắc ý Kim Bình Anh nói rằng. Sau đó lại thấy Kỳ ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thông dịch viên kia, chậm rãi nói ta nói như thế nào, ngươi thế nào phiên dịch. Nếu ngươi cảm thấy ngươi làm không dưới đến công việc này. Có thể hiện tại sẽ xuống ngay, đổi cái có thể làm bắt đầu. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta mới là bác sĩ, ta thế nào chẩn đoán bệnh xem bệnh, không cần người bên ngoài đến giáo. Ngươi, nhất thời Kim Bình Anh vẻ mặt vẻ giận dữ, không nghĩ tới Trần Phi lại dám tại đây loại mặt hướng toàn thế giới truyền thông trường hợp lớn lối như thế. Nhưng hắn sau đó lại cắn chặt răng, quả thực không dám lại tiếp tục chất hỏi tiếp. Bởi vì Trần Phi ngay cả lòng tự trọng cùng Đại Hàn Dân Quốc vinh nhục lời như vậy nói hết ra, hắn nếu là dây dưa nữa không ngớt, chẳng phải là có vẻ hắn Kim Bình Anh chột dạ, tại thế giới truyền thông trước mặt mất mặt. Hanh, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút người như thế,
có thể làm sao Vi Dũng Tuấn Si thấy cái này tiền bệnh. Chặt tiếp theo liền thấy Kỳ Trọng Trọng hừ một tiếng, vẻ giận dữ phất tay áo, đứng qua một bên đi. Mà ở nhìn thấy tình cảnh, thông dịch viên kia nào còn dám tiếp tục nói nhảm nữa cái gì. Ngay tức khắc vẻ mặt cười khổ hướng về người Hàn Dũng Tuấn phiên dịch. Ngươi có ý tứ, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối. Nghe vậy quả nhiên, người Hàn Dũng Tuấn lúc này biến sắc, chợt khuôn mặt sinh ra nồng nặc phẫn nộ căm tức Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn nghĩ Trần Phi đây là đang cố ý tìm cha, không tuân theo nặng hắn. Ta có ý tứ, ta chỉ là không thích bệnh nhân của ta há mồm nói bậy mà thôi. Còn muốn nhượng ta nói minh bạch một ít sao? Tốt lắm, ta đây thành toàn ngươi. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn người Hàn Dũng Tuấn chậm rãi nói ở trung y lý luận biện chứng trong, vậy cho rằng tiền bệnh chủ yếu căn nguyên là máu nhiệt, có thể bởi vì thất tình nội thương, khí cơ ung trệ, úc lâu hóa lửa, đến nỗi tâm hỏa kháng thịt, oi bức phục ở doanh máu, hoặc nhân ẩm thực thất tiết, quá thực tinh phát động phong vật, tính khí bất hòa, khí cơ không khoái, úc lâu hóa nhiệt, lại thụ phong nhiệt độc tà mà bệnh. Đương nhiên đây cũng chính là cái gọi ra tiền. Ta thấy người các khớp ở cánh tay lộ ra một khối, có hồng ban trên nhiều lần xuất hiện nhiều tầng màu ngân bạch khô ráo lân tiết. Ta nếu không đoán sai, Kim Bình Anh cho ngươi dưới chẩn đoán bệnh, chắc là ngân tiết bệnh, cũng chính là chúng ta Hoa Hạ tục xưng bệnh vảy nến đi. Trần Phi lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Liên thông dịch viên kia đều còn chưa kịp phân biệt cùng người Hàn Dũng Tuấn, cùng với Kim Bình Anh phiên dịch, chuyên gia trên đài Kim Bình Anh sư phụ Lý Bình Liệt cũng đã dẫn đầu ra, cao mày dùng không thuần thục tiếng Trung nói rằng trước ngươi cũng đã nhắc tới Dũng Tuấn trên người tiền bệnh có hồng ban. Hồng ban trên nhiều lần xuất hiện nhiều tầng màu ngân bạch khô ráo lân tiết dịch bị quát trừ, phía dưới tắc có nửa trong suốt lá mỏng. Mà căn cứ Bình Anh đúng Dũng Tuấn bệnh trạng truy tung điều tra, trên người của hắn ra tiền cũng phù hợp, xuân mùa đông tái phát hoặc nặng thêm, hạ mùa thu nhiều giảm bớt. Lẽ nào người nghĩ nói đây không phải là ngân tiết bệnh? Nói được cái này, hắn thậm chí đều có chút tức giận. Bởi vì ngay cả hắn Lý Bình Liệt kỳ thực đều tự mình tham dự vào cái này trị liệu trong. Hơn nữa từ lúc 3 năm trước đây cũng đã xác định Dũng Tuấn trên người này tiền bệnh, quả thực ngân tiết bệnh. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên đưa ra nghi vấn, đây không phải là đang đánh hắn Lý Bình Liệt mặt. Đến mức an vị ở chuyên gia trên đài những thứ khác chuyên gia, vô luận là trong Hàn Y, ngoại trừ Đỗ Lão ở ngoài, lúc này đều có chút chân mày sâu nhăn lại đến. Bởi vì tuy rằng bọn họ cũng không có vì người Hàn Dũng Tuấn xem mạch chẩn đoán bệnh, có thể cứ như vậy nhìn sang. Kỳ các khớp ở cánh tay bộ vị bệnh phát chứng kỳ thực cũng tương đương rõ ràng, căn cứ bọn họ kinh nghiệm đến xem, đúng là ngân tiết bệnh không sai a. Sư phụ, cách đó không xa, Lý Đông Thân nhìn thấy một màn này có chút chần chờ nói. Bởi vì hắn cũng hiểu được đây là ngân tiết bệnh, thậm chí trước hắn đều đã tiếp xúc, tự trần, chỉ hết quá không ít như vậy án lệ, làm thế nào có thể xem trông nhầm. Cũng không biết vì sao, hắn lại vẫn là không nhìn được quỷ thần xui khiến hỏi lên. Thật giống như đột nhiên, đúng hắn phán đoán của mình có chút không tự tin vậy. Mà nghe vậy, Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia cư nhiên trầm mặc nửa ngày, sau đó thản nhiên nói nếu là ngân tiết bệnh nói, không dùng được 3 năm lâu như vậy. Không dùng được 3 năm lâu như vậy. Nhất thời Lý Đông Thân trên khuôn mặt già nua thần sắc chợt biến đổi, thậm chí nhịn không được lộ ra lau một cái kinh nghi. Hắn lại không ngốc, đương nhiên nghe được sư phụ hắn lời này là có ý gì. Lẽ nào, người Hàn trên người, thật không vậy ngân tiết bệnh? Có thể nếu là không là cái này vậy là cái gì? Thảo nào trên người của hắn bệnh trạng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế? Bệnh đều nhìn lầm rồi, còn nói được như thế đương nhiên. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bình bình đạm đạm nói. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nhìn lầm bệnh? Cái này nếu là không là ngân tiết bệnh, vậy là cái gì? Chớ có nói hưu nói vượn. Nghe được phiên dịch sau, Kim Bình Anh nhịn không được tức giận nói. Vô luận là đối với Trung Y hay là Hàn Y mà nói, cuối cùng quả nghiêm trọng, sỉ nhục nhất là cái gì? Hiển nhiên là lầm Trần. Hiện tại Trần Phi lời này đều nói được rõ ràng như vậy, hắn tại sao có thể không tức giận? Oanh! Mẹ, người này chính là đến nói bậy. Lầm Trần, Kim Bình Anh si còn có Lý Bình Liệt làm sao có thể sẽ lầm Trần? Không sai. Bọn họ có thể là chúng ta Đại Hàn dân quốc lòng tự trọng kiêu ngạo, y học Trung Quốc. Tiểu tử này quá càn rỡ. Từ đâu tới nói bậy người. Đây không phải là ngân tiết bệnh là cái gì.
Dưới đài nhiều hơn phân nửa Hàn Y cùng với Hàn Quốc du học sinh đều phẫn nộ, thậm chí có mọi người bạo thô tục. Tại bọn hắn xem ra, đơn giản như vậy rõ ràng bệnh trạng, Kim Bình Anh Si loại này Hàn Y yêu nghiệt còn có Lý Bình Liệt loại này Hàn Y mọi người, làm thế nào có thể nhìn lầm trần. Đây không phải là nói bậy, ăn nói bừa bãi sao. Mà ở nhìn thấy một màn này, chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt mặt âm trầm, đè ép áp tay, trước để cho bọn họ người Hàn yên tĩnh lại. Sau đó mới gặp kỳ nhìn Trần Phi thản nhiên nói thanh niên nhân, có thể lớn mật đưa ra nghi vấn là chuyện tốt mà. Bất quá, làm một danh y sinh cũng có thể vì người bệnh phụ trách, không muốn để hấp dẫn nhãn cầu, mà bỏ quên trách nhiệm hai chữ. Điều này rất trọng yếu, hiểu chưa? Trách nhiệm. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng không tự chủ được đủ lên, sau đó ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương. Bỗng nhiên nở nụ cười, đây đúng là thầy thuốc chúng ta tối hẳn là để ở trong lòng. Bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy hãy để cho sự thực mà nói đi. Tiếng nói vừa dứt, ở Kim Bình Anh đã phi thường xấu xí mặt, cùng chuyên gia ghế Lý Bình Liệt từ từ âm trầm, hơi híp trong ánh mắt, Trần Phi ánh mắt chuyển hướng thông dịch viên kia ý bảo hắn phiên dịch một câu nói. Ta nếu không đoán sai, 3 năm trước đây, ngươi cái này tiền nơi cánh tay trên, hơn nữa chỉ có tay phải bên này. Sau lại chắc là tiếp nhận rồi bọn họ trị liệu, khôi phục quá lớn khái 2 đến 3 tháng, nhưng ở cái này sau, lại lần nữa bạo phát, nhưng lại càng không thể vãn hồi. Ta nói đúng không? Ngươi thế nào? Mà lần này thông dịch viên kia lại là đều còn chưa kịp phiên dịch, nghe hiểu được tiếng Trung Lý Bình Liệt nhưng trong nháy mắt dường như thấy quỷ vậy, thẳng vội vã từ vị trí, siêu, một tiếng đứng thẳng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng rung động, môi run run nói. Mà ở thấy tình cảnh này hầu như ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt từ từ trở nên có chút cổ quái. Đến mức Kim Bình Anh còn có người Hàn Dũng Tuấn, đang nghe phiên dịch sau, cũng không nhịn được trực đĩnh sửng sốt, hình như pho tượng ngây người. Hồi lâu, mới thấy bọn họ chăm miệng một lời nhìn Trần Phi kinh dị nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết, đương nhiên là dùng mắt nhìn ra được, cái này rất khó sao? Trần Phi bình thản ánh mắt phân biệt ở Kim Bình Anh cùng với Lý Bình Liệt trên mặt rừng chú chỉ chốc lát, sau đó rơi xuống chính vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí trong ánh mắt có vẻ ra vô cùng kích động người Hàn Dũng Tuấn trên người, lại thản nhiên nói đây là ta lần thứ 3 nói những lời này, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, là lại lần nữa 2 không có luôn mãi. Trước ngươi là làm cái gì? Hiện tại có thể thành thật nói ra đi. Thông dịch viên kia lần này nhưng thật ra thật cơ trí. Lập tức cấp tốc không gì sánh được đem Trần Phi nói phiên dịch cho người Hàn Dũng Tuấn nghe. Mà lần này, hắn cư nhiên trầm mặc, khuôn mặt mắt thường có thể thấy được nổi lên lau một cái vẻ rằng co. Ở đây khiến mọi người tại đây đều chấn động. Ngoan ngoãn, đám kia tử không biết là trước thật nói láo đi. Cái này đều có thể nhìn ra, chúng ta Hoa Hạ Trung Y, xòe ra thời gian như thế treo. Ta càng quan hệ Trần bác sĩ nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Lưỡng cây gậy thật làm cho chẩn đoán sai. Tiếp tục xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá nhìn tình huống này, 89/10. Mọi việc như thế ầm ĩ nghị luận dần dần đầy rẫy ở tại toàn bộ kinh đô đại học sân thể dục nội. Mọi người đều nhằm vào trước một màn kia phát biểu theo kiến giải, ý kiến, chỉ có trước mọi người trong tầm nhìn một nắm tương đối đáng chú ý người Hàn, lại vào thời khắc này toàn thể ách thanh, thậm chí mỗi một người đều vô ý thức cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của những người khác. Trên mặt nóng hừng hực, xấu hổ. Dù sao nếu là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Hàn Y Đại Thần Lý Bình Liệt, còn có Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh thật có lầm trần nói, hơn nữa còn là kéo dài 3. Nhiều năm, mặt của bọn họ tự ném quá. Càng trọng yếu là còn là giống như bây giờ, tại thế giới truyền thông trước mặt bị tuôn ra đến, ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt. Quả thực có nhục quốc dung. Mà nhưng vào lúc này người Hàn Dũng Tuấn rất hiển nhiên đã quyết định, sau đó chỉ thấy kỳ tiến đến thông dịch viên kia trước mặt nói nhỏ vài tiếng, người sau nhất thời sắc mặt sửng sốt, không gì sánh được kinh dị cùng chấn động quét người Hàn Dũng Tuấn vậy. Sau đó có chút ngây người chạy đến Trần Phi theo nhỏ giọng nói. Trần bác sĩ, có thể nói riêng sao? Chỉ thấy kỳ tắt đi microphone, hạ giọng nhỏ giọng nói. Có đúng hay không? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp phản hỏi tới hắn. Làm nói đến một chữ cuối cùng lúc lại dùng hình dáng của miệng khi phát âm để thay thế. Hình dáng của miệng khi phát âm không phải là những thứ khác, chính là hạch. Trần bác sĩ người thật đã nhìn ra,
Thấy tình cảnh này, thông dịch viên kia nhất thời sợ nhảy dựng lên, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật đã nhìn ra. Ta là bác sĩ, có thể nhìn ra thật kỳ quái sao? Trần Phi sắc mặt bình thản hỏi ngược một câu, sau đó nhìn mặt hốt hoảng, rồi lại muốn biết câu trả lời. Kim Bình Anh chậm rãi nói, người bây giờ liên bệnh đều làm cho nhà chẩn đoán sai. Chúng ta thật còn có tất phải tiếp tục so với xuống phía dưới. Ngươi, Kim Bình Anh nhất thời trên mặt thần sắc thốt nhiên giận dữ, nổi giận đùng đùng nói ngươi dựa vào cái gì nói ta chẩn đoán sai. Có bản lĩnh ngươi mượn sự thực để chứng minh a? Ai biết ngươi có đúng hay không cùng hắn thông đồng một mạch, đến vu hãm ta. Tâm tư hoảng loạn dưới, chúng ta vị này Hàn Y yêu nghiệt cư nhiên đều có chút miệng không trạch nói lên. Thông đồng một mạch, vu hãm. Ngươi là nghĩ chính ngươi ngốc, hay là chúng ta ở đây nhiều người như vậy đều ngốc? Ngươi là ngươi kêu lên đến, hiện tại ta nói ta cùng hắn thông đồng một mạch. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt châm chọc nói. Ta vì sao không thể nói? Ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng khiến cho thần thần bí bí có thể ăn nói bừa bãi, ta lầm Trần. Ngươi có biết hay không ta Kim Bình Anh là ai? Ta thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc gần hơn 10 năm lợi hại nhất Hàn Y thiên tài. Ngươi có chứng cứ gì, có tư cách gì nói ta lầm Trần? Sai lầm, Kim Bình Anh sắc mặt cứng đờ, cư nhiên hướng như vậy trực tiếp đại hống đại khiếu lên. Vẻ mặt dữ tợn. Hiển nhiên, chúng ta Kim Bình Anh Kim Đại Hàn Y yêu nghiệt đây là tâm tính băng. Cho nên nói chuyện cũng hoàn toàn bất quá óc. Giống như hắn như vậy ở toàn thế giới truyền thông trước mặt công nhiên khóc lóc om sòm, già mồm át lẽ phải, thực sự được không? Hắn Kim Bình Anh là ai? Không phải là cái cây gậy sao? Có bao nhiêu rất tốt. Bình Anh, im miệng cho ta. Bất quá, hiển nhiên chuyên gia chỗ ngồi Khánh Nam nói Hàn Y đại sư Lý Bình Liệt nếu so với hắn vị kia tâm tính nhất bàn đồ đệ, cần nhờ phổ nhiều lắm. Chỉ thấy Kỳ Âm trầm gương mặt hung hăng nộ quát một tiếng, sau đó ánh mắt mới một lần nữa lại trở xuống đến Trần Phi trên người, từ từ thu liễm ở biểu tình, con ngươi thật sâu nói thanh niên nhân. Ta thừa nhận ngươi bây giờ nói đã có một ít nhượng ta trước quan niệm dao động. Dũng Tuấn dĩ vãng tình huống, cũng quả thực cùng trong miệng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Chỉ là thế này đã nghĩ nhượng ta Lý Bình Liệt thừa nhận lầm Trần, có đúng hay không có chút không quá đủ. Lão nhân dù sao cũng là lão nhân. Đại sư dù sao cũng là đại sư. Coi như là ở như thế trang lợi ở tình trạng của mình dưới, hắn lại còn có thể làm được trấn định như thế. Lúc này mới phong độ của một đại tướng. Thế mà loại này phong độ của một đại tướng ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong mắt, rồi lại là không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, người đã muốn hỏi cho rõ, ta đây tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Ngươi, xuống đây đi. Chỉ thấy Kỳ cư nhiên hướng phía chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt vẫy vẫy tay, thản nhiên nói. Ta, ngươi kêu ta xuống phía dưới. Chỗ ngồi Lý Bình Liệt ngẩn ngơ. Nếu không đi. Nếu không ngươi nghĩ ta thế nào với ngươi chứng minh, nói tiếp miệng nói. Đỗ lão, các ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể theo dưới đến xem. Trần Phi vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại hắn một câu, chợt hướng phía Đỗ lão đám người cũng vẫy vẫy tay. Tốt, ta lập tức xuống tới. Đỗ lão sớm bị Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật chiết phục đầu dạp xuống đất, lúc này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trong lòng chống cự. Vừa nghe đến Trần Phi bắt chuyện. Tự ngay tức khắc cười ha hả đáp ứng rồi. Làm một danh chân chính trung y hành nghề người, hắn tự nhiên cũng muốn nghe một chút Trần Phi đúng người bệnh trên người tiền bệnh, là nói như thế nào. Mà đây cũng là thái độ của hắn. Mà ở thấy tình cảnh này, trên lôi đài bốn vị khác trong Hàn Y chuyên gia nhìn lẫn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng tất cả từ vị trí đứng dậy, đi xuống chuyên gia ghế, lại mặt khác leo lên luận bàn lôi đài. Tuy nói như vậy đối với bọn hắn loại thân phận này, loại này tuổi lão nhân mà nói, làm như vậy, quả thật có chút mất thân phận. Thế mà làm một danh y từ nhỏ nói, bọn họ quả thực càng muốn càng gần gũi, thân thiết hơn tự quan sát bệnh nhân bệnh trạng. Nghe một chút Trần Phi tiểu tử này, đến cùng sẽ là thế nào nói. Một lát sau, chuyên gia chỗ ngồi năm vị chuyên gia tất cả đều đi tới luận bàn trên lôi đài. Mà Kim Bình Anh tắc trực tiếp bị chen đến rồi góc đi. Các ngươi xem trước một chút cái này. Mà ở nhìn thấy năm vị chuyên gia đều hội tụ đến luận bàn trên lôi đài, Trần Phi liền thẳng thắn lưu loát đem người Hàn Dũng Tuấn một tay cánh tay giơ lên, dùng tay kia thích hợp độ mạnh yếu tại nơi tiền bệnh mặt ngoài nhu trà, đem mặt ngoài tầng kia trắng tiết diệt trừ, lộ ra phía dưới dường như lá mỏng vậy màu đỏ sắc mặt. Nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra vật gì không?
Trần Phi chỉ vào lá mỏng sắc mặt thản nhiên nói. Có thể nhìn ra vật gì vậy? Các vị trong hàn y chuyên gia trong nháy mắt toàn bộ nhíu suy nghĩ sâu xa lên, từ Trần Phi trong tay kết quả bệnh hoạn cẩn thận quan sát. Ít nói 7-8 phút sau, mới gặp tính tình hơi nóng nảy táo Lô Hạo Lô lão suất không nhìn được trước ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Trần Phi nghi ngờ nói cái này thật có cái gì không đúng. Mỏng như tùng da, giòn như phát tiết, si trạng như xương sớm trâu dạng xuất huyết. Coi như là ta hiện tại đến xem, cũng vẫn như cũ cho rằng đây là ngân tiết bệnh chứng bệnh A. Các ngươi thì sao, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không nói gì, chỉ là vừa nhìn về phía những người khác. Ta cũng hiểu được đây là ngân tiết bệnh. Không sai, ta am hiểu nhất đó là trị liệu loại này trên da nghi nan tạp chứng. Ở lão phu xem ra, đây tuyệt đối là ngân tiết bệnh không thể nghi ngờ. Nhất thời liền có hai vị trong hàn y đều biểu thị tán thành. Trong đó một vị là Lý Bình Liệt, một vị khác là quốc nội ta trung y đại sư. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn muốn sống cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói chúng ta đều xem trông nhầm, chẩn đoán sai đi? Mà ở thấy tình cảnh này, Tống Kim Hổ vẻ mặt châm chọc nhìn Trần Phi, giọng nói có chút trào phúng cùng bất thiện nói. Hắn thấy, Trần Phi tiểu tử này quả thực tại chơi bọn họ. Đây không phải là ngân tiết bệnh, là cái gì? Vân vân chờ đã, ta hình như nghĩ có chút không đúng lắm. Có thể nhưng vào lúc này Đỗ Lão lại đột nhiên cau mày nói rằng. Chỉ thấy kỳ lúc này chính tỉ mỉ quan sát đến bệnh nhân chỗ đau. Lão Đỗ, ngươi nói thật, thật có cái gì không đúng mà. Nghe vậy Lô Hạo Lô trên khuôn mặt già nua thần sắc nhất thời đổi, sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên đối với Đỗ người của lão phẩm, hắn vẫn tin được, người trước nói có chút không đúng lắm, vậy có thể là thật có một ít không đúng lắm. Cần phải là thật nói như vậy, đó không phải là. Bốn người bọn họ đều nhìn lầm. Cái này, không thể nào đâu. Là màu tím, mà nhưng vào lúc này, một đạo khẳng định dị thường già nua thanh từ bọn họ bên tai truyền đến. Nghe được thanh âm kia năm vị chuyên gia đều ngẩn ra. Mục danh thủ quốc gia. Sau một khắc, ngoại trừ Đỗ Lão ở ngoài, còn lại hai vị kia trung y mọi người đều sắc mặt chợt, đặc sắc lên, vạn phần rung động, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này nhìn thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia. Ngài là. Đến mức Lý Bình Liệt đang nhìn rõ ràng Mục Long Khôn khuôn mặt lúc, càng nhịn không được thoáng cái ngây người. Lý Đại Sư, người đây là. Tống Kim Hổ trên mặt thần sắc có chút khoa trương, không rõ bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Hàn Y Đại Sư Lý Bình Liệt, vì sao biết đột nhiên thay đổi như vậy. Hiển nhiên hắn cũng không biết Mục Long Khôn là ai, mà Lý Bình Liệt, tốt muốn biết. Tống Kim Hổ si, im miệng, vị này chính là cùng ân sư ta xe lại hổ một cái bối phận Mục Long Khôn, Mục Bác Sĩ. Ngài ngày hôm nay đích thân đến, nghe vậy Lý Bình Liệt nhất thời một cái quát. Cái chán có chút đổ mồ hôi lạnh nói. Phải biết rằng hắn Lý Bình Liệt ân sư xe lại hổ 20 năm trước liền chết, nhưng bây giờ, đối phương lại còn ở, còn sống, cái này há có thể không cho hắn giật mình, kinh hãi. Cái này hắn ma, lẽ nào những người hoa này đều là sẽ không chết quái vật? Đối phương hiện tại đều 100 bao nhiêu tuổi? Cái gì, cùng xe lại hổ tiền bối một cái bối phận? T. Vừa nghe đến Lý Bình Liệt lời này. Tống Kim Hổ trong nháy mắt thiếu chút nữa sợ tiểu, da mặt tử, môi thẳng run run. Mục Long Khôn hắn không biết là ai, có thể xe lại hổ, hắn lại đương nhiên biết a. Đây chính là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc 20-30 năm trước vĩ đại nhất Hàn Y, càng ở lúc đó được khen là Hàn Y đứng đầu. Quốc dân kiêu ngạo. Nhưng này vị không phải là sống đến 80 đến tuổi, cũng đã qua đời sao? Cái này vãi là đang nói đùa chứ? Nhưng mà đối với Lô Lão đám người đặc sắc biểu tình, cùng với Lý Bình Liệt, Tống Kim Hổ hai người kinh hãi cùng giật mình, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia căn bản liên hiểu ý tứ cũng không có. Chỉ thấy kỳ ánh mắt quét một vòng người Hàn Dũng Tuấn tiền bệnh chỗ, liền có một ít chân mày sâu nhíu nhìn phía Trần Phi, lẩm bẩm nói ta chưa từng thấy qua ngân tiết bệnh lá mỏng tầng phía dưới là màu tím, hơn nữa coi như là dị biến, cũng sẽ không hướng loại này phương hướng phát triển đi. Tử sắc. Mọi người nghe vậy mạnh sửng sốt, đồng loạt hướng người Hàn Dũng Tuấn trên cánh tay tiền chứng bệnh trạng chỗ nhìn lại. Đỗ Lão càng mạnh trước mắt sáng lên nói không sai, chính là tử sắc. Dưới tình huống bình thường ngân tiết bệnh coi như là nặng thêm, chuyển biến xấu, cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ hướng phía màu xám đen phát triển.
mà coi như là bệnh này mắc trên người ngân tiết bệnh xảy ra dị biến, cũng không phải hướng phía cái loại này phương hướng phát triển. Không hổ là mục danh thủ quốc gia, chính là tuệ nhãn như đuốc a, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Tuệ nhãn như đuốc, ta có thể nghe nói Mục Long Khôn lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn phía Trần Phi nói nếu ta đây đều coi là tuệ nhãn như đuốc, Trần bác sĩ hẳn là coi là cái gì. Nhất thời trên mặt mọi người thần sắc ngay tức khắc cứng lại rồi. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể, kinh nghi. Đúng vậy, dù là Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia thứ đại nhân vật này hiện tại đều tốt giống như vẻn vẹn chỉ xem xảy ra vấn đề chỗ, nhưng không biết căn nguyên tại nơi, mà Trần Phi. Tựa hồ đánh từ vừa mới bắt đầu tựu là một bộ hiểu rõ ở ngực biểu tình. Thục cao thục thấp, còn dùng nói. Có thể cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tiểu tử kia năm nay mới bay lớn, luôn không khả năng y thuật của hắn so với mục danh thủ quốc gia loại này lão quái vật, còn lợi hại hơn đi. Vậy cũng có thể sao? Chính làm trong lòng bọn họ trong đều có nghi vấn như vậy. Tiếp phát sinh tất cả, lại hoàn toàn cho bọn hắn đáp án. Chỉ thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cư nhiên hướng về Trần Phi dò hỏi Trần bác sĩ, cái này người bệnh trạng ta vẫn còn có chút không hiểu được. Người có thể cho ta giảng giải một chút không? Nghe thế ở đây năm vị trong hàn y chuyên gia lưỡi cây, thiếu chút nữa không có bị bản thân cắn đứt. Đường đường Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia tự mình hướng Trần Phi nói ra, giảng giải, hai chữ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở trong mắt bọn hắn thật giống như cao cao tại thượng dường như thiên đình bốn ngự đại đế nhân vật tầm thường, lại hạ mình giảm bớt, thỉnh giáo người khác. Cái loại này chấn động ở trong lòng bọn họ trong quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Giảng giải cũng không đến mức, ta tùy tiện nói một chút, Mục lão ngươi xem ta nói đúng hay không. Nghe vậy Trần Phi cũng có chút ngẩn ra, chợt khiêm tốn nói. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ nắm lên người Hàn Dũng Tuấn cánh tay. Thích hợp cố sức bài bài tiền bệnh chung quanh da thịt, bắt đầu nói rằng nếu thật là ngân tiết bệnh, hoặc là bởi vậy bệnh dị biến phồn xanh trách tiền chứng bệnh, ta làm như vậy, theo lý thuyết sẽ phải nhượng chỗ đau thoạt nhìn hơi chút không như vậy sung huyết, nhan sắc hoặc nhạt một ít. Nhưng bây giờ các ngươi xem, nhan sắc thay đổi sâu. Mọi người y theo mắt nhìn hướng bị Trần Phi một tay bài ở tiền bệnh chu vi da thịt, lại phát hiện trung gian một vòng nhan sắc cư nhiên sâu hơn. Nhất là lá mỏng tầng phía dưới tử sắc. Đều càng chói mắt một ít. Không sai, nhan sắc sâu hơn. Mà cái này ý vị như thế nào ni? Ý nghĩa đó cũng không phải máu nóng vấn đề, mà là sắc mặt nội tầng ngoài vấn đề. Vì vậy ta trước mới hỏi trước hắn là đang làm gì. Trần Phi đều đâu vào đấy nói, nhưng ở cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Thấy thế mọi người sắc mặt thần sắc mộng ngẩn người. Sau đó, tính tình vội vàng sao động Lô lão tối không nhìn được trước, nói trước hắn đến tột cùng là làm việc gì. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu, híp mắt không nói chuyện. Bất quá lúc này Mục Long Khôn lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói ta hiểu được. Nguyên lai là như vậy. Nói đến đây hắn lại nhìn không được hơi dừng lại một chút, sau đó thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt, bỗng cảm thán nói không hổ là Liên Tuân lão đều mặc cảm tiểu thần y. Ta trước còn không tin, bất quá ta hiện tại cuối cùng cũng còn là tin. Ta Mục Long Khôn, xa không bằng ngươi a, nghe thấy không bằng gặp. Hiển nhiên hắn hôm nay là hoàn toàn bị Trần Phi sức quan sát cùng y thuật cho chấn động đến rồi. Về phần tại sao cũng không nói, đó là bởi vì ngày hôm nay hiện tại trường hợp này, không thích hợp nói. Nghĩ đến đây chỉ thấy Mục Long Khôn Mục lão trực tiếp quay đầu nhìn phía Lý Bình Liệt, cau mày thản nhiên nói ngươi là xe lại hổ đồ đệ. Đúng vậy, Lý Bình Liệt còn đắm chìm trong trước Mục Long Khôn lần nói thật lớn trong rung động, sau khi nghe ngơ ngác gật đầu nói. Tuân luôn ai? Theo lý thuyết hắn Lý Bình Liệt là hoàn toàn không tư cách biết đến, bất quá, hắn lại lúc trước một lần rất vô tình, làm mất đi hắn ân sư xe lại hổ khẩu trong đã nghe qua một chút, một điểm chút dấu vết. Đường đường hoa hạ cao cấp nhất, thần bí nhất y học tổ chức y thánh đường hiện nhâm đường chủ, ngay cả hắn ân sư xe lại hổ, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia thấy đối phương cũng phải cúi đầu xưng hậu bối hoa hạ trung y cái thế kỷ nhân. Cư nhiên thông gia gặp nhau miệng thừa nhận mặc cảm cái này tuổi trẻ tiểu tử. Cái này hắn mà đến tột cùng là ở điên rồi, hay là đang nằm mơ? Cái này hắn mà làm sao có thể a? Đến mức Lô lão, Đỗ lão đám người trên mặt ngốc lăng cùng chấn động cũng càng đột ngột cùng rõ ràng. Bởi vì cùng Lý Bình Liệt so với, bọn họ hiển nhiên rõ ràng hơn, Tuân lão,
tại bọn hắn Hoa Hạ Trung Y giới, ra sao to như vậy vị không cách nào sánh bằng ngôi sao sáng, y học Trung Quốc thánh thủ cao nhân. Nhưng bây giờ, các ngươi ngày hôm nay nháo cũng nháo được rồi, nhận thua đi. Mà nhưng vào lúc này, Mục Long Khôn lại mở miệng nói. Khi hắn loại tầng thứ này Trung Y ngôi sao sáng trong mắt, cái gọi là trong Hàn Y y thuật luận bàn, hoàn toàn chính là tiểu hài tử quá ra ra, chẳng đáng để ý tới. Nếu không phải hắn trùng hợp biết Trần Phi muốn tới, ngày hôm nay đều lười đến. Mà bây giờ, cuộc nháo kịch này đã kết thúc, cho nên vẫn là nhận thua đi. Chịu thua, được rồi, chúng ta chịu thua, nghe vậy Lý Bình Liệt sửng sốt nửa ngày, nhưng sau cùng, còn là vô lực lắc đầu, vẻ mặt ảm nhiên nhận thua. Tuy nói bọn họ Hàn Y phương diện đại biểu đội còn dư lại người cuối cùng danh ngạch, có thể, có Trần Phi loại quái vật này ở, 10 người danh ngạch, 100 danh ngạch, lại có tác dụng gì ni? Còn chưa phải là đi tới mất mặt xấu hổ, tìm ngược. Mà đến thời khắc này hắn cũng rốt cục có chút nhận thức đến, Hoa Hạ đất rộng của nhiều, Trung Y bác đại tinh thâm. Loại này nói thật không vậy đùa giỡn, bọn họ Đại Hàn dân quốc, còn là kém quá xa. Xôn xao. Các ngươi nghe được không? Hàn Quốc lão cây gậy nói cái gì? Lời thừa, đương nhiên nghe được, hắn nói, bọn họ nhận thua. Thảo 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 thảo, vì sao ta đột nhiên cảm giác mắt có điểm nước vào ni? Đi cách phách ngươi, tuyệt địa đại phản kích có mục hữu, quả thực thần. Các đại phát sóng trực tiếp gian rậm rạp đạn mạc giống như là trong nháy mắt giống như điên. Này văn tự, giống như là một đám tiên hoạt, sinh động người. Lúc này đang ở nhìn không được mừng như điên tâm tình thất thố giống to hơn ra. Đến mức hiện trường giảng giải trên đài Hoa Hạ người chủ trì, càng cũng không nhịn được khó nén kinh hỉ thần tình, quát Hàn Y đại biểu đội tuyển trạch chịu thua. Hiện tại ta tuyên bố, lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn đại tái, từ chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu đội, đạt được thắng lợi. Thắng, chúng ta thắng, mà dưới đài này trời Nam Biển Bắc tụ tập mà đến Trung Y, ái quốc nhân sĩ. Càng không hẹn mà cùng vào lúc này vui sướng nhễ nhại điên cuồng hét lên ra, một bộ hoàn toàn yểm không lấn át được sôi trào hình dạng. Thật không thể trách bọn họ sẽ như vậy kích động thất thố. Phải biết rằng, trước đó dù sao bọn họ đều đã làm được sẽ ba chiến tất cả phụ chuẩn bị tâm tư. Coi như không ít người trên miệng đều nói theo không có vấn đề, nhưng nếu là thật thua, bọn họ sợ rằng còn là sẽ trong lòng không gì sánh được trầm trọng cùng gánh vác. Bởi vì đều là người Hoa. Mà Trung Y, lại là bọn hắn Hoa Hạ hơn 1.000 tới ngỗi bảo chỗ, lại bại bởi cây gậy, ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt, há có thể thật làm được thờ ơ. Người A, dù sao vẫn là sinh động, có vinh nhục cảm không phải là. Vì vậy bọn họ trước tức giận mắng, thậm chí cuồng phún, kỳ thực lớn nhất hạch tâm giờ còn là thất vọng, còn là giận không tranh khí. Trên thực tế trong lòng còn là không gì sánh được lo lắng. Mà bây giờ... Bọn họ tuyển địa phản kích, cư nhiên thực sự mộng ảo vậy thắng. Ai có thể không kích động, ai có thể không bằng trong lòng một khối nặng trịch tảng đá lớn hạ xuống, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, hãnh diện. Đây tuyệt đối là một hồi đại khoái nhân tâm tuyển địa phản kích chiến. Tối trọng yếu là, bọn họ đã thắng, giữ được Trung Y vinh dự. Thoải mái, thật hắn ma thoải mái. Có thể cũng chỉ có loại này hơi thô tục, bạo tạc, hình dung từ. Mới có thể cho thấy bọn họ bây giờ tâm tình. Là thật, thật hắn ma thoải mái. Cùng lúc đó, Trần Phi lưu lại một tề phương thuốc, không chút do dự hạ luận bàn đài ly khai. Bởi vì loại tình huống này hắn rất, hiểu, không đi nữa xác định vững chắc xảy ra chuyện. 10 phút sau, Kinh Đô Đại học thông hướng ra ngoài trường rừng rậm trên đường nhỏ, Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cùng Trần Phi nói cáo biệt Trần bác sĩ, đã như vậy, vậy hôm nay ta tự cáo từ trước. Về sau nếu là có cơ hội chúng ta có thể nhiều tâm sự. Ta rất bội phục y thuật của ngươi. Mục lão khách khí, về sau có cơ hội nhất định đăng môn bái phỏng. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, vẻ mặt khiêm tốn nói. Cáo từ. Mà chỉ thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia xoay người ly khai. Đến mức Lý Đông Thân, Chu Chính Bình, tắc cũng đi theo đối phương phía sau vẻ mặt ánh mắt phức tạp ly khai. Có thể ngày hôm nay đây hết thảy. Thật vì bọn họ thầy trò lên hoàn toàn mới một khóa. Trần bác sĩ, mà ở nhìn theo Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia ba người bối cảnh tiêu thất ở rừng rậm đường nhỏ đầu cùng sau, Đỗ lão sư chân thực không nhẫn nại được bản thân nội tâm nghi hoặc, hỏi. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi cười cắt đứt.
Sau đó chỉ thấy Kỳ tiến đến Đỗ lão bên tai nhỏ giọng nói vài câu là như vậy. Hạch, mà đang nghe Trần Phi ghé vào hắn bên tai nói, Đỗ lão phản xạ có điều kiện kinh ngạc kinh, thân thể một banh trực, giờ mới hiểu được vì sao Trần Phi còn có mục danh thủ quốc gia vừa rồi đều như vậy thần thần bí bí, không muốn tiết lộ công bố ra chân tướng. Nguyên lai là bởi vì, này dạng a, ngược lại cũng vâng, nếu là quan hệ đến cái loại này công trình, cái loại này nghiên cứu nói, quả thực không có biện pháp ở trước mặt công chúng tùy tùy tiện tiện nói ra. Thậm chí ngay cả chính hắn, kỳ thực cũng không trả lời cần hỏi nhiều. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đem chuyện này ném sau ót, sau đó thành tâm thực lòng hướng về Trần Phi bái một cái, chân thành nói Trần tiên sinh, lần này chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nguyện ý tự mình xuất thủ, chúng ta đây trên mặt bộ mặt, tự quá khó coi. Đỗ lão nhìn ngươi lời nói này, ta Trần Phi cũng là Hoa Hạ Trung Y một thành viên được rồi. Đây là ta đương nhiên việc làm, không có gì hay tạ. Nghe vậy thấy thế Trần Phi có chút bất đắc dĩ, chợt nghiêm mặt nói. Chỉ là hắn lời này đều còn chưa nói hết, chợt dừng lại. Một người cao mã đại, khí chất lãnh khốc hắc y nhân tránh mục ngọn minh sát hướng hắn đi tới. Hắc y nhân kia thoạt nhìn toàn thân phình, phảng phất nhanh bị phía dưới cơ thể căng bể, toàn thân chảy lộ ra ngoài khí chất phá lệ băng lãnh, cùng sân trường này rừng rậm đường nhỏ bầu không khí không hợp nhau. Kỳ Trần lộ ra ngoài bàn tay lưng càng gân xanh nhô ra, không gì sánh được dữ tợn, hổ khẩu chỗ tràn đầy đóng vài tay kén. Nếu không phải bình thường vuốt thương, súng sao lại như vậy? Ngươi là ai, mà ở nhìn thấy người nọ thẳng tắp hướng bọn họ đi tới? Liên Đỗ lão đều lập tức cảm giác được không đúng, biến sắc, quát hỏi. Đồng thời sắc mặt có chút kinh động nhìn hắc y nhân kia. Hiển nhiên hắn cũng không phải chưa thấy qua, quen mặt người. Có thể hắc y nhân kia cho cảm giác của hắn, lại cùng trước hắn ở kinh thành Long Hồ Sơn viện dưỡng lão nhìn thấy này đặc chủng quân nhân vậy. Phải biết rằng đây chính là kinh đô đại lão ra lui ra đến sau, bình thường an dưỡng thân thể địa phương. Xin hỏi là Trần Phi Trần tiên sinh sao? Chỉ là hắc y nhân kia lại cũng không để ý tới Đỗ lão chất vấn, mà là đi tới Trần Phi trước mặt hơi cung, chậm rãi nói. Là ta, ngươi là ai? Nghe vậy Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. Có người bày ta tới cho ngươi đưa một phong thư mời. Thỉnh xem qua, hắc y nhân kia nhất thời lấy ra một chương thư mời. Nhưng Trần Phi lại cũng không có nhận, mà là tiếp tục mặt không biểu tình thậm chí nhãn thần có chút lạnh lùng lên nhìn đối phương, hờ hững nói ai bày ngươi tới. Không cảm thấy nói một nửa là rất không có lễ phép hành vi sao? Nhất thời hắc y nhân kia mạnh thân thể run rẩy, sau đó càng không hiểu xuống phía dưới đè một cái, hai mắt nguyên bản bình thản trong con mắt thoáng cái tựu trở nên kinh đảo hãi lãng lên. Hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt có chút rung động, thậm chí tại nơi bị chấn động, còn có nhàn nhạt cứng ngắc cùng khủng hoảng ở tràn ngập. Trần tiên sinh, vị kia nói người chỉ muốn nhìn thư mời, sẽ đáp ứng. Sau đó chỉ thấy Kỳ nhìn Trần Phi có chút run rẩy nói. Hiển nhiên, thực lực chính là tốt nhất uy hiếp. Nhìn thư mời, nghe vậy Trần Phi khẽ nhíu mày, có thể sau đó còn là giảng trong tay đối phương thư mời nhận xuống tới, lén giấy niêm phong, từ bên trong thấy được một chương thiếp vàng giấy mỏng, đối diện theo hắn một mặt bất ngờ viết bảy Long Phi Vũ Phượng Đại tự bầu trời quyền anh câu lạc bộ. Mặt sau còn có thời gian đánh dấu, là đêm nay 11 giờ chung. Thấy cái này Trần Phi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lại chú ý tới trang giấy dưới góc trái còn có một hàng chữ nhỏ, tựa hồ là tên ai? Trần Côn, Trần Nhược Phong, Trần Phi chân mày một chút mặt nhăn được sâu hơn, họ Trần sao? Nếu thư mời đã đưa đến, ta đây trước hết cáo từ. Mà nhưng vào lúc này hắc y nhân kia cung kính khom người, xoay người ly khai. Thấy thế Đỗ trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái nhàn nhạt ngưng trọng, nhìn phía Trần Phi nói Trần bác sĩ. Chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì sao? Không có việc gì, không có gì, Đỗ lão ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng Trần Phi lại lắc đầu, ý bảo không có gì. Bởi vì đây là hắn và Trần gia sự tình, không muốn liên lụy đến những người khác. Thấy tình cảnh này Đỗ lão Trần chờ một chút lại cuối cùng vẫn không nhiều hỏi. Hắn thấy, nếu Trần Phi không muốn nói, vậy còn là đừng hỏi nhiều đi. Không cần thiết. Cùng lúc đó, cách xa nhau kinh đô đại học rất xa kinh thành xa hoa biệt thự đàn nội, một cái nhà ở vào cần biệt thự đàn chỗ sâu nhất, giá trị cao quý nhất đừng giá trước, một vị mặc giá trị xa xỉ tây trang thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân, đứng ở đó nhận được một cú điện thoại, liền theo sát mà xoay người, đẩy cửa ra tiến nhập biệt thự trong.
chỉ thấy ở gần biệt thự một tầng lầu trong đại sảnh, một thoạt nhìn trên mặt một điểm biểu tình cũng không có tuổi nhỏ người, chính cầm một quyển 36 sách đọc mùi ngon. Mà người trẻ tuổi này tuy rằng cùng Trần Phi thoạt nhìn niên kỷ không kém là bao nhiêu, có thể trên người hắn cái loại này khí chất trầm ổn, thong dong bình tĩnh, nhưng thật giống như hay sống hơn 10 năm lão gia này vậy. Nói chung làm cho cảm giác cực kỳ kỳ quái. Mà người này không là người khác, chính là trước cùng Nam Cương ta hàng rào địa cấp phu trung sư Đồng Thái khuấy chập vào nhau Trần gia đời thứ tư lĩnh quân nhân vật Trần Côn. Lão Trần gia là tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ gia tộc, có thể hắn Trần Côn, nhưng không có tuyển trạch đi vào chính đàn hoặc quân giới, ngược lại là chuyên tâm ở mưu lược, thiện giao kỳ nhân dị sĩ. Mà Đồng Thái đúng là hắn năm đó hành tẩu toàn bộ nước Cộng Hòa lúc, giao cho chứa nhiều kỳ nhân dị sĩ, một trong số đó. Mà bọn hắn bây giờ có cộng đồng mục tiêu. Hòa An, có tin tức, chỉ thấy kỳ nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân đi tới, nhất thời con người hơi sáng ngời. Mà được xưng là, Hòa An, thần sắc nghiêm trọng nam tử nhất thời gật đầu, đi tới Trần Côn trước mặt có chút chần chờ, có chút ngưng trọng nói thương lang nói thư mời đã giao cho trên tay hắn. Chỉ là tới hay không, hắn cũng không biết. Hắn nhất định sẽ tới. Nghe vậy Trần Côn chậm rãi cười, khóe miệng nhấc lên lau một cái cơ trí vẻ nếu là ta đoán không sai nói. Hắn hiện tại cũng đã biết thân phận của mình rồi. Biết thân phận của mình rồi. Nghe vậy được xưng là, Hòa An, thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân trên mặt thần sắc càng chần chờ mấy phần, sau lại chậm rãi nói Côn Ít, chúng ta cần phải cùng tiểu tử kia không qua được sao? Ta có chút bận tâm, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị đánh chặt đứt. Hòa An, chỉ thấy Trần Côn chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói chẳng lẽ ngươi sợ? Sợ, ta. Ta làm sao sẽ sợ? Nhất thời thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nhân no làm ra một bộ thực cứng tức giận biểu tình nói. Có thể nhãn thần còn là rất hư. Dù sao hiện tại chuyện này chỉ là chính hắn lén cùng Trần Côn cùng một chỗ mưu đồ, gia đình hắn mặt hoàn toàn không biết. Nhưng nếu là một khi bại lộ, dẫn tới hắn tổ ra ra bên kia tức giận, vậy phải làm thế nào cho phải? Hòa An a, xem ra ngươi vẫn là không có xem hiểu thế cục bây giờ. Đến. Ta cho ngươi phân tích phân tích. Nghe vậy thấy thế Trần Côn ồ một tiếng, sau đó thu hồi trong tay quyển kia 36 sách, nghiêm mặt nói tiểu tử kia hiện tại ở ngươi tổ gia gia, cũng chính là Hứa lão thái gia trước mặt, thế nhưng giữa lúc hồng người, thậm chí đem các ngươi Hứa gia toàn gia tộc danh tiếng đều cho đoạt. Điểm này, ta nói không sai chứ? Không sai. Vừa nghe đến cái này Hứa Hòa An nhất thời có chút phẫn nộ, thậm chí cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thấy Trần Phi cái loại này tiểu tử có tài đức gì? Cư nhiên có thể khi hắn tổ trước mặt ra ra trở thành đương hồng người, thậm chí đem bọn họ Hứa ra đều cho, đẩy ra, liên đới bọn họ Hứa ra đều bị vội vã đê điều rất nhiều, bởi vì mặt sau không ai chỗ dựa. Mà hắn Hứa Hòa An sở dĩ sẽ xưng hô Hứa lão thái gia vì tổ ra ra. Nhưng thật ra là bởi vì trong này cất giấu tiểu chuyện xưa. Nguyên lai cái này Hứa ra, không phải trước đây Hứa ra. Hứa lão thái gia năm đó có cái tình như thủ túc chiến hữu, hai người quan hệ vô cùng tốt, lại thêm vừa vặn đều họ Hứa, liền thẳng thắn kết bái vì huynh đệ. Hứa lão thái gia vì lão đại, hắn vị kia chiến hữu lão nhị. Bất quá sau lại, Hứa lão thái gia vị kia nhị đệ bởi vì một hồi chiến dịch hy sinh, chỉ để lại thê tử nhi tử. Mà cái này, cũng chính là Hứa Hòa An bọn họ Hứa gia tồn tại. Làm tốt nhận bọn họ quê nhà cùng lão Hứa nhà. Ngoại nhân vậy cũng sẽ ở gia tộc bọn họ trước mặt thêm cái chữ nhỏ. Đương nhiên đây cũng chỉ là lén thời gian nói, nếu như cùng gia tộc bọn họ người mặt đối mặt thời gian, còn là tiếp khách khí một điểm, xưng hô kỳ vi Hứa gia. Đến mức vị này Hứa Hòa An, tắc chính là cần gia tộc hôm nay đời thứ ba công nhận người dẫn đầu. Dĩ vãng đều là gia tộc bọn họ người, ở Hứa lão thái gia trước mặt đương hồng, nói xong trên nói, dù sao có dĩ vãng phân tình nghĩa ở, bọn họ cũng giỏi về lợi dụng. Nhưng bây giờ, bọn họ Hứa gia loại này ở Hứa lão thái gia trước mặt, đương hồng, địa vị, lại bị Trần Phi như thế một cái mạc danh kỳ diệu nhô ra tên đoạt. Hắn Hứa Hòa An sao có thể không khí? Cái này là được rồi. Trần Côn đưa tay để ở trước ngực giao nhau nắm, thản nhiên nói đều hiện tại loại cục diện này, nếu là ngươi, còn không áp dụng hành động, ngươi chẳng lẽ là muốn buông tha rơi Hứa lão thái gia cái này khỏa đại thụ che trời? Thứ cho ta nói thẳng. Nếu là không có Hứa lão thái gia lực ảnh hưởng ở tứ cửu thành trông nom các ngươi Hứa gia, các ngươi gia tộc thực sự cũng chỉ có thể coi là tam lưu mà thôi. Ta,
Nghe vậy Hứa Hòa An trên mặt thần sắc nhất thời có chút cương, cực vi khó coi. Có thể không pháp phủ nhận, Trần Côn nói tuy rằng trắng ra, nhưng quả thực không sai. Nếu là không có lão Hứa nhà, không có Hứa lão thái gia vì bọn họ Hứa ra chỗ dựa nói, gia tộc bọn họ thật cũng chính là cái tam lưu mà thôi. Giống như Trần Khôn loại này lão Trần ra đời thứ tư người cầm đầu, cũng căn bản không khả năng nhìn thấy trên nhà bọn họ. Chúng ta bây giờ đều có cộng đồng lý do căm thù hắn. Ta người đường đệ này, nếu là đương đương thuận thuận lợi lợi trở về gia tộc nói, người nghĩ đối với ta Trần Côn địa vị, không phải là một cái uy hiếp sao? Theo sát mà Trần Côn lại chậm rãi mở miệng, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng vẻ. Giống như hắn người như thế, dựa vào lão Trần ra mây mưa thất thường, chỉ điểm càn khôn. Nhưng nếu là dựa cũng bị mất, vẫn có thể chỉ chút gì ni. Ta hiểu được, vậy chiếu kế hoạch hành sự đi. Nga, được rồi, người tìm người nọ thật có nắm chắc có thể diệt trừ hắn. Nếu là sự tình thất bại, sự việc đã bại lộ làm sao bây giờ? Nghe vậy Hứa Hòa An gập đầu, sau đó lại hơi có chút lo lắng nói. Thương lang là hắn tự mình phái đi ra, tự nhiên rất rõ ràng thực lực của hắn trình tự thuộc về giai đoạn gì. Đã có thể liên thương lang cái loại này bộ đội đặc chủng siêu cấp tinh anh, đều ở đây vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong thản nói Trần Phi người này, thâm bất khả chắc, khả năng liên hắn đều không phải là đối thủ. Vì vậy hắn Trần Côn tìm cái gọi là kỳ nhân dị sĩ, thật làm định, đi được thông sao. Hòa An, người yên tâm đi. Có thể nghe nói, Trần Khôn lại có chút tự động, càng không so với tự tin đứng lên, hai tay phụ sau, chậm rãi cười lạnh nói ta tìm người, đừng nói là giết hắn như tàn sát con gà cẩu, coi như là đến cuối cùng sự việc đã bại lộ, cái đó và chúng ta lại có quan hệ gì. Bất quá là một hồi dưới đất quyền anh chiến, trên giang hồ ân oán báo thù mà thôi. Mặt trên sẽ không quản cái này, các trưởng bối lại không biết quản. Hắn lời nói này như đinh đóng cột, cực kỳ khẳng định. Bởi vì hắn biết rõ giang hồ, có giang hồ quy tắc, liên quốc gia đều sẽ không dễ dàng lướt qua giới tuyến. Vì vậy nếu là giang hồ ân oán, mặc dù tiên máu người chết, cũng nhiều lắm cũng chỉ là cái vòng kia nội chuyện mà, cùng bọn họ những. Này người ngoài cuộc, lại có quan hệ gì ni? Rất đơn giản dễ hiểu, thông tục đạo lý. Vậy là tốt rồi, cứ làm như vậy đi. Chợt chỉ thấy Hứa Hòa An chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Sau đó không lâu sau một chiếc hào xe lái ra khỏi biệt thự này, cái này buổi tối hoàng hôn, tùy theo trở nên càng sơ sắc tiêu điều cùng lạnh lùng lên. Bầu trời quyền anh câu lạc bộ. Ở Kinh Thành, tất cả lớn nhỏ quyền anh câu lạc bộ vô số kể, mà bầu trời quyền anh câu lạc bộ chính là trong đó tiếng vang đương đương, số 1 số 2. Bầu trời quyền anh câu lạc bộ hậu trường là Hứa Gia, là Hứa Hòa An, vì vậy ở đây ban ngày thì giữa lúc kinh doanh. Ngươi có thể cùng ở bên ngoài bất luận cái gì một nhà quyền anh câu lạc bộ hoặc phòng tập thể thao vậy, luyện một chút quyền, kiện kiện thân, rèn đúc thân thể. Có thể mỗi làm màn đêm buông xuống, nhất là đêm khuya. Cảnh sắc nơi này liền trở nên không giống nhau. Hơn nữa nó còn có một cái rất chuyên nghiệp, rất máu tanh tên. Đó chính là hắc quyền, dưới đất hắc quyền. Tuy nói đây là không được cho phép cực kỳ tàn nhẫn pháp luật gần cầu hành vi. Có thể bởi vì kỳ đắt giá thi đấu kim, cùng với các loại hình thức cách xù cá độ, nhưng vẫn là hấp dẫn đến rồi đến từ khắp nơi cuồn cuộn không ngừng người dự thi cùng với người xem đi tới nơi này. Người trong máu nguyên thủy nhất thành phần có thể thì có bạo ngược, vì vậy rất nhiều người đều thích loại này từng quyền đến thịt, buổi diễn thấy máu cuồng dã đại chiến. Lấy thỏa mãn bọn họ nội tâm huyết mạch sôi trào rung động cùng dục vọng. Bởi vì tàn nhẫn, bởi vì máu tanh. Vì vậy rất nhiều người nguyện ý tiền trả cách xù vé vào cửa. Mà nói như vậy, dưới đất hắc quyền tranh tài địa phương đại thể đều làm một lưới trạng bát giác nội, nếu là thua, vậy 99.9% chín lại cũng đừng nghĩ đi ra. Vì vậy loại này dưới đất hắc quyền còn có cá biệt danh, là tử vong cận chiến. Đêm khuya rốt cục từ từ bao phủ ở tứ cửu thành đại địa trên. Một gã thân mặc màu đen áo khoác nam tử trẻ tuổi, ngồi taxi xe mà đến. Đi tới bầu trời quyền anh câu lạc bộ. Tiên sinh, xin lỗi, chúng ta đã đình chỉ buôn bán, nếu không mời ngày mai ban ngày tới nữa kiện thân. Có lẽ là tái kiến người nọ một thân căn bản cũng không giống như kẻ có tiền trang phục, hơn nữa còn là cưỡi taxi xe tới, thu ở trên trời quyền anh câu lạc bộ trước cửa đứa bé giữ cửa con ngươi vừa chuyển, thiện ý, nhắc nhở. Các ngươi cái này ai là chủ sự?
Có thể thân mặc màu đen áo khoác tuổi nhỏ người lại không thấy đứa bé giữ cửa nói, nhìn chung quanh bọn họ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, cửa kia đồng sắc mặt thần sắc hơi cứng đờ, sau đó không để lại vết tích đưa tay lưng đến phía sau ấn xuống một cái gọi khí. Một lát sau, một vị vóc người khôi ngô tây trang nam mang theo một tiền lớn khí chất lạnh lùng thuộc hạ chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Vóc người khôi ngô tây trang nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua hắc sắc áo khoác nam tử, quay đầu chuyển hướng đứa bé giữ cửa hỏi. Ngươi nhận thức cái này sao? Có thể cửa kia đồng đều vẫn không nói gì, màu đen kia áo khoác nam tử lại dẫn đầu lấy ra một tờ thiếp vàng thư mời hỏi. Hiển nhiên màu đen kia áo khoác nam tử không là người khác, chính là Trần Phi. Đây là... Nhất thời vóc người khôi ngô tây trang nam tử sắc mặt đổi, có chút ngưng nhưng mà thậm chí có một ít kiêng kỵ nhìn Trần Phi, chậm rãi nói tiên sinh, xin hỏi ngươi họ. Xem ra cùng cửa kia đồng cấp bậc có chỗ bất đồng, hắn bên kia, sớm đã bị mặt trên chào hỏi. Ta họ Trần, Trần Phi bình thản hồi đáp, lúc đầu hắn là không chuẩn bị tới, cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến, đến cuối cùng hắn vẫn phải tới. Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Lão bản bọn họ đã ở bên trong xin đợi ngài đã lâu. Nhất thời vóc người khôi ngô tây trang nam tử làm ra tư thế mời, đem Trần Phi dẫn vào phía sau câu lạc bộ đại môn. Từ câu lạc bộ đại môn tiến nhập trong đó sau, là một cái tia sáng hơi chút ám một chút hàng lang. Vóc người khôi ngô tây trang nam tử mang theo Trần Phi quẹo trái quẹo phải, sau cùng đi tới một vị trí rất bí mật thang máy phía trước, ngồi đi thang máy, đến xuống đất một tầng, tầng 2, 3 tầng. Thẳng đến tất nhiên dưới ba tầng sau, vóc người khôi ngô tây trang nam tử mới mang theo Trần Phi lại từ trong thang máy đi ra, đi qua trống rỗng bãi đỗ xe, rốt cục trong tầm nhìn có một cái tương tự với lối vào địa phương. Bị đại thể kiểm tra một chút thân thể, lại làm đăng ký, chỗ an ninh, nộp lên đi điện thoại di động, bọn họ mới bị bỏ vào. Nhất thời từng đợt cuồng dã âm nhạc kèm theo sóng nhiệt dường như trước mặt nhào tới vậy, đem hơn dặm hoàn toàn cắt đứt thành không đồng dạng như vậy thế giới. Sâu nói nhiều, lạp lạp lạp. Âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc. Vang vọng phía trước. Hiển nhiên lúc này đây bọn họ rốt cục chân chính đã tới mục đích, nhà này bầu trời quyền anh câu lạc bộ trong đêm tối chiêu bài. Cũng vương bài. Đánh vào thị giác cảm rất mạnh, máu tanh vô cùng dưới đất hắc quyền tràng. Quyền này bên trong sân chừng 4-500 thước vuông lớn nhỏ không gian, có thể dung nạp dưới rất nhiều người, mặt khác nơi này ngọn đèn tương giác dưới hơi lộ ra hôn ám. Nhưng cư nhiên cũng không có cái loại này rất ô yên chướng khí cảm giác, ngược lại là làm cho có chút thở phì phò, đạp bất quá lên. Giống như hít thở không thông vậy. Mà ở loại này bầu không khí tiếp theo vậy đều chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là chính là không chịu nổi, xoay người ly khai, hoặc là đánh vỡ tầng kia bức tường ngăn cản, giải khai trong lòng gông xiềng, cả người sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Lộ ra nguyên thủy nhất giã tính một mặt. Đao phủ. Nhanh cho lão tử hắn ma cho ta làm thịt hắn. Lão tử thế nhưng ở trên người ngươi hạ 100 vạn, giết cho ta a. Giết a. Đánh a, cố sức đánh, đem đầu hắn đánh vỡ. Cứ như vậy, ha ha, cứ như vậy, nhanh lên một chút, đánh a. Mà nhưng vào lúc này, quyền bên trong sân trung ương nhất tù lung nội bất ngờ chính tiến hành trận này đại chiến. Đối chiến song phương theo thứ tự là cái thoạt nhìn chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hán. Một đôi quả đấm càng có thể so với thất vậy, vẻ mặt hung sát, người bình thường nếu là ở trên đường chỉ là gặp hắn, đều sợ rằng sẽ bị dọa đến đứng không vững, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị tù lung nội khiến một người hết ngược, thậm chí một tay đều đã cắt đứt. Không phải là vẻn vẹn bên trong đầu khớp xương cắt đứt, mà là cánh tay kia đã chỉ là bị ngạnh sinh sinh ban đoạn, ngăn ra. Tiên huyết giàn giụa. Oanh! Hắn ma! Ta tự biết chắc là cái này đao phủ thắng. Người này chân thực quá hắn mà biến thái, đã 19 thắng liên tiếp. Đao phủ, đao phủ, đao phủ, đao phủ. Hiện trường một mảnh điên cuồng. Chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hán, bị một cái thoạt nhìn chỉ có 1 thước 7 gầy yếu người da vàng đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Một tay ngạnh sinh sinh bị ban đoạt, lạnh lẽo trên sàn nhà sau đó từ từ bật đầy tiên huyết. Cái này không gì sánh được chấn động nhân tâm cùng với máu tanh. Bạo lực một màn, thật sâu đâm động ở đây cả trai lẫn gái nóng nảy thần kinh, làm bọn hắn điên cuồng không ngớt. Mà nhưng vào lúc này, thân cao 1m7, gầy yếu, người da vàng một cước hung hăng đạp phải 2 thước cao hắc nhân tráng hán trên mặt, là thập phần đại lực cái loại này, mũi,
trong mắt đều trực tiếp đem đạp bạo. Mà cái này cũng rốt cục nhường hắc nhân kia tuyển thủ không chịu nổi gánh nặng, bất tỉnh đi. Ta hiện tại ta tuyên bố, đao phủ, thắng lợi. Nhất thời tài phán chạy đến hắc nhân tráng hán bên người kiểm tra rồi một trận, sau đó cả tiếng tuyên bố một gã khác tuyển thủ, đạt được thắng lợi. Giống. Lão tử thắng, lại thắng, thắng mấy triệu, ha ha ha, ha 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 ha. Đao phủ, đao phủ, đao phủ. Người này quả thực quá mạnh mẽ, đã 19 thắng liên tiếp, lại còn không có bất kỳ một cái nào đối thủ có thể đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Mua hắn bảo quản kiếm tiền. Hiện trường nhất thời sôi trào, giống như điên vậy. Cả trai lẫn gái trong nháy mắt này điên cuồng hô lớn hoan hô. Âm nhạc điếc tai nhức óc cùng với tù lung nội lạnh lẽo trên sàn nhà tiên huyết, càng đem quyền này bên trong sân làm nổi lên ra một loại âm trầm, cuồng loạn bầu không khí. Đây là chúng ta quyền chàng lợi hại nhất quyền vương, đao phủ. Hắn đã chế 19 thắng liên tiếp kinh người chiến tích, cũng không có bất kể đối thủ nào có thể ở trong tay hắn sống sót, vì vậy, người có muốn đi lên hay không thử xem thân thủ. Ngay Trần Phi nhíu thở ơ lạnh nhạt đây hết thảy thời gian. Một đạo nhàn nhạt lạnh giọng từ xa đến gần. Trần Phi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một thân xuyên xa hoa tây trang sắc mặt có chút nghiêm nghị thanh niên nhân chính hướng hắn đi tới. Lão bản, ngài đã tới, nhất thời vóc người khôi ngô hắc y nhân cung kính nói, sau đó bước ra ly khai. Lão bản, Trần Phi cau mày nhìn người, chậm rãi nói người chính là Trần Khôn. Không, 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 ta cũng không phải Côn Ít. Có thể mặc xa hoa tây trang thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân cũng chính là Hứa Hòa An lại lập tức lắc đầu, vẻ mặt cười nhạt nói ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Hứa, tên là Hòa An, ngươi nếu đồng ý nói có thể trực tiếp xưng hô ta tên đầy đủ, hoặc là Hứa Thiếu. Nói đến đây, hắn đột nhiên làm bộ con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi, thật giống như muốn cho hắn một loại trong lòng áp lực. Lấy hiện phát hiện mình cường thế, bá khí. Họ Hứa. Thế mà Trần Phi tuy rằng không có bị hắn cái loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn hù được, có thể nghe được đối phương cư nhiên họ Hứa thời gian, Trần Phi lại vẫn là không nhịn được ngẩn người. Chỉ là sau chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói có lẽ là vừa vặn cùng họ đi. Hiển nhiên lúc này ở trong lòng hắn, cũng không cho là cái này Hứa Hòa An, sẽ cùng lão Hứa nhà có quan hệ gì. Hắn cũng không rõ ràng lắm năm đó phân dính dáng, sự kiện kia mà. Hanh!